giờ phút này, đơn giản là gượng chống thôi, nếu như không đánh mà thắng liền có thể giải khai cái này diễn thiên đạo trường, hù dọa một phen vẫn rất có cần thiết, một câu, nơi đây không nên ở lâu, quỷ hiểu được còn có bao nhiêu cường giả hướng cái này mà đến, như lại dẫn suốt 8 tôn thiên vương, vậy hắn cùng Giao Nguyệt cung chủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu bối, quả nhiên không biết trời cao đất rộng. Diễn thiên lão đạo một tiếng u cười, từ không sợ đe dọa. Ngươi nói ra liền mở, lão phu không muốn mặt sao. Nói cho cùng, hắn lại yên tâm có chỗ dựa chắc, cũng thấy rõ sáng tỏ, một cái nửa tàn động hư cảnh, còn có thể sử dụng bao nhiêu chiến lực. Về phần Giao Nguyệt cung chủ, hắn cùng Mộng Tiên mặc dù bắt không được, nhưng đối phương cũng đi không được, như thế, vậy liền kéo thôi. Kéo tới viện quân tới, nhìn ngươi còn nhảy nhót không? Làm sao xử lý, hù không ngừng. Vân Thương Tử một tiếng ho khan. Vậy liền chiến, Triệu Bân thật giết mắt đỏ, thẳng đến Diễn Thiên lão đạo. Không biết lượng sức, Diễn Thiên lão đạo đầy giấy khinh miệt. Hắn cũng không phải Thanh Thiên chân nhân, hắn tuyệt không thụ thương, cho dù không sở trường đấu chiến, cũng không phải động hư cảnh có thể chống đỡ, thật sự cho rằng diệt một tôn bị thương nặng tiên vương, liền vô địch thiên hạ rồi. Cấm! Diễn Thiên một tiếng quát mắng, lại ra bát quái trận đồ. Triệu công tử xông quá mạnh, tại chỗ bị nhốt vào trong đó. Giao Nguyệt thấy chi, một bước vượt ngang hư không, huy kiếm liền chém. Mộng Tiên cũng không nhàn rỗi, phật tay diễn xuất một đạo như mộng ảo tinh hà, ngăn lại Giao Nguyệt một kiếm, cũng là tại cùng một giây lát, hắn thi mộng đạo tiên pháp, càng đem Giao Nguyệt cuốn vào trong mộng cảnh. Pháp này, đối bản cung vô dụng. Giao Nguyệt hét lên một tiếng, trước một cái chớp mắt nhập mộng, một giây sau liền phá mộng mà ra. Chỉ có điều, nàng đã không trước vùng thế giới kia, đây cũng là Mộng Tiên dụng ý, sớm biết mộng cảnh khốn không được Giao Nguyệt, lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác, đưa nàng cùng Vĩnh Hằng Tiên thể ngăn cách, là cái gọi là tiêu diệt từng bộ phận. Giao Nguyệt không ham chiến, lại một bước vượt ngang hư miểu. Mộng Tiên phá lệ khó chơi, lần thứ hai đem nó kéo vào mộng cảnh. Giao Nguyệt cùng chủ tái xuất mộng cảnh lúc, cùng Triệu Bân khoảng cách càng xa. Oanh! Ầm ầm! Bát quái trận đồ bên trong, là một mảnh sấm sét vang dội, tịch diệt u mang sen lẫn bay múa. Triệu công tử bị giam ở trong đó, cực điểm múa tiên vương kiếm, vô luận là sấm sét vẫn là u mang, đánh vào người đều rất đau, tôn này đỉnh phong tiên vương tuyệt không bị thương nặng, xa không phải Thanh Thiên chân nhân có thể so sánh. Người quá yếu, Diễn Thiên lão đạo yếu ớt cười một tiếng. Triệu công tử không thèm để ý, ầm vang chống ra Vĩnh Hằng dị tượng. Vẫn là một mảnh Vĩnh Hằng tiên vực, sông núi cỏ cây vào trong diễn hóa, cưỡng ép chống ra bát quái trận đồ, Diễn Thiên không kịp chuẩn bị cường đại khí uẩn, đụng một bước lui lại, tiếng rên rỉ u ám. Rất tốt, Diễn Thiên lão đạo nhe răng cười, bỗng nhiên vung cánh tay lên một cái. Chợt, liền thấy từng khỏa quỷ dị chữ cổ, treo tại hạo vũ bốn phương, mỗi viên đều kim quang lóe sáng, mỗi viên đều hình như có linh tính, tại thương miểu tự hành sắp xếp tổ hợp, càng có đại đạo thiên âm vang vọng. Cái đó là, độn giáp chữ thiên, Triệu Bân nhìn hai mắt nhắm lại. Không phải độn giáp chữ thiên, là Diễn Thiên chữ đạo. Vân Thương Tử bận bịu hoảng nói. Mắt phụng về, Triệu Bân thông suốt định trụ thân hình, cực điểm ngưng tụ khí huyết. Đồng dạng vàng óng ánh chữ, chợt nhìn thật sự giống như là độn giáp chữ thiên. Trời xanh ông run lên, đầy trời chữ cổ lại diễn thành một tòa phong sát đại trận. Vây nhốt ta. Triệu Bân cười lạnh một tiếng. Vần quanh thân đạo kinh chữ cổ, nở rộ sát phạt chi quang. Sau đó chính là chữ cùng chữ tranh hùng, từng khỏa đạo kinh chữ cổ vọt tới từng khỏa Diễn Thiên chữ đạo, chữ cùng chữ va chạm, có thể nghe tiếng vỡ vụn, càng có từng mảnh phát điện nhiệt điện. Nổ đầy trời tiêu. Đạo kinh, Diễn Thiên lão đạo trong lòng một câu. Tuyệt đối là đạo kinh, chỉ có điều diễn thành chữ cổ. Vạn kiếm quy nhất. Triệu Bân một kiếm ngang qua vân tiêu, kiếm uy cùng kiếm ý dễ như trở bàn tay. Năm đó, hắn cần rất nhiều phân thân hợp lực, mới có thể khiến ra vạn kiếm chi pháp, nhưng nhiều năm lĩnh hội, hắn đã ngộ ra tinh túy, cho dù không có phân thân trợ chiến, hắn cũng giống vậy có thể đánh ra vô song kiếm uy. Này một kiếm, miễn cưỡng đủ nhìn. Diễn Thiên lão đạo hí ngược cười một tiếng, đứng ở đó sừng sững không động. Cho đến Triệu Bân giết tới phiến thiên địa này, hắn mới một tay bấm niệm pháp quyết. Ấn quyết dừng lại, hư vô oanh run lên. Trước người hắn lại có một tòa cửa lớn, trống giống kiên quyết ngoi lên mà ra, trên cửa khắc đầy bí văn, đều là Diễn Thiên một mạch tiên văn, lưu chuyển khắp cửa thể mặt ngoài. Coi chừng, đây là Diễn Thiên đạo môn,
Vân Thương Tử một tiếng gào to. Hắn nhắc nhở muộn, Triệu công tử đã giết tới, cửa lớn cũng đã ầm vang mở rộng. Triệu Bân một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, một đầu chui vào trong môn, dễ như trở bàn tay vạn kiếm quy nhất sức mạnh, cũng bởi vì chưa trúng đích mà không còn sót lại chút gì, không đợi hắn giết ra, cửa lớn liền lại ầm vang khép kín. Phải, ngàn dặm tặng đầu người. Vân Thương Tử một tiếng ho khan. Triệu công tử không nói, mang theo thấy nhìn nhìn bốn phương, bạc trắng mịt mờ một mảnh. Cái gọi là diễn thiên đạo môn, hẳn là một vùng không gian, tự thành một càn khôn. Hắn từng nếm thử bổ mấy kiếm, hoặc phách trảm thương miểu, hoặc quét ngang hư không, nhưng hắn cái gọi là công phạt, tựa như đều thành hư ảo bài trí, đều đánh vào không trung, cũng không nổi lên nửa chút bọt nước. Ngoại giới, diễn thiên đạo môn đã trừ khử không gặp. Hoặc là nói, diễn thiên lão đạo đã thu dị không gian. Lão già này mới là thật gà tặc, từ đầu đến cuối cũng không động toàn lực, chỉ còn chờ nhặt nhạnh chỗ tốt đâu. Đừng nói, hắn thật sự nhặt một cái đại lậu, Thanh Thiên chân nhân táng diệt, Giao Nguyệt cùng Mộng Tiên cũng không ở chỗ này. Công đức viên mãn. Diễn thiên lão đạo nghiền ngẫm cười một tiếng, phất tay áo chuyển thân. Trước khi đi, hắn còn nhìn thoáng qua phương đông thiên địa, có thể thấy Mộng Tiên cùng Giao Nguyệt thân ảnh. Kia hai tôn đỉnh phong nữ tiên vương, chiến gọi là một cái khí thế ngất trời, hủy diệt quang che giấu càn khôn. Hắn đi, thi không gian độn pháp. Hắn diễn thiên đạo trường, cũng theo đó triệt hồi. Không có che lấp, thiên địa lại trở về bộ dáng ban đầu. Hả? Còn tại đánh nhau Mộng Tiên cùng Giao Nguyệt cung chủ, lúc này ngưng chiến. Rất hiển nhiên, diễn thiên lão đạo chạy, mang theo vĩnh hằng tiên thể chạy. Đi đâu? Hai đại nữ tiên vương đều lạnh quát. Đều xé mở không gian, thẳng đến một phương đuổi theo. Giao Nguyệt cung chủ còn tốt, ngược lại là Mộng Tiên, đôi mắt đẹp chi quang không phải bình thường băng lãnh, nói xong liên thủ, diễn thiên lão đạo đúng là nửa đường mở đột, liên đới vĩnh hằng tiên thể, cũng cùng nhau bắt đi. Bị tính kế cảm giác, quả thực đáng hận. Cái này có thể trách ai, hai đồng đội đều không phải người tốt. Lại là một mảnh oanh minh, đều bởi vì hai nữ tiên vương uy áp. Hai người lại hiện thân nữa đã là tinh không, một đường truy đến nơi này, không có diễn thiên lão đạo bóng dáng, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, liền các nàng tại diễn thiên trên thân làm đánh dấu đóng dấu, cũng biến mất không thấy gì nữa. Đợi thu thập diễn thiên, lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Giao Nguyệt cung chủ nhàn nhạt một câu, rút kiếm hướng một phương đuổi theo. Mộng Tiên thần sắc dị thường băng lãnh, đi phương hướng ngược nhau. Nàng cũng không phải là diễn thiên chui đến phương nào. Nàng chắc chắn Giao Nguyệt cung chủ không biết. Như thế, vậy liền mỗi người dựa vào vận khí đi tìm, ai trước tìm được chính là ai. Diễn thiên đạo môn, dị không gian. Triệu Bân như du khách, đi một đường nhìn một đường. Mảnh không gian này giống như vô cùng lớn, đi thật lâu cũng không thấy cuối cùng. Một bước một cái hố a, Vân Thương Tử lại đặt kia buồn vô cớ. Từ gặp phải Triệu Tử Long, đoạn đường này liền không sống yên qua, không phải bị đuổi giết. Chính là tại bị truy sát trên đường, cũng thật sự không hổ thiên sát cô tinh, đi đâu cái kia náo nhiệt, đi đâu nào có ách nạn. Hắn có khi đang nghĩ, hắn giờ phút này còn sống. Chính là một cái kỳ tích. Diệu, như cái chữ này, Triệu Bân đã không biết lẩm bẩm ngữ bao nhiêu lần. Mảnh này dị không gian, quả thực huyền ảo, hắn đến tận đây cũng không nhìn ra sơ hở. Người tựa như một điểm không lo lắng, Vân Thương Tử nói. Là phúc thì không phải là họa. Triệu Bân về tùy ý, vẫn như cũ rút kiếm mà đi, vẫn như cũ như cái du khách, hiếu kỳ quét lượng dị không gian, cũng không biết là ai sáng lập, thật một cái đoạt thiên tạo hóa. Siêu! Chính nhìn lên, chợt thấy Thương Miểu nhiều một tấm hư ảo gương mặt. Là diễn thiên lão đạo khuôn mặt, cười âm trầm, vặn vẹo không chịu nổi. Này không gian, còn đủ nhìn, diễn thiên lão đạo cười hí ngược. Vẫn được, Triệu Bân ổn ép một cái, nhìn không ra mảy may lo lắng. Tại diễn thiên lão đạo xem ra, đây là ra vẻ bình tĩnh, làm không tốt tên tiểu bối này, đã có chút mắc tiểu, bởi vì chờ đợi hắn kết cục, sẽ là sống không bằng chết, luyện thành một viên đan dược đều là nhẹ. Có loại thả bọn ta ra ngoài, tái chiến 800 hiệp. Vân Thương Tử thì một trận hùng hùng hổ hổ, là khích tướng chi pháp. Diễn thiên căn bản không có phản ứng hắn, có sức lực liền dùng sức mắng. Nói, hắn một bước đi ra không gian. Theo mắt còn hướng bốn phương nhìn thoáng qua, không thấy có người truy, lúc này mới tế vực môn, chuyến này không có uổng phí đến, sẽ là hắn một trận nghịch thiên đại tạo hóa. Hắn nhập vực môn, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa.
sau đó liền thấy kiếm mang, từ thiên ngoại đập tới tới. Cùng với răng rắc một thanh âm vang lên, vực môn thông đạo bị chém đứt, mới trốn vào trong đó Diễn Thiên lão đạo, cũng từ bên trong té ra ngoài, vốn là một mặt hài lòng cười, giờ phút này đã thành đầy bụi đất. Lão đạo, như vậy sốt ruột đi cái kia a. Mờ mịt giọng nữ vang lên, có một bóng người xinh đẹp từ sâu trong tinh không chậm rãi đi tới. Cẩn thận một nhìn, chính là Giao Nguyệt cung chủ, dẫn theo một thanh Tranh Minh tiên kiếm. Ngươi, thấy là Giao Nguyệt cung chủ, Diễn Thiên lão đạo bỗng nhiên sắc mặt khó coi. Hắn rõ ràng đã biến mất ấn ký đóng dấu, lại dùng không gian độn pháp, này nương môn nhi là trúc cẩu. Cái này đều đuổi theo kịp, mà lại ngắm chuẩn như vậy, hắn thôi diễn đều không có như vậy tốc độ nhanh. Oanh! Giao Nguyệt cung chủ một bước định thân, dẫm tinh không đổ sụp. Tâm tình của nàng dường như rất khó chịu, thậm chí sát ý ngập trời, chung quanh thiên địa đều từng khúc kết hàn băng, băng lãnh cô quạnh khí âm hàn, chỉ lên trời lăn lộn, thẳng thổi Diễn Thiên. Toàn thân đánh rùng mình. Giao Nguyệt, ngươi bản lĩnh không nhỏ mà. Diễn Thiên lão đạo cười lạnh một tiếng. Truy ngươi, dư xài. Giao Nguyệt chưa nhìn Diễn Thiên, lại đặt kia sát kiếm. Nàng hôm nay hỏa khí rất lớn, cũng muốn tìm người tiết tiết hỏa nhi. Thật vừa đúng lúc, trước mặt liền có một cái, mà lại rất chống đánh. Về phần nàng vì sao có thể đuổi tới cái này, bằng cũng không phải ấn ký đóng dấu, mà là thiên sát mệnh cách, nàng cùng Vĩnh Hằng tiên thể đều đã mở thiên sát bí văn. Hai bọn họ cảm ứng, dị không gian cũng đỡ không nổi. Đương nhiên, có được hôm nay cục diện này, nhà nàng tướng công không thể bỏ qua công lao. Không sai, là hai bọn hắn sớm thương lượng xong, một cái cố ý bị bắt, một cái thì cố ý mơ mơ màng màng, nếu không phải như thế, Diễn Thiên lão đạo làm sao đi vào khuôn khổ, lại làm sao ngoan ngoãn giúp Diễn Thiên đạo trường. Sự thật chứng minh, hai người bọn họ diễn kỹ cũng không tệ. Sự thật cũng chứng minh. Vẫn là hắn hai cờ lớp 10 chiêu. Một chiêu này, không chỉ giúp bọn hắn ra Diễn Thiên đạo trường, còn vứt bỏ Mộng Tiên. Bây giờ, chỉ cần thu thập trước mặt vị này liền tốt, bằng nàng chiến lực, có thể một đường đem nó đánh thành cho. Đến, thân ở dị không gian Triệu Bân, lộ một vòng nụ cười sán lạn. Giao Nguyệt có thể cảm ứng được hắn, hắn cũng đồng dạng có thể cảm ứng được Giao Nguyệt. Cùng mở thiên sát bí văn hai cái cô tinh, chính là như vậy thần kỳ. Con, ngoại giới đã khai chiến, Giao Nguyệt cung chủ một kiếm hủy thiên diệt địa. Diễn Thiên thì một bước sau đột, tiện tay ném ra ngoài một khối mai rùa. Đây không phải là phổ thông mai rùa, phòng ấn có một loại thần bí lực lượng, tại tinh không nổ thành một vùng ánh sáng, ngăn lại Giao Nguyệt tuyệt diệt một kiếm, mà hắn, thì quay đầu mở đột, dùng chính là không gian độn pháp. Cái kia chạy, Giao Nguyệt cung chủ một trưởng bao trùm càn khôn, ép không gian vỡ nát. Trốn vào trong đó Diễn Thiên, tại chỗ bị buộc ra, lại còn gặp không gian cắt đứt, thật tốt một bộ đạo bào, biến rách mướp, nhiều chỗ còn nhuộm vết máu. Oanh! Giao Nguyệt như quỷ mị giết tới, một kiếm đánh cho Diễn Thiên hoành lật hư không 8.000 trượng. Diễn Thiên lão đạo cũng không phải đóng, thông suốt định thân hình. Phất ống tay áo một cái, đầy trời chữ cổ vải liệt, ngay lập tức tạo thành phong sát đại trận. Giao Nguyệt khá là cường thế. Vừa bước vào trận cũng là một bước xuất trận. Nàng thiên sát lực lượng tung hoành, liên miên chữ cổ bị chấn băng diệt. Thu! Diễn Thiên lão đạo quát to một tiếng, mặt mày dữ tợn không chịu nổi. Dứt lời, liền nghe phần phật một thanh âm vang lên, có một bộ sơn hà đồ treo ở tinh không, khí thế rộng rãi bàng bạc, có thể thấy trong đó núi non san sát, hùng sông tung hoành, như bịt lại một mảnh chân thực đại thế giới. Đây là Diễn Thiên đạo đồ, cũng xuất từ Diễn Thiên thủy tổ. Diễn Thiên một mạch tam đại chấn sơn pháp bảo, một cái Diễn Thiên đạo môn, một cái Diễn Thiên đạo trường, một cái Diễn Thiên đạo đồ, đều bị Diễn Thiên lão đạo mang đến, mà lại dùng nhiều trượt. Siêu! Mới giết tới Giao Nguyệt cung chủ, tại chỗ bị kéo vào đạo đồ bên trong. Diễn Thiên lão đạo thấy chi, bận bịu hoảng kết động thủ ấn, muốn đem Giao Nguyệt phong nhập trong đó. Bằng nó liền nghĩ phong bản cung, ngươi được không? Giao Nguyệt nhàn nhạt một câu, soạt một tiếng xé mở đạo đồ. Không hổ là Giao Nguyệt cung chủ, chính là bá khí ầm ầm, trước sau chẳng qua một cái chớp mắt liền từ nội sát ra tới. Nếu là hoàn chỉnh Diễn Thiên đạo đồ, nàng còn có kiêng kỵ. Nhưng bộ này đạo đồ, sớm tại 800 năm trước, đã có không trọn vẹn, thu thập một loại đỉnh phong tiên vương có lẽ có thể thực hiện, nhưng nàng, cũng không phải bình thường đỉnh phong tiên vương, nàng là một tôn thiên sát cô tinh. Ngô!
Diễn Thiên lão đạo rên lên một tiếng, đạp đạp lui lại. Đạo đồ bị xé nứt, hắn cũng không liền bị phản phệ sao? Giao Nguyệt cung chủ lại đến, vẫn là hủy thiên diệt địa một kiếm. Diễn Thiên lão đạo từ không dám ngạnh chiến, lại một lần phi thân bỏ chạy, làm sao tốc độ chậm như vậy nửa nhịp, chịu Giao Nguyệt kiếm ý dư chấn, một cánh tay bị chém xuống, chói mắt huyết quang có phần tinh hồng. Coi là thật muốn không chết không thôi. Có lẽ là bị đánh kinh, Diễn Thiên kêu gào âm thanh chấn thiên. Giao Nguyệt không nghe hắn nói linh tinh, một đường truy một đường đánh, lão nương tướng công ngươi nhà cũng dám bắt đi, không đem ngươi diệt, ngươi kiếp sau còn mẹ nó không nhớ lâu, đều nói ta tính tình không tốt. Lão phu bấm ngón tay tính toán, người nào đó bị đánh. Diễn Thiên đạo môn dị không gian, Triệu công tử cất tay lập có phần ngay ngắn. Luận thôi diễn, Giao Nguyệt không kịp Diễn Thiên, nhưng nếu luận đánh nhau, Diễn Thiên kém xa. Thật muốn chơi bạc mạng cùng chết, lại đến một cái Diễn Thiên, Giao Nguyệt đồng dạng chiếu diệt không lầm. Ngươi đang nói cái gì? Vân Thương Tử nghe không hiểu ra sao. Bên ngoài đánh nhiều náo nhiệt, Triệu Bân ý tứ sâu xa nói. Lời này, nghe Vân Thương Tử có phần đến tinh thần, chẳng lẽ Giao Nguyệt đuổi theo rồi? Đúng, khẳng định đuổi theo, nhìn con hàng này không có sợ hãi, tất nhiên sớm có đoán trước. Phốc, tinh không huyết quang chợt hiện, Diễn Thiên lão đạo lại một lần đẫm máu. Hắn mặc dù là cái sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã Dragon Ball, nhưng mở độn bản lĩnh không tầm thường. Nhưng, hắn mang một cái không nên mang người, ân. Cũng chính là Triệu Bân, hắn cái này có thiên sát cô tinh, so cái gì định vị truy tung đều dễ dùng, tung chạy trốn tới chân trời góc biển, Giao Nguyệt cũng giống vậy đuổi theo kịp. Thì ra là thế. Diễn Thiên lão đạo nghiến răng nghiến lợi, tựa như biết vấn đề ở chỗ nào. Là hắn đánh giá thấp thiên sát một mạch. Cũng là hắn đánh giá thấp hai cái thiên sát cô tinh, hai người cảm ứng, còn không thèm chú ý dị không gian, đây là hắn không ngờ đến, khó trách hắn một đường đều không vung được Giao Nguyệt. Còn dám đuổi theo, lão phu đem hắn diệt. Diễn Thiên lão đạo phát hung ác, lấy Triệu Bân áp chế Giao Nguyệt. Đáp lại hắn, thì là Giao Nguyệt một con óng ánh ngọc thủ. Lại là một cái 8000 trượng, Diễn Thiên lão đạo suýt nữa bị đánh tan khung, thông thiên triệt địa thôi diễn chi pháp, vào lúc này. Có vẻ như đều thành bài trí, không phải một cái lĩnh vực người tài, tất nhiên là không địch lại. Đây là ngươi bức lão phu, Diễn Thiên lão đạo mắt lộ hàn mang. Nói diệt liền diệt, hắn lại hóa một tấm mặt quỷ, tại dị không gian bên trong hiển hóa. Triệu Bân ngửa mặt lên trời nhìn lên, mặt quỷ đã mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem hắn thôn tính tiêu diệt. Ai nha? Triệu Bân thông suốt đứng lên, thuận tay còn xách Tiên Vương kiếm. Hắn nghịch thiên một kiếm bổ đi lên, sinh bổ vặn vẹo mặt quỷ. Diệt! Băng lãnh cô quạnh lời nói, tùy theo tại dị không gian vang lên. Diễn Thiên lão đạo lại tế công phạt, chính là một đạo đen nhánh u quang. Một kích này, Triệu Bân tự nhận không chặn được, chỉ vì cùng Thanh Thiên một trận chiến, trong cơ thể hắn Tiên Vương lực lượng, đã hao tổn hơn phân nửa, mà lại cùng với thời gian chuyển rời, Tiên Vương lực lượng, đang không ngừng diệt vong. Hắn không chặn được không sao. Có người chống đỡ được. Trước mắt quỷ mị vừa hiện, có bóng hình xinh đẹp huyễn hóa mà ra. Tất nhiên là Giao Nguyệt cung chủ, cũng không biết thi cái gì cái thần thông, có thể từ bên ngoài giết vào Diễn Thiên đạo môn, không chỉ Triệu Bân một mặt kinh dị, liền Diễn Thiên lão đạo cũng vội vàng không kịp chuẩn bị, người sẽ không ít a. Phá! Giao Nguyệt một cái nhẹ phẩy tay áo, đả diệt đen nhánh u quang. Mà nàng tiếp xuống một kiếm, thì là hướng hư vô vỗ tới. Dị không gian dù huyền ảo, nhưng cũng không phải là không thể phá, phương pháp cũng đơn giản, có tuyệt đối lực lượng thuận tiện, thân là đỉnh phong Tiên Vương nàng, trùng hợp có bực này lực lượng, tiến tới. Nàng liền ra đi. Răng rắc. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, vang vọng dị không gian. Mù sương thế giới, nháy mắt bị đánh mở một vết nứt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Oanh. Diễn Thiên đạo môn vỡ ra. Giao Nguyệt mang theo Triệu Bân bước ra một bước. Diễn Thiên lão đạo thì ho ra đầy máu, Trấn Sơn Pháp bảo lại hủy một cái, cũng trách Diễn Thiên đạo môn cũng không trọn vẹn, nếu không phải như thế. Giao Nguyệt cũng không có dễ dàng như vậy đi vào, cũng sẽ không như vậy dễ dàng ra tới. Hắn cũng muốn đem Diễn Thiên đạo trường rời ra ngoài, nhưng ý tưởng này có chút nguy hiểm. Lúc trước ba người hợp lực đều bắt không được Giao Nguyệt, càng không nói đến giờ phút này hắn một người. Con! Kiếm ngân vang tiếng vang triệt cửu thiên, Giao Nguyệt lại huy kiếm chém tới. Diễn Thiên lão đạo cũng là ngoan nhân,
lại tại chỗ vứt bỏ thân xác, lấy nguyên thần trốn vào không gian, kết cục không khó đoán trước, hắn chi thân xác bị Giao Nguyệt một kiếm chém thành xương máu, chỉ nguyên thần miễn cưỡng bỏ chạy. Lần này, Giao Nguyệt cung chủ tuyệt không lại truy sát. Không có thiên sát làm cảm ứng, nàng đuổi không kịp Diễn Thiên tung tích. Cũng không sao, lẫn mất hòa thượng tránh không được miếu, đợi nàng được nhàn rỗi, tất nhiên sẽ đi Diễn Thiên cung, tìm Diễn Thiên lão đạo thanh toán, đã nói xong tị thế cùng ẩn tu, thời khắc mấu chốt chỉ toàn mẹ nó thêm phiền. Hỗn loạn tinh không, cuối cùng là có thể bình tĩnh. Triệu Bân một bước không có đứng vững, tại chỗ phun máu. Mượn tới đỉnh phong tiên vương lực lượng, thời hạn đã đến, tiên vương lực lượng đã không còn sót lại chút gì, cả người hắn đều rất giống bị rút sạch, thêm nữa thể phách vết thương, hắn bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Giao Nguyệt phật tay mở vực môn, mang theo hắn biến mất không thấy gì nữa. Nàng sau khi đi chưa bao lâu, có một bóng người xinh đẹp giáng lâm nơi đây. Chính là Mộng Tiên, chẳng biết tại sao tìm được cái này, lại là tới chậm, đấu chiến người đã biến mất không thấy gì nữa, còn lại chỉ tàn tạ tinh không, nàng có giác ngộ, sợ là bị Giao Nguyệt cùng Triệu Bân hùn vốn đùa nghịch. Vực môn thông đạo, Giao Nguyệt ngọc thủ đã đặt ở Triệu Bân bả vai. Nàng thiên sát lực lượng, tại Triệu công tử mà nói, ấm áp như gió xuân, nhập thể một mảnh ấm áp, nếu là đổi lại người khác, sớm bị đông thành băng cặn bã, ai bảo hai người bọn họ đều là thiên sát cô tinh đâu. Tiền bối, hỏi ngươi nghe ngóng chuyện gì? Triệu Bân nhỏ giọng nói. Cứ nói đừng ngại, Giao Nguyệt cười một tiếng, ngữ khí rất là ôn nhu. Ngươi có phải hay không phái qua hóa thân, nhập phàm trần tu hành? Đến tiên vương đẳng cấp này đừng, cái nào không có hóa thân hạ phàm ở giữa. Vậy vãn bối tại phàm giới thấy, có lẽ thật sự là tiền bối hóa thân. Ngươi đi qua phàm giới, Giao Nguyệt xinh đẹp lông mày trao lên. Ta là từ phàm giới đi lên. Triệu Bân chưa giấu giếm. Giao Nguyệt không có trả lời, ngọc thủ nhẹ nhàng đặt ở Triệu Bân mi tâm. Thật lâu, mới nghe nàng một tiếng kinh ngạc lẩm bẩm ngữ. Hồng Trần Tiên. Lần thứ nhất, nàng cực kỳ trịnh trọng quét lượng trước mặt cái này động hư cảnh tiểu bối, trên người hắn, có như vậy một loại cùng nó niên kỳ có phần không tương xứng tang thương, bình thường dạng này người, đều trải qua rất nhiều, đều cất giấu cố sự, không hơn trăm tuổi, như không có một loại nào đó chấp niệm. Sao có thể xông qua kia hồng trần đường? Trong lúc lơ đãng, nàng xem tâm thần hoảng hốt. Hắn thần bí cùng tang thương, giống như tràn ngập vô tận ma lực. Nếu nói lúc trước, nàng tìm thiên sát cô tinh là tự cứu, như vậy giờ phút này, mới là thật phương tâm sơ động, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, tại đỉnh phong tiên vương niên kỷ, sẽ bởi vì một tên tiểu bối mới biết yêu. Nguyên lai, người ta duyên phận sớm tại phàm trần liền đã định dưới. Giao Nguyệt cung chủ nở nụ cười xinh đẹp, một tay bóp ấn, muốn thu về nhập thế hóa thân. Tình hoa đã vì hắn mở, nàng có phần muốn biết, hắn quá khứ là như thế nào một cái cố sự. Tiền bối không muốn, Triệu Bân bận bịu hoảng ngăn lại. Làm sao, không muốn gặp thấy phàm trần cố nhân, Giao Nguyệt cười dừng lại. Ta rời đi cố hương đã có trăm năm, nằm mộng cũng nhớ trở về, như thế nào không muốn gặp cố nhân. Triệu Bân cười tang thương, tại tiền bối mà nói. Nàng chỉ là một cái hóa thân, thu hồi cũng chỉ trong một ý niệm, nhưng nàng mà nói, cái này thoáng qua nhất niệm. Lại là có máu có thịt một đời. Nói chuyện sau khi, hắn tâm thần cũng mông lung. Trong mông lung, hắn giống như có thể trông thấy một bóng người xinh đẹp, người khoác chiến y, đứng ở biên quan trên tường thành, nhuốm máu áo khoác ngoài, theo cát vàng bay đáng, năm tháng thấm thoát, nàng chưa hề phụ qua sau lưng tốt đẹp sơn hà. Nàng là Sở Lam, đại hạ Xích Diễm quân nữ soái. Nàng cũng là trên chiến trường một đóa hoa, đẹp nhất nhất đỏ bừng. Nàng phàm trần một đời, nên có rất nhiều cảm ngộ. Giao Nguyệt lẩm bẩm ngữ, cuối cùng là buông xuống thu hồi hóa thân suy nghĩ. Nàng tin tưởng duyên phận, cũng tin đây hết thảy, đều là mệnh chung chú định. Triệu Bân một mình trầm mặc. Hoảng hốt về sau, hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn không biết cố hương của hắn, đến tột cùng còn có bao nhiêu hóa thân, cũng không biết mình những cái kia bạn cũ. Có bao nhiêu còn có một loại khác thân phận, có lẽ, phàm trần chính là một cái sân khấu, hoặc nhân vật chính hoặc vai phụ, hóa thân diễn lại đủ loại nhân vật, kết quả là. Tất cả đều là hồng trần khách qua đường. Có lẽ là quá dã rời. Có lẽ là ném quá nhiều thọ nguyên. Hắn tại trong lúc chữa thương ngủ thật say. Nên cái mộng đẹp. Vân Thương Tử một lời nói chân thành. Vì sao nói là cái mộng đẹp, chỉ vì cái này gọi Triệu Bân Hàng, nằm tại Giao Nguyệt trên đùi ngủ. Đây chính là trong truyền thuyết ôn nhu hương,
trong lúc ngủ mơ gối đầu, cũng hẳn là rất tơ lụa. Sư tôn, ta tìm tới hắn, Giao Nguyệt còn tại lẩm bẩm ngữ. Đường đường một tôn đỉnh phong thiên vương, giờ phút này cười đúng là có chút ngốc. Triệu Bân cái này một giấc, ngủ có đủ an tường, trước trước sau sau chừng nửa tháng, cũng không gặp hắn tỉnh lại, chỉ khi thì nói mê một tiếng, không biết là kêu gọi Cố Hương, vẫn là đang kêu gọi Cố Hương thân nhân. Hắn cái này ngủ ngon ngọt, Giao Nguyệt tuyệt không nhàn rỗi. Đủ dùng nửa tháng, nàng mới đưa Triệu công tử chữa trị. Cũng là đủ dùng nửa tháng, nàng mới tìm đến Vĩnh Hằng giới, bị một loại cực lực lượng thần bí khóa lại, nàng nghiên cứu mấy ngày, mới thật sự xác định ra sao lực lượng. Trong truyền thuyết luân hồi lực lượng, hắn động hư cướp lúc, dẫn xuất tám tôn nguyệt thần, Vân Thương Tử nói. Khó trách, Giao Nguyệt mắt có minh ngộ, đây chính là trong thần thoại nữ thần minh. Nàng lại tế thiên sát lực lượng, lồng mộ Triệu Bân toàn thân, liên đới Vĩnh Hằng giới cũng cùng nhau bao phủ trong đó, lấy thiên sát chậm rãi rèn luyện luân hồi, đợi đem luân hồi lực lượng luyện hóa, Vĩnh Hằng giới mới giải phong. Không hổ là thiên sát lực lượng, quả nhiên có đủ bá đạo. Vẻn vẹn ba ngày, khóa lại Vĩnh Hằng giới luân hồi liền bị luyện hóa. Đương nhiên, đã táng diệt Thanh Thiên chân nhân, là không thể bỏ qua công lao, hắn lúc trước đã luyện hơn phân nửa nguyệt, nếu không phải như thế, dù là lấy Giao Nguyệt đạo hạnh, luyện luân hồi lực lượng cũng là vô cùng tốn sức. Quả là đoạt thiên tạo hóa. Giao Nguyệt tay nhặt một sợi thiên quang, tại đầu ngón tay giống như ngầm hiện. Cái này, chính là luyện ra luân hồi lực lượng, lấy nàng tiên vương tầm mắt, đều có thể không thấu trong đó huyền cơ, khó có thể tưởng tượng. Cửu thế nguyệt thần là như thế nào ngộ ra bực này pháp tắc, thật sự là quá nghịch thiên. Siêu. Nàng chính nhìn lên, luân hồi lực lượng chính mình bay đi. Xong, chính là luân hồi dung nhập Triệu Bân bản nguyên bên trong. Nàng bất ngờ, muốn tách ra, lại phát giác luân hồi lực lượng đã cùng Vĩnh Hằng bản nguyên đồng hóa, mà tiểu tử này khí tức, cũng một cái chớp mắt biến bàng bạc, bản mệnh huyết mạch lại cũng đi theo phục cổ. Tạo hóa, Giao Nguyệt không khỏi cười một tiếng. Luân hồi lực lượng, chính là động hư cướp quà tặng. Nàng chưa tỉnh lại Triệu Bân, chỉ lặng lặng nhìn xem hắn lột xác. Vân Thương Tử cũng bay ra, vòng quanh Triệu Bân đổi tới đổi lui, chủ yếu Triệu Bân nuốt hôm khác mất mạng bụi, chỗ trôi tràn ra luân hồi lực lượng, đối với hắn tàn hồn vô cùng hữu ích, so tích lũy hồn lực nhanh nhiều. Ngươi là nhà nào? Giao Nguyệt lo lắng nói. Vân Thương một mạch, Vân Thương Tử cười ha ha. Vân Thương lão tổ là ngươi người nào? Tiền bối cũng nhận ra phụ thân ta. Đánh qua. Đây là một mảnh rừng hoa đào, mây mù lượn lờ. Trong rừng chỗ sâu có một gốc cây già, Triệu Bân liền nằm ở phía dưới. Hắn ngủ vẫn như cũ an tường, đang say giấc nồng lột xác, thần bí luân hồi lực lượng, cực lớn đẩy tới hắn huyết thống phục cổ, tinh thuần huyết mạch tiên lực, mỗi một sợi, đều mang theo vòng quanh bồng bột sinh mệnh lực. Tiền bối, đừng như vậy. Triệu công tử ngủ say, Vân Thương Tử lại tỉnh dậy. Nguyên nhân chính là hắn tỉnh dậy, Giao Nguyệt mới đối với hắn phá lệ chiếu cố. Cái gọi là phá lệ chiếu cố, chính là tìm cái một bình nhỏ tử, đem Vân Thương Tử tàn hồn, vò thành một đoàn, cho hết nhét vào, xong, còn ra chỉ hơn 10 đạo phong ấn, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách, miễn cho con hàng này tổng chạy đến mù tản bộ. Tối nay đoàn tụ sum vầy, hai người thế giới liền tốt, thêm một cái cũng không cùng hài. Phong Vân Thương Tử, Giao Nguyệt mới phất tay áo rời đi. Không lâu, liền nghe bọt nước âm thanh, là nàng đang tắm. Đáng tiếc người nào đó đang ngủ say, như tỉnh dậy, nàng không ngại một khối tẩy, cũng chính là trong truyền thuyết huyền ương nghịch nước, có thể sẽ có chút không thế nào quen thuộc, có điều. Một lần sinh hai hồi quen mà. Chẳng biết lúc nào, Triệu Bân mới ngây thơ mở mắt. Nên ngủ quá lâu, hắn ánh mắt rất mơ hồ. Đủ 3 năm giây lát. Hắn mới xoa mi tâm ngồi dậy, ngay lập tức vòng nhìn bốn phương, xác định tương lai qua, đợi nội thị thể phách, mới biết vết thương đã toàn bộ phục hồi như cũ, nên Giao Nguyệt cung chủ trị tổn thương. Còn có khóa lại Vĩnh Hằng giới luân hồi lực lượng, giờ phút này cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Không gian tùy thân cuối cùng là giải phong, mà lại so lúc trước lớn hơn một vòng, đều bởi vì huyết mạch phục cổ, cũng đều bởi vì luân hồi mang tới tạo hóa. Nói đến luân hồi, hắn có một loại cảm giác kỳ dị. Hắn có thể cảm thấy được luân hồi lực lượng, liền giấu ở trong cơ thể. Đây là động hư cướp quà tặng, cũng hoặc là nguyệt thần quà tặng. Hắn gặp qua rất nhiều thiên kiếp, phàm là kiếp chung có nguyệt thần, đều vô cùng quỷ dị, rõ ràng là pháp tắc, lại tựa như đều có linh trí, kiếp chung luân hồi,
hơn phân nửa chính là Nguyệt Thần đưa cho cơ duyên của hắn. Tỉnh! Đột nhiên một câu vang vọng, càng có nữ tử hương nương theo. Triệu Bân vô ý thức ngước mắt, lọt vào trong tầm mắt liền thấy một bóng người xinh đẹp. Tất nhiên là Giao Nguyệt cung chủ, bà búi tóc đen rối tung, theo gió phiêu dắt, nên vừa tắm rửa qua, có như vậy một hai lọn tóc, còn nhuộm giọt nước, nàng một bộ áo trắng, như một cái họa bên trong đến tiên tử, không dính khói lửa trần gian, không gây phàm thế bụi bặm, phối hợp tấm kia tuyệt đại dung nhan, đẹp tựa như ảo mộng. Triệu Bân nhìn lắc thần, cái này nhưng so sánh nữ giả nam trang, nhìn xem thuận mắt nhiều. Tối nay đêm đẹp cảnh đẹp, viên phòng được chứ? Giao Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, cả vườn hoa đào đều ảm đạm dung mạo. Nàng chính là cái thế nữ tiên vương, giờ phút này cũng không thể che hết gương mặt một vòng hồng hà. Tròn, phòng, Triệu Bân bỗng nhiên sững sờ. Gọi ngươi một tiếng tướng công, ta chính là thê tử của ngươi. Giao Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, đi chân trần mà tới. Đi lại bên trong, nàng trút bỏ từng kiện tiên y. Cũng là đi lại bên trong, một lần trắng sạch không vết thân thể, hoàn mỹ hiện ra, chiếu đến ánh trăng trong sáng, mỗi một tấc da thịt, đều lóe ra sáng bóng trong suốt, xứng với cái này đêm đẹp cảnh đẹp. Triệu công tử còn không có kịp phản ứng, còn đặt kia sững sờ. Có lẽ là hình tượng quá hương diễm, lỗ mũi chưa phát giác có dòng nước ấm trôi tràn. Tiền bối, đừng như vậy. Tuy là tình cảnh khác biệt, nhưng Triệu công tử lại cùng lúc trước Vân Thương tử, nói lời giống vậy. Nói cho cùng, hắn vẫn là sợ, ngày thường không cần mặt mũi, thời khắc mấu chốt, có chút mắc tiểu, lúc này, lại còn có nhanh chân bỏ chạy xúc động, Giao Nguyệt cung người đều như vậy mở ra sao? Bản cung, không đẹp sao? Đẹp, nhưng ta có nàng dâu. Ngươi có thê tử. Ta. Không đợi Triệu Bân nói hết lời, liền thấy một cái bất minh vật thể ném ra tới. À không đúng, vậy nên là một người, chuẩn xác hơn nói. Là bất niệm thiên. Vĩnh hằng giới giải phong, nàng cũng giải phong, một giây trước còn tại trong mơ hồ, một giây sau, liền bị vĩnh hằng giới cho ném ra, rơi xuống đất một bước không có thế nào đứng vững, suýt nữa một đầu cắm đến hồ sen bên trong. Thật sao, nàng một màn này hiện không quan trọng, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Lại nhìn Giao Nguyệt cung chủ, cả người đều sững sờ, đây là bất niệm thiên sao. Nguyên nhân chính là nhận ra là bất niệm thiên, nàng mới một mặt ngây ngốc. Đại La Tiên Tông một đời chí cường giả, như thế nào tại nhà nàng tướng công vĩnh hằng giới, bất niệm thiên lúc nào đi vào, thế nào không người cùng nàng nói lạc. Trên thực tế, Vân Thương tử muốn nói tới. Chỉ có điều mà, bị nhét vào trong bình. Lại nhìn Triệu công tử, thấy bất niệm thiên cũng là sững sờ, ngủ say nhiều ngày như vậy, còn bị một phen rèn luyện, thương thế rốt cục phục hồi như cũ rồi. Chân trước vừa tỉnh lại, chân sau liền bị vĩnh hằng giới ném ra rồi. Muốn nói nhất mộng, vẫn là bất niệm thiên. Nàng ngủ say trước, thế giới là một mảnh u ám. Bây giờ tỉnh lại không biết trước mắt là cái gì cái cục diện, vị này là Giao Nguyệt cung cung chủ sao? Thế nào không mặc quần áo lặc, hơn nửa đêm, như vậy không mảnh vải che thân, là muốn vội vàng đi tắm. Đợi nhìn Triệu công tử lúc, nàng ánh mắt liền kỳ quái hơn. Như chưa nhìn lầm, cái này hay là chuẩn bị xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Siêu. Giao Nguyệt cởi ích áo nhanh, mặc quần áo càng nhanh, chỉ là một cái hoa lệ xoay người, tiên y được thể, lại còn thêm một đạo che lấp chi quang, nhưng vô luận như thế nào che giấu, đều che không được trên gương mặt đỏ ửng. Nàng cái này không mảnh vải che thân, tướng công nhìn liền nhìn, nhưng có người ngoài, liền có chút không nhịn được mặt. Mà lại, trước mặt vị này vẫn là cùng nàng cùng thế hệ phân. Ta, có phải là đến không phải lúc, bất niệm thiên một tiếng ho khan. Nói thực ra, đây là một câu nói nhảm, thật tốt một cọc xuân hiểu chuyện tốt, bị nàng quấy cái tan nát. Ngươi như thế nào ở đây? Giao Nguyệt cung chủ một tiếng lạnh quát, đôi mắt đẹp đốt đầy ngọn lửa. Nói, nàng mi tâm còn khắc ra thiên sát bí văn, đỉnh phong tiên vương khí tràng, trong nháy mắt toàn bộ triển khai, nàng cùng bất niệm thiên vốn không thù, nhưng bây giờ cục diện này, đánh một trận vẫn rất có cần thiết. Thiên sát cô tinh, mắt thấy Giao Nguyệt mi tâm bí văn. Bất niệm thiên không khỏi một tiếng kinh ngạc. Nàng không chỉ một lần gặp qua Giao Nguyệt cung chủ, năm đó Côn Luân thịnh hội, hai người còn từng pha trà luận đạo, cũng không biết Giao Nguyệt đúng là cô tinh mệnh cách, trước đó, ngoại giới cũng chưa từng có nghe đồn. Ngô! Triệu Bân rên lên một tiếng, lại cũng bị động mở bí văn. Bất niệm thiên thấy chi, thiên vương tâm cảnh đều bị nhiễu rối tinh rối mù, Triệu Bân lại cũng là thiên sát cô tinh, nàng lúc trước lại toàn vẹn không biết,
khó trách sẽ có bây giờ cục diện này, mẹ nó tuyệt phối a. Oanh! Thẹn quá hóa giận Giao Nguyệt, đã cách không một trưởng vỗ tới. Bất Niệm Thiên bận bịu hoàng thu mắt, tế hộ thể tiên quang. Ầm! Giao Nguyệt trưởng uy vô song, trong khoảnh khắc phá Bất Niệm Thiên thủ hộ chi quang. Cũng bởi vì Bất Niệm Thiên lúc trước thương tích quá nặng, thậm chí đã ngã mấy tầng tu vi. Hiểu lầm, hiểu lầm. Triệu Bân một cái thuấn thân giáng lâm, rơi vào giữa hai người. Đúng lúc gặp Giao Nguyệt thứ hai trưởng đánh tới, đánh cái tấm tấm ròng rã. Triệu một trưởng, Triệu công tử cả người đều không tốt, suýt nữa tại chỗ tan ra thành từng mảnh. Đây là Giao Nguyệt, tại cuối cùng một cái chớp mắt thu chín thành trưởng uy, nếu là 10 thành uy lực, có thể đem hắn đánh thành cho bụi. Dù sao, Triệu Bân giờ phút này chỉ là cái động hư cảnh, tuyệt không mượn tiên vương lực lượng. Thật sự là xấu hổ, vừa chạy ra tử kiếp, bị nhà mình đồng đội đánh cái bán thân bất toại. Người điên, Giao Nguyệt cung chủ bận bịu hoảng tiến lên. Bất Niệm Thiên tốc độ cũng không chậm, ngay lập tức tế tiên lực. Người trong nhà, Triệu công tử chỉ lo ho ra máu. Người trong nhà, Giao Nguyệt cung chủ xinh đẹp lông mày trao lên, nhìn Bất Niệm Thiên ánh mắt có điểm lạ, là nhà nàng tướng công quá kinh diễm, cũng bị vị này coi trọng, đến mức đặt ở tự thân vĩnh hằng giới. Hắn, chính là ta Đại La Tiên Tông thánh chủ. Bất Niệm Thiên lời nói ung dung, tiếng ý tứ sâu xa. Giao Nguyệt lại bên cạnh mắt, nghiêng trên mắt hạ quét lượng Triệu Bân. Kinh Bất Niệm Thiên kiểu nói này, con hàng này nhìn xem là có chút quen mặt, tinh không sớm đã truyền ra, Đại La Tiên Tông chọn cái hậu bối làm thánh chủ, nàng cái này còn có một bức chân dung, đến nay còn chưa cẩn thận nhìn, bây giờ xem ra, ngoại giới truyền ngôn quả nhiên không giả, Đại La thánh chủ thật sự là một cái hậu bối. Nửa đường bị Bát Đại Thánh Địa vây giết. Triệu Bân chưa giải thích quá nhiều, câu này liền đủ. Hoàn toàn chính xác, lấy Giao Nguyệt cơ trí, đằng sau sự tình hoàn toàn nhưng não bổ, hẳn là Bất Niệm Thiên bị thương nặng, bị tiểu tử này mang đến tìm Thanh Thiên chân nhân chữa thương, liệu lấy liền liệu đến trong lò đan đi. Vì sao không nói sớm? Ngươi cũng không có hỏi na. Ta, Giao Nguyệt cung chủ lời còn chưa dứt, liền thông suốt nhấc mắt. Có thể thấy thương miểu có một đạo tử sắc tiên quang, vạch trời mà qua, kia là Giao Nguyệt cung tín hiệu cầu cứu, nếu không phải đại kiếp đại nạn, tuyệt sẽ không tế ra, cũng chính là nói, nàng Giao Nguyệt cung gặp họa cướp. Trở về lại tìm ngươi tính sổ sách. Giao Nguyệt bước ra một bước, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Về phần nhà nàng tướng công mà, ngày khác đi tiên tông tìm. Nàng là đi, nhưng trong rừng bầu không khí vẫn như cũ rất xấu hổ, nhìn Triệu công tử cái kia máu mũi, lưu gọi là một cái ngay ngắn, hơn nữa còn là một cái lỗ mũi nhi lưu, vô luận từ chỗ nào nhìn đều rất buồn cười. Hôm nay một màn này, là rất lúng túng, Bất Niệm Thiên một tiếng khẽ nói. Tiền bối chậm thêm ra tới một hồi, sẽ lúng túng hơn. Triệu Bân ngữ trọng tâm trường nói. Bất Niệm Thiên chưa phản bác, thật chờ hai người điên loan đảo phượng lúc ra tới, nàng là đi đây vẫn là không đi đâu. Cỡ nào lãng mạn một tháng đêm, bị nàng như thế nguyên một, có vẻ như chỉ còn một cái sóng chữ. Nàng có một hóa thân, tên là Sở Lam, Triệu Bân vuốt một cái máu mũi. Sở Lam, đại hạ xích diễm quân nữ soái, Bất Niệm Thiên đầy giấy kinh ngạc. Hẳn là nàng. Khó trách nhìn xem quen mặt. Không nghĩ tới nàng cũng là thiên sát cô tinh. Triệu Bân hít sâu một hơi. Đồng dạng thiên sát mệnh cách, thế gian lại tìm không ra vừa so sánh hai người các ngươi càng xứng. Bất Niệm Thiên khẽ nói cười một tiếng, thế tục môn quy không trọng yếu, thiên sát phối thiên sát, sẽ là một đoạn giai thoại. Cái này, còn có cái gì thuyết pháp? Triệu công tử toàn cảnh là hiếu kỳ. Thiên sát kết hợp, có thể phá cô tinh mệnh cách. Bất Niệm Thiên cười nói. Triệu công tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, mới hiểu được tại sao lại có hôm nay một màn này, năm đó Nguyệt Thần trước khi đi, đã từng để cho hắn tìm một cái khác thiên sát cô tinh, nhưng Nguyệt Thần năm đó tuyệt không lộ ra kết hợp một chuyện. Như vậy nhìn tới, Tú Nhi còn có rất nhiều chuyện giấu giếm hắn a. Tựa như xích diễm nữ soái, Nguyệt Thần năm đó nhất định đã sớm biết. Ngày khác, ta dẫn người đi cầu hôn, Bất Niệm Thiên vỗ nhẹ Triệu Bân. Giao Nguyệt cung người, có thể hay không đem ta đánh chết? Triệu Bân ngượng ngùng cười một tiếng. Đi, Bất Niệm Thiên nhẹ phẩy tay áo, mang theo Triệu Bân một bước lên trời. Rời đi rừng đào lúc, nàng còn vô ý thức thấp mắt nhìn thoáng qua mình bộ ngực, so một lần kích thước, Giao Nguyệt tựa như so với nàng lớn không ít, như vậy không mảnh vải che thân, nhìn xem quả thực đẹp mắt. Phực môn thông đạo. Triệu Bân ngồi xếp bằng. Bất Niệm Thiên nhanh nhẹn mà đứng,
lẳng lặng ngước nhìn Thương Miểu. Lúc trước rất nhiều sự tình, Triệu Bân đã cùng nàng nói, thí dụ như Mộng Tiên chặn giết, thí dụ như Thanh Thiên làm loạn, thí dụ như Diễn Thiên giáng lâm. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện, đều rất tốt trình bày như thế nào thế đạo hiểm ác, bây giờ thời buổi rối loạn, Đại La Tiên Tông đã mưa gió phiêu linh, con đường phía trước sợ là rất ảm đạm. Nhưng, Tiên Tông còn có hy vọng chi quang. Vô luận là Đại La Thánh Chủ, vẫn là Đại La Thánh Nữ, bất kỳ cái gì một cái quật khởi, đều có thể trấn trụ tình cảnh, tại hai cái tiểu bối quật khởi trước đó, nàng sẽ không tiếc tất cả, sẽ vì bọn hắn chống lên một mảnh bầu trời. Chẳng biết lúc nào, Triệu công tử mới chậm rãi mở mắt, một ngụm chọc khí nhả nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Hắn là tinh thần sáng láng, luân hồi mang theo quyền lực lượng, đưa hắn một trận không nhỏ tạo hóa. Tiền bối. Thấy Bất Niệm Thiên lặng im không nói, Triệu Bân thăm dò tính hô kêu một tiếng. Bất Niệm Thiên lúc này mới thu thần, khẽ nói cười một tiếng, có việc cứ nói đừng ngại. Triệu Bân không nói nhảm, xách ra một cây đao, chính là Phệ Tiên đao, Phệ Tiên lão vu bản mệnh pháp khí. Ngày xưa hắn diệt lão vu, đao này vẫn tại trong tay hắn, chỉ có điều lấy hắn đạo hạnh khó mà luyện hóa. Đóng dấu không phá, rất khó để cho hắn sử dụng. Phệ Tiên đao, Bất Niệm Thiên phật tay tiếp nhận, nhận ra đao này, chính là Phệ Tiên lão vu bản mệnh khí. Năm đó bát đại thánh địa vây công Đại La Tiên Tông, Phệ Tiên lão vu cũng không có thiếu âm thầm chơi ngáng chân. Nàng tìm lão vu thật lâu, cũng không tìm tới tung tích dấu vết. Không nghĩ, lão vu lại thành Triệu Bân vong hồn dưới kiếm. Giúp ta luyện hóa thôi, Triệu Bân cười ha ha. Không dám, Bất Niệm Thiên rất tình nguyện hỗ trợ, tuyệt diệt lực lượng lồng mộ đao thể. Thật không hổ là tiên vương, cho dù nàng giờ phút này không tại trạng thái đỉnh phong, cũng giống vậy sâu không lường được, Triệu Bân hao tâm tổn trí phí sức đều không thể tồi diệt đóng dấu, nàng cái này chẳng qua ba canh giờ liền xóa đi ấn ký. Siêu, Triệu công tử liền tự giác, ngay lập tức đem chính mình đóng dấu khắc vào Phệ Tiên trong đao. Xong việc, hắn lại chuyển ra một tôn lò luyện đan, chính là Thanh Thiên bản mệnh pháp khí. Thiên Vũ Tiên Lô, Thanh Thiên chân nhân táng diệt, vật này bị hắn phong ấn, cũng như Phệ Tiên đao, đồng dạng luyện không thay đổi. Đoạn đường này, người ngược lại là thu hoạch không ít. Bất Niệm Thiên cười nói, từ cũng nhận ra Thiên Vũ Tiên Lô. Đây chính là một tôn hung hãn pháp khí, xa không phải Phệ Tiên đao có thể so sánh. Nhớ năm đó, Trường Sinh Tiên cùng Thanh Thiên đấu pháp lúc, còn tại trong lò bị nhiều thua thiệt, đã là bất phàm chi vật, từ cũng rất khó luyện hóa, chỉ ít lấy nàng bây giờ đạo hạnh, luyện này tiên lô rất tốn sức. Cũng không sao, đơn giản vấn đề thời gian. Lại một lần, nàng tế tuyệt diệt tiên lực. Triệu Bân cũng không có nhàn rỗi, cuối cùng là xách ra bình nhỏ, đem Vân Thương Tử kia hàng phóng ra, vẫn là Giao Nguyệt Cung chủ có dự kiến trước, sớm đem cái thằng này phong, không phải cục diện sẽ càng thêm xấu hổ. Bên trên không, Vân Thương Tử cũng là người tài, há miệng chính là hổ lang chi từ. Triệu Bân một tiếng ho khan, Bất Niệm Thiên cũng một cái chớp mắt bên cạnh mắt, nhìn con hàng này ánh mắt có chút nghiêng. Xét thấy Vân Thương Tử rất không thành thật, Triệu Bân lại cho hắn nhét vào trong bình, tỉnh lại mù hồ liệt liệt. Tiền bối, như thế nào đem người từ trong mộng mời đi ra? Cơ chí Triệu công tử, trơn chu nhi rời đi đề tài. Trong mộng. Còn tại rèn luyện Thiên Vũ Tiên Lô Bất Niệm Thiên, nghe xinh đẹp lông mày trao lên. Vân Yên sống ở trong mộng của ta, Triệu Bân chưa giấu giếm, sợ Bất Niệm Thiên nghe không rõ, hắn còn đem mấy lần nhập mộng một chuyện, đơn giản nói một lần, về phần thần minh đóng dấu, hắn trực tiếp lướt qua. Lại còn có chuyện như thế, Bất Niệm Thiên một câu lẩm bẩm. Triệu Bân đầy giấy chờ mong, kỳ vọng Bất Niệm Thiên cho cái xác định đáp án. Ta đối mộng đạo lĩnh hội không sâu. Bất Niệm Thiên về nhiều hàm xúc, muốn ra mộng cảnh, còn cần bằng chính nàng, hay là tìm một tôn thần minh giúp đỡ, trừ cái đó ra, có lẽ là không còn cách nào khác. Triệu Bân một mặt tiếc nuối, cũng không muốn Vân Yên một mực sống ở trong mộng. Hắn lại một lần ngồi xếp bằng, tĩnh tâm lĩnh hội Nguyệt Thần cho quà tặng. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy được luân hồi, nhưng là thấy đều ra lông, muốn chân chính ngộ ra pháp này, sẽ là một đoạn rất dáng dấp đường, nguyên nhân chính là có này giác ngộ. Hắn mới phá lệ kính nể Nguyệt Thần, cô nương kia nhi mới là thật yêu nghiệt, lại mẹ nó sống cửu thế, mà lại, mỗi một thế đều là thần minh. Hắn tâm thần xa vào, quanh thân có dị tượng không ngừng. Bất Niệm Thiên từng mấy lần bên cạnh mắt, càng xem ánh mắt càng thâm thúy. Nàng dù rơi xuống tu vi, nhưng tầm mắt vẫn còn, tiểu tử này bản nguyên bên trong chỗ cất giấu lực lượng, thật một cái đủ loại, có luân hồi,
có hồng trần, có thiên sát, có vô lượng, có thái âm thái dương, có tuyệt trần thiên mệnh. Liền minh hồn lực lượng lại cũng có, hắn đã từng còn cùng người kết qua minh hôn. Ông, cùng với một tiếng vù vù, Long Uyên bay ra. Tới một đạo, còn có tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa. Cô nàng này, dáng dấp không tệ. Cùng ta lão đại rất xứng. Cái này hai hàng cũng là nhàn, lại đặt kia trêu chọc bất niệm thiên. Vẫn là hỗn thiên hỏa nhất chuyên nghiệp, vòng quanh thiên vũ tiên lô vừa đi vừa về xoay quanh, đây là thanh thiên chi pháp khí, thanh thiên chân nhân chính là một tôn luyện đan sư, tiên trong lò, còn lưu lại không phải hỏa chi khí tức. Mà nó, hấp thu chính là bực này lửa hơi thở. Đều bởi vì bất niệm thiên rèn luyện, lửa hơi thở ngay tại trôi tràn. Tại nó mà nói, đây là cái nhỏ tạo hóa, tiên vương pháp khí còn sót lại lửa hơi thở, là vô cùng tinh túy, có thể bổ sung nó hỏa chi nguyên, nhìn nó thiêu đốt ngọn lửa, đều so trước kia tràn đầy không ít. Từ này một ngày, thật nhiều ngày cũng không nhìn thấy tiên lôi cùng Long Uyên kiếm. Gây bất niệm thiên, hạ chàng cũng không làm sao tốt. Rất đau rất chua thoải mái. Ông, đủ dùng dăm ba tháng, bất niệm thiên mới luyện hóa thiên vũ tiên lô. Đúng lúc gặp Triệu công tử mở mắt, cái kia hai mắt tỏa ánh sáng, đem tự thân đóng dấu khắc vào thiên vũ tiên trong lò, đây là một tôn hung hãn pháp khí, không chỉ có thể dùng đến luyện đan, còn có thể xách ra ngoài nện người. Không sai, Triệu Bân ôm lấy tiên lô hắc hắc cười không ngừng. Theo hắn tâm niệm vừa động, cái khác ba tôn tiên vương pháp khí cũng bị kêu gọi mà ra. Kia là tiên vương kiếm, hạo thiên tháp cùng phệ tiên đao, một được từ thiên khung di tích, mặt khác hai cái mà. Thì là hạo thiên tiên vương cùng phệ tiên lão vu bản mệnh khí, uy lực là cái đỉnh cái bá đạo. Oanh! Bốn tôn tiên vương pháp khí treo tại quanh thân, tựa như bốn vòng mặt trời nhỏ. Bất niệm thiên cười một tiếng, đại la thánh chủ quả nhiên là trang bị tinh lương, nhưng cũng chỉ là trang bị tinh lương, tiên vương. Minh không phải bình thường pháp khí, động hư cảnh căn bản khó mà thôi động, căn bản không sử dụng ra được đỉnh phong uy lực, lấy Triệu Bân tu vi, như lúc thôi động. Nháy mắt liền sẽ bị rút thành một bộ thây khô. Cái này, chính là tiên vương cấp pháp khí. Uy lực cường đại, cùng tiêu hao là ngang nhau. Lần này đổi bất niệm thiên khoanh chân, tính tâm khôi phục tu vi, cảnh giới rơi xuống không sao, cảm ngộ vẫn còn, đến nàng cấp bậc này, bản thân cảm ngộ thắng qua hết thảy, cho dù là một mạch nghịch thiên huyết thống. Hai người tái xuất vực môn, đã là một mảnh mới tinh vực. Triệu Bân nhìn qua tinh không đồ, khoảng cách hồng hoang đại lục đã không xa. Cùng lúc trước khác biệt, bất niệm thiên lần này tuyệt không tại chỗ tế vực môn, mà là như một cái nhàn tản du khách, dạo bước tại tinh không, chỉ khi thì ngước mắt, nhìn một chút hư vô thương miểu, cũng không biết đang nhìn cái gì. Triệu Bân yên lặng cùng ở sau lưng hắn, vòng nhìn qua bốn phương tinh không. Mảnh tinh vực này rất đặc biệt, vô luận đi đến đâu có thể nghe nói đạo âm. Có biết vì sao mang ngươi tới đây? Bất niệm thiên đột nhiên một tiếng khẽ nói. Không biết, Triệu công tử nhẹ nhàng lắc đầu, đối tinh không đạo âm rất mới lạ. Ta đại la tiên tông khai sơn thủy tổ, năm đó chính là phiến tinh không này phong vị thần minh. Bất niệm thiên nói, nàng rất thần bí, thành thần về sau liền trừ khử tại thế gian, sử sách đều không nàng ghi chép. Khai sơn thủy tổ, Triệu Bân trong lòng một câu. Trong truyền thuyết tự tại thiên, hắn đã nghe qua rất nhiều lần. Kia cũng hẳn là cái kỳ nữ, có thể phong thần đều là người tài. Không lâu, hai người nhập một viên cổ tinh, một viên không có bản nguyên cổ tinh, lọt vào trong tầm mắt đều là hoang vu, nhưng trong hoang vu, lại đứng vững vàng một tôn nữ tử tượng đá, điều khác chính là sinh động như thật. Bất niệm thiên đứng ở tượng đá dưới, chắp tay thi lễ một cái. Triệu công tử thấy chi, cũng là đường đường chính chính chắp tay cúi người. Cái này ai vậy? Triệu Bân nhỏ giọng nói. Khai sơn thủy tổ, bất niệm thiên cười khẽ. Nàng chính là tự tại thiên. Triệu Bân lông mày trao lên, lại có chút trịnh trọng trên dưới quét lượng tượng đá, cho dù nó chỉ là một pho tượng đá, cũng giống vậy là bế nghễ bát hoang, có phong hoa tuyệt đại chi tư. Bỗng nhiên, ảo diệu đạo âm lại một lần vang vọng. Triệu Bân lỗ tai thụ thẳng lăng lăng, tĩnh tâm lắng nghe. Bất niệm thiên tựa như thành thói quen, bởi vì nàng thường xuyên đến bái tế, mỗi một lần đến có thể nghe đại đạo thiên âm, năm đó nàng từng cùng sư huynh nghiên cứu qua, không biết đạo âm đến từ nơi nào. Chỉ biết kéo dài không thôi. Chính nói ở giữa, lại có hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Triệu Bân thấy, vô ý thức hướng bất niệm thiên kia xê dịch. Không trách hắn như thế, chỉ vì người tới là hắn hai cái người quen biết cũ, cũng chính là đen trắng song sát,
không biết vì sao cũng đến nơi này, nhìn thấy hắc sát không có chuyện, nhưng thấy bạch sát liền có chút mắc tiểu. Phải có nhiều năm không thấy hai vị, Bất Niệm Thiên khẽ nói cười một tiếng. Đừng nhìn hai người này tu vi thấp, lại là cùng nàng là cùng một thời đại người. Cũng chớ nhìn bọn họ thăng cấp chậm chạp, nhưng quật khởi về sau hẳn là một phương cự phách. Bất Niệm Thiên, ngươi thật thu đứa đầu nhi tốt. Bạch sát đôi mắt đẹp bốc hỏa, hắc sát thì là mặt to đen tối. Bất Niệm Thiên có chút ngoài ý muốn, ba người hiển nhiên là nhận ra. Lầm, hiểu lầm. Triệu công tử cười ha ha, lại đi Bất Niệm Thiên kia xê dịch. Nhìn hiện trường trực tiếp không mất mặt, bị người bắt được cũng không cùng hài. Đen trắng song sát không thèm để ý con hàng này, cùng nhau leo lên một tòa núi nhỏ, riêng phần mình ngồi xếp bằng, xem ra, hai người bọn hắn thật xa chạy tới đây, chính là vì lắng nghe đại đạo thiên âm. Bất Niệm Thiên thứ xoay người một cái, đi hướng về phía đông. Triệu Bân cuối cùng nhìn thoáng qua tượng đá, tùy theo đuổi theo. Chân núi, tọa lạc lấy một cái đình viện nhỏ, chỉ hai gian phòng trúc một gốc cây già, nhiều năm rồi, đình viện nên Bất Niệm Thiên chỗ tạo, không có đem chính mình làm ngoại nhân, đưa tay Phật năm tháng cho bụi. Ở lại đây mấy ngày, Bất Niệm Thiên ngồi tại dưới cây già, cũng tại lắng nghe đạo âm. Triệu Bân buông xuống bọc hành lý, cũng tìm một chỗ ngồi xếp bằng. Đại đạo thiên âm không biết vang vọng bao nhiêu năm, cổ xưa mà tang thương, đen trắng song sát nghe rất mê mẩn, Bất Niệm Thiên cũng tâm cảnh xa vào, ngược lại là Triệu công tử, nghe nghe liền mẹ nó ngủ. Lần này, hắn không có nhập tử trúc phong mộng. Hư ảo mộng, hắn thấy cái hư ảo người. Kia là một nữ tử, chân đạp càn khôn đưa lưng về phía Hạo Vũ, đứng ở thương miểu nhất đỉnh, tựa như ảo mộng, Triệu Bân muốn nhìn nàng chân dung, đến đều mơ hồ một mảnh, cũng đến đều là chỉ có thể nhìn mà thèm. Ngươi là ai? Triệu Bân hô kêu một tiếng. Trong mộng nữ tử không đáp lời nói, cũng không một chút cử động. Triệu Bân một bước đạp lên trời, muốn xích lại gần nhìn một chút. Nhưng, nữ tử kia giống như lập năm tháng cuối cùng, vô luận hắn làm sao tới gần, khoảng cách đều vô cùng xa xôi, ngược lại là hắn, ý thức biến phiêu hốt mê ly, tựa như cô hồn dã quỷ, tìm không được tâm linh. Cho đến mùi cơm chín khí bay tới, hắn mới chậm rãi mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy Bất Niệm Thiên tại bếp lò bên kia bận rộn. Triệu Bân nhìn sững sờ, tiên tông chí cường giả nấu cơm hình tượng, nhìn xem vẫn là rất mới lạ, Bất Niệm Thiên hơn phân nửa cũng là trở lại nguyên trạng, cho dù là cao cao tại thượng tiên, cũng giống vậy sẽ luyến phàm trần. Mơ tới ai, ngủ say lâu như vậy, Bất Niệm Thiên lo lắng nói. Ta, đã ngủ say thật lâu rồi, Triệu Bân vô ý thức đứng lên. Nửa tháng có thừa, kia là đủ lâu. Triệu công tử trong lòng một tiếng nói thầm, cảm giác cũng không có ở trong mộng lưu quá lâu. Nói đến quỷ dị mộng, hắn lại rơi vào mơ hồ, trong mộng nữ tử là thật hay giả. Kẹt kẹt, đình viện cửa bị người đẩy ra, đen trắng song sát đi đến. Nên Bất Niệm Thiên mời, mời hai vị này một khối cùng đi ăn tối. Cũng như lúc trước, hai người thấy Triệu Bân lúc, sắc mặt một cái so một cái đen, nếu không phải Bất Niệm Thiên ở đây. Bọn hắn không ngại cùng con hàng này tâm sự nhân sinh lý tưởng, người cái không có tiết tháo chút nào danh con. Triệu Bân nhiều cơ trí a, quay đầu liền đi bếp lò nơi đó hỗ trợ. Có như thế hai tôn đại thần, hắn vẫn là đứng Bất Niệm Thiên cái này so sánh an toàn. Nhiều ngày không gặp, hắn tựa như biến rất nhiều. Đây là song sát tâm ngữ, trong miệng hắn là chỉ Triệu Bân. Về phần là nơi nào biến không giống, hai người nói không ra. Bữa tối bầu không khí từ đầu tới đuôi đều rất quỷ dị, Triệu Bân có lẽ là rất đói, chỉ vùi đầu lay cơm, hơn nữa còn tặc có thể ăn, nhìn Bất Niệm Thiên cùng đen trắng song sát, đều không có có ý tốt động đũa. Sau bữa ăn, đen trắng song sát tuyệt không rời đi. Bất Niệm Thiên gọi bọn họ tới, không chỉ là ăn cơm. Tại bọn hắn nhìn xem, Bất Niệm Thiên ở trong viện tạo ba tòa nhỏ tế đàn, lấy cổ xưa pháp trận liên kết, Triệu Bân không biết ngụ ý, cũng không biết Bất Niệm Thiên muốn làm cái gì. Là muốn tại cái này khai đàn làm phép sao? Tốt, Bất Niệm Thiên cười cười. Đen trắng song sát rất tự giác, nhao nhao đi đến tế đàn. Xong việc, đứng ở một bên Triệu Bân cũng bị đẩy đi lên, chỉnh đen trắng song sát có chút không hiểu, nhìn Bất Niệm Thiên ánh mắt cũng trách, để ngươi hỗ trợ rèn luyện sát khí, đẩy hắn đi lên làm gì? Hồi âm bọn hắn, thì là Bất Niệm Thiên nhàn nhạt một chữ. Mở. Theo nàng dứt lời. Ba tòa nhỏ tế đàn tại cùng một nháy mắt ong ong run lên. Sau đó chính là Triệu Bân rên lên một tiếng, mi tâm khắc ra thiên sát bí văn.
Ngươi, thiên sát cô tinh. Đen trắng song sát đều là một tiếng kinh dị, đầy rẫy khó có thể tin. Là bọn hắn mắt phụng về, cũng không biết vĩnh hằng tiên thể là bực này mệnh cách. Bọn hắn giờ phút này cũng minh bạch bất niệm thiên vì sao để con hàng này đi lên, rèn luyện đen bạch sát khí, không ai so thiên sát cô tinh thích hợp hơn, bọn hắn sát khí là huyết mạch, người này sát khí là mệnh cách. Ngươi là thiên sát cô tinh, vì sao không nói sớm, bạch sát mắng một câu. Hai người cũng không có hỏi ta a. Triệu công tử một bên nhìn tế đàn vừa nói. Hắc sát hung hăng hít sâu một hơi, lúc này nhìn tiểu tử này càng phát ra tay ngứa ngáy. Nếu sớm biết này hàng là một cái thiên sát cô tinh, bọn hắn cũng không cần đầy tinh không đi dạo. Ông! Ba tòa nhỏ tế đàn lại run lên, ba người đều sát khí mãnh liệt. Một màn quỷ dị tùy theo hiện ra, hắc sát sát khí chảy vào bạch sát trong cơ thể, bạch sát sát khí, thì tràn vào triệu công tử thể phách. Mà triệu bân sát khí, thì lại trở về hắc sát nơi đó. Cái này, là một cái rất kỳ diệu tuần hoàn. Mà triệu bân, cũng cuối cùng là minh bạch ngụ ý. Bất niệm thiên là muốn để ba người bọn hắn lẫn nhau rèn luyện sát khí a. Ai bảo bọn hắn ba đều cùng sát có quan hệ, như vậy rèn luyện nhưng hỗ trợ lẫn nhau, riêng phần mình sát khí, sẽ bởi vì đối phương rèn luyện đến tinh thuần nhất. Nói trắng ra, lẫn nhau thành tựu. Cũng hoặc là... hợp tác cả hai cùng có lợi. Ấm áp. Triệu công tử nói thầm âm thanh không ngừng, cảm giác nói không nên lời sảng khoái. Nếu là Giao Nguyệt cung chủ cũng ở đây, sát khí rèn luyện nhất định càng hoàn mỹ hơn. Bất niệm thiên liền nhàn nhã, cầm một bộ cổ thư, ngồi dưới tàng cây lẳng lặng lật xem, hắn mang Triệu Bân đến viên này cổ tinh, cũng không phải du sơn ngoạn thủy, sát khí rèn luyện sẽ là một trận cơ duyên. Đã là cơ duyên, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy hoàn thành. Cùng với nhỏ tế đàn ông rung động, sát khí rèn luyện cường độ bạo tăng. Triệu công tử cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người đều không tốt, thể phách trong ngoài đều như liệt diễm thiêu đốt, kia kịch liệt đau nhức là phát ra từ linh hồn, còn càng sâu luyện thể rèn hồn, lại như lúc trước như vậy hài lòng. Ngô! Hắc sát cũng kêu rên, đau khổ sắc diễn mặt mũi tràn đầy bàng. Về phần bạch sát than nhẹ, liền có một chút để người cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác. Biết đến là rèn luyện sát khí, không biết còn tưởng rằng cái kia đâu. Trên thực tế, người nào đó giờ phút này thật sự não đại động mở. Đau tự có đau chỗ tốt, ba người sát khí đều đang thuế biến. Đặc biệt là Triệu Bân, kinh một phen rèn luyện tựa như thay ra đổi thịt. Trước trước sau sau lại là hơn nửa tháng, ba người đều đang đau khổ dày vò, cũng đều tại trong thống khổ niết bàn, thời gian lâu dài, cũng đều thích ứng đau đớn, tạo hóa quang năng dần dần lồng mộ bọn hắn thể phách. Cũng không biết thứ mấy ngày, nhỏ tế đàn mới dừng lại ông rung động. Đen trắng song sát đều nhổ một ngụm chọc khí, ánh mắt càng thâm thúy. Ngược lại là Triệu công tử, không ngờ mơ mơ màng màng chìm vào mộng đẹp. Đa tạ đạo hữu quà tặng. Đen trắng song sát đi xuống tế đàn, sau lưng dị tượng thay nhau sinh. Nói quà tặng từ không giả, là bất niệm thiên mang đến thiên sát cô tinh, cũng là bất niệm thiên tạo trận pháp, nếu là bằng bọn hắn chính mình đi tìm. Quỷ hiểu được ngày tháng năm nào, khả năng đụng vào cái này tạo hóa. Không dám, bất niệm thiên khẽ nói cười một tiếng. Đen trắng song sát đáp tạ, sẽ là một cái nhân tình. Đợi hai người này năm nào quật khởi, nàng sẽ đích thân đi lấy. Đen trắng song sát đi, trước khi đi còn nhìn thoáng qua Triệu Bân, tiểu tử này mặc dù không thế nào muốn mặt, nhưng hình như là một cái phúc tướng, chỉ tiếc là cô tinh mệnh cách, thời gian lâu dài sẽ khắc thân hữu. Lại là giấc mộng này. Triệu Bân nâng lên đầu, ngửa mặt nhìn Thương Miểu nhất đỉnh. Vẫn là giấc mộng kia huyễn nữ tử, còn đứng ở năm tháng cuối cùng. Nhìn một chút, mộng cảnh này vặn vẹo một chút, hình tượng cũng theo đó thay đổi, mộng ảo nữ tử vẫn còn, nhưng trừ mộng ảo nữ tử, lại nhiều một bóng người xinh đẹp, cũng là vô cùng xa xôi cùng tang thương. Tú Nhi, Triệu Bân thấy một trong sững sờ. Tuyệt sẽ không nhìn lầm, đây tuyệt đối là Nguyệt Thần. Hắn càng mơ hồ. Nguyệt thần như thế nào xuất hiện ở đây? Không đúng, đây không phải mộng. Cái này, hẳn là một cái ý cảnh. Triệu Bân thầm nghĩ, chắc chắn suy đoán chính xác, sở dĩ có thể thấy Nguyệt thần, sợ là đóng dấu còn sót lại, còn có cái kia mộng huyễn nữ tử, hơn phân nửa cũng là như thế, cũng chính là nói, trong hiện thực xuất hiện qua một màn này. Oanh! Hư vô một tiếng ầm ầm, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Lại đi nhìn lên, Nguyệt thần đã cùng mộng ảo nữ tử đánh. Cũng là cái này một cái chớp mắt, Triệu Bân thấy rõ mộng ảo nữ tử dung nhan. Tự tại thiên,
vậy mà là Tự Tại Thiên. Hắn không biết một màn này là năm nào chuyện phát sinh, cũng không biết ngay lúc đó Nguyệt Thần cùng Tự Tại Thiên là bực nào cấp bậc, chỉ biết hai người đại chiến, thật một cái hủy thiên diệt địa, chỉ còn lại sóng một sợi khí, đều nghiền tinh vực sụp đổ, càn khôn là hỗn loạn, toàn bộ thế giới đều rất giống hủy diệt. Cửu Thế Nguyệt Thần sao? Triệu Bân lẩm bẩm nói. Hắn là quần chúng, là nhìn tận mắt Tự Tại Thiên bị đè lên đánh. Nếu không phải Cửu Thế Quy Nhất, cái này Nguyệt Thần vì sao lại có như thế vĩ lực? Như mộng bí cảnh, diễn dịch là hỗn loạn cảnh tượng. Cho dù là hư ảo, Triệu Bân cũng ép không được tâm linh run rẩy. Đó là thần cùng thần đấu chiến, là hủy thiên diệt địa công phạt. Cái này, đến tột cùng là thời đại nào? Triệu Bân tự lẩm bẩm. Không có người cho hắn đáp án, hai tôn thần chiến tranh, nên phát sinh ở vạn cổ phía trước, không người làm chứng kiến, nhưng sâu xa thăm thẳm lại có ghi chép, nguyên nhân chính là có lạc ấn còn sót lại, hắn mới có may mắn thấy cảnh này. Hai người có thù? Triệu Bân trong lòng hỏi, ánh mắt sáng tối chập chờn. Hắn nghi hoặc vẫn không có đáp án, có lẽ là tuế nguyệt quá xa xưa, thậm chí hậu thế truyền thừa, hơn phân nửa không biết hai tôn thần còn từng có một trận chiến, các nàng ân ân oán oán, sợ chỉ nàng hai người biết rõ. Trong mộng ảo, cũng không thời gian và tuế nguyệt khái niệm. Triệu Bân không biết trận đại chiến này, đến tột cùng kéo dài bao lâu. Hắn chỉ biết, cùng không bị ràng buộc thiên đấu chiến cái này Nguyệt Thần, tuyệt đối là Cửu Thế Quy Nhất, bởi vì hắn thấy được rất nhiều dị tượng, Quỷ Môn Quan, Hoàng Tuyền Lộ, Hoa Bỉ Ngạn, Sông Vong Xuyên, Cầu Nại Hà. Oanh! Cùng với một tiếng ầm ầm, có một con già thiên đại thủ từ thiên phủ xuống. Cái kia bừng tỉnh dường như một cái diệt thế tay, những nơi đi qua tận thành hủy diệt. Còn có vị thứ ba thần. Triệu Bân nhíu mày, là mắt thấy diệt chi đại thủ chụp về phía Nguyệt Thần. Bàn tay to kia vô cùng kinh khủng, lại đè diệt Nguyệt Thần Cửu Thế dị tượng. Còn chưa xong. Còn có đệ tứ tôn thần. Đó là một đạo cổ lão bóng hình xinh đẹp, như Nguyệt Thần như vậy phong hoa tuyệt đại, nàng một kiếm điên đảo càn khôn, cũng là một kiếm nghịch chuyển tuế Nguyệt Trường Hà, đem cái kia diệt thế đại thủ chém cái hôi phi yên diệt. Trái tim. Triệu Bân vừa sững sờ, ngơ ngẩn nhìn xem cái kia đệ tứ tôn thần. Cái kia tôn thần, lại cùng Liễu Như Tâm sinh giống nhau như đúc. Không đợi hắn hoảng thần, mộng ảo ý cảnh liền biến thành một mảnh hỗn độn. Cũng là tại trong hỗn hỗn độn độn này, trong thực tế hắn mở ra hai con ngươi. Tỉnh mộng, hắn là khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc. Đồng dạng tỉnh ngủ, còn có thân ở phàm giới Liễu Như Tâm. So sánh Triệu Bân thần sắc tái nhợt, nàng là toàn cảnh là mê mang, cũng không biết từ chỗ nào một ngày lên, đồng dạng một giấc mộng, nàng đã làm rất nhiều lần, thậm chí một đoạn thời gian rất dài, đều mơ mơ màng màng. Đình viện nhỏ. Triệu Bân vẫn ngồi ở trên tế đàn, thật lâu cũng không thấy chuyển động. Hắn là có chút mộng, cảm giác vạn cổ phía trước có thật nhiều bí mật, nhìn thấy Nguyệt Thần hắn không kỳ quái, nhìn thấy Nguyệt Thần cùng không bị ràng buộc thiên can trận chiến, cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng nhìn thấy một cái cùng Liễu Như Tâm sinh giống nhau như đúc người, cái kia cũng rất tà dị, Liễu Như Tâm chẳng lẽ cũng là hóa thân. Triệu Bân. Gặp Triệu Bân ngồi cái kia sững sờ, không niệm thiên kêu một tiếng. Từ trước đến nay nơi đây, tiểu tử này liền trở nên kỳ kỳ quái quái. Triệu Bân lúc này mới thu suy nghĩ, đầu bên trên là một đầu dấu chấm hỏi. Rửa mặt một chút, ăn cơm đi. Không niệm thiên khẽ nói nở nụ cười, tại bếp lò bận rộn. Triệu công tử trơn tru đứng dậy, tiến tới trước bếp lò, tính thăm dò nhìn xem không niệm thiên, tiền bối, ta Đại La Tiên Tông khai sơn thủy tổ, có phải hay không cùng trong truyền thuyết Nguyệt Thần? Có cửu oán. Vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì ta mơ tới các nàng. Triệu Bân nói đến đây, tiếng im bặt mà dừng. Cẩn thận như vậy tưởng tượng, chuyện này không thể tùy tiện nói. Người nói vô tâm, người nghe có ý. Không niệm thiên vẫn chờ hắn nửa câu sau. Ta mộng thấy các nàng, tại dạo phố. Thông minh cơ trí Triệu công tử, há miệng tới một câu như vậy. Không niệm thiên hít sâu một hơi, nhịn xuống bão nổi xúc động. Hàng này não động là có nhiều thanh kỳ, có thể đem khai sơn thủy tổ cùng Cửu Thế Nguyệt Thần kéo một khối, hai tôn thần dạo phố mua đồ Tết sao? Đồ Tết không có, ầm ầm ngược lại là có một tiếng. Tinh không hình như có đại chiến, có thể gặp tiên quang bay múa. Triệu Bân cùng không niệm thiên ngửa con mắt lúc, đang gặp một bóng người rơi xuống, là cái áo trắng xuất trần nữ tử, có lẽ là bị thương nặng, thậm chí bạch y nhuốm máu, kinh khủng vô song hàm ý, áp sập một ngọn núi. Không nhận ra,
không niệm thiên tâm bên trong một lời. Không lo tiền bối, Triệu Bân lại một tiếng kinh ngạc. Không tệ, là không lo đảo không lo tiên tử, Lăng Tuyệt sư tôn, ngày xưa nàng từng đi phương xa, nhiều ngày cũng không thấy tin tức, không nghĩ ở chỗ này hiện thân, như vậy chật vật, nên tại bị truy sát. Nói đến kẻ đuổi giết, hắn lại vô ý thức trách mắt nhìn về phía mờ mịt hư vô. Đó là ba cái lão giả, thanh nhất sắc tiên vương, đạo bào màu vàng óng hô liệt. Triệu Bân xác định không nhận ra, lại nhận được ba người kia dị tượng, sau lưng đều có một vành mặt trời, chính là mặt trời lặn thần giáo đặc hữu dị tượng, chính xác oan ra ngõ hẹp, đến chỗ nào đều có thể gặp được thằng danh con như vậy. Mặt trời lặn tam tuyệt, không niệm thiên nhạt đạo, giống như nhận ra ba người kia. Này, Triệu Bân một tiếng gào to, tiện tay ném ra một đạo phù chú. Đây cũng không phải là thông thường phù, là cao giai tiên lôi chú, là từ thanh thiên chân nhân tử phủ tìm ra tới, lực sát thương không là bình thường bá đạo, gặp ba người bức cách tràn đầy, hắn có cần thiết nổ một chút. Nói nổ liền nổ, tiên lôi chú oanh thanh chấn thiên. Tam đại tiên vương đều vội vàng không kịp chuẩn bị, đụng cái tấm tấm ròng rã, trong đó hai vị một hồi lảo đảo, vị thứ ba đi. Có lẽ là đạo hạnh không tốt, bị tạc lật ra ngã nhào, toàn thân trên dưới bốc khói đen. Đánh lén lão phu, tự tìm cái chết. Đệ nhất lão giả lạnh quát, một trưởng hướng đình viện nhỏ đánh tới. Triệu công tử cũng là một đầu hán tử, sách xuất ra hỏa liền muốn khai kiền, người này là tiên vương không giả, nhưng cũng không phải là đỉnh phong cấp bậc, theo hắn đoán chừng, tuyệt không vượt qua được đạo hư đệ tam trọng, hắn có thể miễn cưỡng so chiêu. Nhưng, không niệm thiên nhanh hơn hắn, một tay đem hắn túm trở về, một tay kia hướng trời giáng đi. Lăng thiên đại thủ bị đả diệt, kèm thêm đệ nhất lão giả cũng bị cùng nhau chấn lật, tung khoảng cách rất xa, vẫn như cũ có thể ngửi xương cốt vỡ vụn thanh âm, quỷ hiểu được không niệm thiên một trường, đánh gãy hắn bao nhiêu kinh mạch. Cái này, thứ hai lão giả trong lòng cả kinh, mới đứng vững đệ tam lão giả, cũng tại chỗ chợt biến sắc, chỉ biết đình viện nhỏ cất giấu một tên tiểu bối, không ngờ đến trong đó còn có một tôn tiên vương, lại nội tình cường đại. Tiền bối, Triệu Bân tốc như kinh hồng, chạy thẳng tới không lo tiên tử. Đến nỗi cầu thí tam tuyệt đi, không niệm thiên sẽ dạy bọn hắn làm người. Oanh! Không niệm thiên một bước đạp lên trời, đạp hư không sụp đổ. Hôm nay nàng nộ khí rất lớn, không muốn dạy ai làm người, muốn tiễn đưa cái này ba đi làm quỷ. Ngươi, không niệm thiên, vừa mới chuẩn bị tìm chàng tử mặt trời lặn tam tuyệt, thấy người tới ngừng lại một hồi nước tiểu rung động. Này nương môn nhi cũng không dễ chọc, chiến lực mặc dù không bằng trường sinh tiên, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể chống đỡ, lại đến 10 cái 8 cái bọn hắn hạng này, đối phương một dạng chiếu diệt không lầm. Đi, đệ nhất lão giả nghĩ cũng không nghĩ, quay người liền đột. Không cần hắn nhắc nhở, mặt khác hai đồng đội chạy còn nhanh hơn hắn, vừa chạy còn một bên thầm mắng, con chim này không gảy phân tĩnh mịch tinh thần, thế nào bốc lên một cái không niệm thiên, bọn hắn đây là trúng thưởng lớn A. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Không niệm thiên nhẹ môi hé mở, một bước vượt ngang càn khôn, đem ba người ngăn ở thương miểu hư vô. Thật coi lão phu chả lẽ lại sợ ngươi. Ở phía trước thứ hai lão giả, hét to gào bá khí, cũng không biết hắn là bị sợ sợ, vẫn là đầu óc bị lừa đá, càng là từ chính diện công giết tới. Thấy hắn miệng phun một khỏa huyết sắc linh châu, vạn đạo tia sáng nở rộ. Đây là bản mệnh khí, nhiễm không thiếu sinh linh huyết, sát khí có phần nồng. Không niệm thiên nhìn cũng không nhìn, lật tay một chưởng đem linh châu đánh một cái nổ diệt. Ta, phốc, thứ hai lão giả tại chỗ phun máu, bản mệnh khí bị hủy. Cảm giác không là bình thường sảng khoái. Không đợi hắn đứng vững, thì thấy không niệm thiên như kiểu quỷ mị hư vô buông xuống, ngón tay ngọc nhỏ dài quanh quẩn tuyệt diệt chi quang, một ngón tay xuyên thủng mi tâm, kèm thêm hắn nguyên thần cùng nhau hủy diệt, chính là tấm tấm dòng dã tuyệt sát. Đệ nhất và đệ tam lão giả đều kinh hãi sợ, nhao nhao trốn bán sống bán chết. Không niệm thiên liền tùy ý, như đi bộ nhàn nhã, truy chi nhẹ nhõm. Tiếng kêu rên tùy theo vang dội đầy trời khung. Có một màn mưa máu chiếu nghiêng xuống, nhìn hắc bạch song sát thổn thức, bọn họ cùng không niệm thiên vốn thuộc cùng một đời, hai hai so sánh, hai người bọn hắn liền biểu lộ ra khá là lúng túng. Phía dưới, Triệu Bân đã ở một mảnh hoang vu sơn lâm tìm được không lo tiên tử. Không lo thương rất nặng, nhưng căn bản thương thế cũng không phải là đến từ mặt trời lặn tam tuyệt. Không khó nhìn thấy mi tâm của nàng, có một đạo đen nhánh bí văn tại giống như ngầm hiện. Chú ấn. Triệu Bân một cái chớp mắt sáng tỏ. Liền nói đi,
Lấy không lo tiên tử chiến lực, ba gà mờ tiên vương làm sao có thể đem nàng đánh trọng thương, đều là cái này chú ấn tại quấy phá, phong cấm nàng hơn phân nửa nguyên thần, chiến lực tự đại suy giảm. Chớ quá tới, không lo tiên tử một bước lảo đảo. Nàng lời còn là chậm, Triệu công tử không có thế nào phanh lại xe. Hắn cái này không có phanh lại xe không quan trọng, Triệu không lo tiên tử thể nội trôi tràn ra một tia sát ý, cũng chớ xem thường sát ý, uy lực cực kỳ bá đạo, dù là Triệu Bân thể phách đều bị đánh huyết cốt bay tứ tung. Triệu Bân một hồi kinh hãi. Chỉ một tia sát ý đều mạnh như vậy, có thể tưởng tượng được thương không sầu người đáng sợ bao nhiêu. Cũng phải thua thiệt là không lo tiên tử, nếu đổi lại đồng dạng tiên vương, sợ là sớm bị diệt sát. Khô diệt chú ấn. Hắc bạch song sát cũng tới, nhận ra không lo mi tâm bí văn. Không cần đến hỏi, liền biết đạo này chú ấn là khô diệt tiên vương trồng xuống. Lại là lão già kia, Triệu Bân một tiếng thầm mắng. Lão gia hỏa kia cũng không phải hảo điều, lúc trước bát đại tiên vương vây giết, liền có cái kia hàng phần, mà không niệm thiên tử phủ bị hủy cùng bị phong cấm, cũng là cái kia hàng kiệt tác, không ngờ đến không lo tiên tử, lại cũng gặp khô diệt tính toán, như thế một đạo chú ấn, sợ là có thể muốn mạng người a. Chỉ nhất trọng tiên vương, có thể đỡ được khô diệt chú ấn. Hắc bạch song sát toàn cảnh là kinh ngạc không lo tiên tử nội tình. Còn có, tôn này nữ trong cơ thể của tiên vương, giống như cất giấu một cỗ lực lượng thần bí. Phốc! A! À, ba người nhìn thẳng lúc, Thương Miểu lại huyết quang chợt hiện. Phía sau một tiếng hét thảm, tựa như lệ quỷ kêu rên. Đệ nhất và đệ tam lão giả cũng quỳ, mão đủ nhiệt tình chạy trốn, vẫn là không có đào thoát không niệm thiên diệt sát, một trước một sau rơi xuống thương khung, còn chưa rơi xuống mặt đất, liền nhao nhao nổ thành một mảnh xương máu. Không niệm thiên từ trên trời giáng xuống, thấy không lo cũng là lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày. Hắc bạch song sát nhận ra khô diệt chú ấn, nàng nào có không biết đạo lý. Không suy nghĩ nhiều, nàng lúc này làm tiên pháp, phong cấm trọng thương không lo. Sợ là rất khó giải quyết, bạch sát khẽ nói một tiếng. Còn tốt chúng chú còn thấp, hắc sát lời nói ung dung. Theo bọn hắn nghĩ, tôn này nữ tiên vương vận khí coi như không tệ, ít nhất hôm nay có không niệm thiên tại chỗ. Nếu không có không niệm thiên, nàng chắc chắn phải chết, khô diệt tiên vương chú ấn rất mạnh rất sắc bén. Triệu Bân không nói, chỉ yên tĩnh xem không niệm thiên thi bí pháp. Phong cấm đến vô ưu, không niệm thiên tay ngọc đã đặt ở mi tâm. Thật lâu, cũng không thấy nàng ngôn ngữ, chỉ lông mày xinh đẹp một chút xíu nhăn phía dưới, chú ấn mặc dù khó giải quyết, nhưng nàng có biện pháp phá diệt, nàng kinh dị là, người này thể nội cất giấu cổ xưa lực lượng thần bí. Thần minh. Chuyện được đăng tại https://sanctuary.vip chuyên Funky 1687305056625249178370427015674405974. Thần lực, đó là thần minh sức mạnh. Vẻn vẹn ngược lại cũng thôi như thế, vấn đề là cái này hộ thể thần lực, cũng không phải là ngoại nhân giao phó, là từ nàng tự thân dựng dục, có này cục diện. Nàng chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng, người này đã từng là thần minh. Có thể mang thần sách, không niệm thiên nhìn về phía hắc bạch song sát. Tất nhiên là có, bạch sát mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là nhẹ phẩy ống tay áo. Chợt, thì thấy một vệt ánh sáng bay ra, à không đúng, hẳn là một bộ sách cổ, toàn thân nhuộm quang. Không niệm thiên đưa tay, cách không từng tờ một phiên động. Triệu Bân thì ngẩng lên đầu, nhìn không chớp mắt. Cái gọi là thần sách, nên một bộ ghi chép thần minh cổ tịch, mỗi một trang đều có một bức chân dung, mỗi một bức chân dung phía dưới, đều khắc đầy chữ nhỏ, đó là đối với thần minh giới thiệu, bao quát đạo hiệu tục danh, bao quát truyền thừa lai lịch, bên trên đều có miêu tả. Những thứ này, đều từng tại trong thiên kiếp của hắn xuất hiện qua. Trừ này, còn rất nhiều, hắn chưa thấy qua càng không nghe qua thần minh. Hắn nhìn nghiêm túc, cũng con mắt có chờ mong, nghĩ nhìn một chút trong cái này thần sách này. Là có phải có như vậy một tôn thần minh? Cùng Liễu Như Tâm sinh giống nhau như đúc. Người hoài nghi nàng cùng thần có liên quan. Bạch sát hỏi. Tất có liên quan, không niệm thiên khẽ nói. Cho dù là hoàn chỉnh thần sách, cũng không khả năng ghi chép toàn bộ thần minh. Nàng thu thần sách, chuyên tâm cho không lo chữa thương, ngoại thương cũng không có quan trọng muốn, khó giải quyết là chú ấn, mà lại là khô diệt chú ấn, không giờ khác nào không tại hóa diệt tinh khí, cũng còn tại thôn phệ thọ nguyên. Cũng không sao, vừa thần lực hộ thể, nàng liền không cần lo lắng cho tính mạng. Nàng đem không lo mang về đình viện nhỏ,
đặt ở một tòa trên tế đàn. Trong lúc đó, nàng từng không chỉ một lần nhìn lén thần lực, không thể tìm ra manh mối. Từ xưa đến nay, rơi xuống thần vị chí tôn không phải số ít, làm không tốt nàng tiền thân thật sự là một tôn thần. Triệu Bân cũng đứng ở trước tế đàn, cũng không lộ ra bí mật. Khô diệt chú ấn đã phá, nhưng không lo cũng không tỉnh lại. Tiền bối, nàng, Triệu Bân tính thăm dò nhìn về phía Không Niệm Thiên. Đã không còn đáng ngại, huyết mạch tại thuế biến mà thôi. Không Niệm Thiên khẽ nói nở nụ cười. Chờ ngồi xuống, nàng mới bổ nửa câu sau, có biết lai lịch của nàng. Nàng chính là Không Lo đảo đảo chủ, từng tự phong 8.000 năm. Triệu Bân nói. 8.000 năm, Không Niệm Thiên tâm bên trong một lời, nàng ít nhất cùng Thái Sư Tổ một cái bối phận. Đáng tiếc, Thái Sư Tổ đã không có ở đây, nếu còn tại thế, chắc chắn sẽ nhận ra cái này nữ tiền bối, cũng hơn nửa chi kỳ lai lịch chân chính, rõ ràng là một tôn tiên vương, lại có thể thai nghén thần lực, dạng này người, nàng là lần đầu gặp. Tiền bối có thể thấy được qua nàng, Triệu Bân mở ra một bức tranh, cùng đế tiên sinh giống nhau, Không Niệm Thiên khẽ nói. Đến đêm khuya, hắn mới thu thập suy nghĩ. Hắn lấy Thiên Vũ Tiên Lô, thuận tiện còn cầm một đống lớn tài liệu luyện đan. Ngươi vẫn là luyện đan sư, ngồi ở dưới cây đọc qua cổ thư Không Niệm Thiên, hướng cái này liếc mắt nhìn. Không có chuyện gì mù suy xét, Triệu Bân cười ha ha, tế hỗn thiên hỏa. Không Niệm Thiên không hỏi lại, biết Triệu Bân thiên phú cực cao, kiêm tu luyện đan cũng không phải không thể. 2-3 ngày, lặng yên mà qua. Không Lo tiên tử chưa tỉnh tới, Triệu Bân cũng không ngừng. Hắn sơ tâm không thay đổi, luyện vẫn là một văn đan dược. Theo hắn mà nói, nền vững chắc căn cơ. Ngày thứ tư, hắc bạch song sát lại tới. Hai mỹ nữ còn rất có tư tưởng, dưới tàng cây bày tổng thể. Hắc rất là quần chúng, Triệu Bân cũng là quần chúng, hai người kỳ nghệ có cao hay không hắn không biết, nhưng các nàng nhặt cờ lạc tử tư thế, vẫn là rất duyên dáng. Tổng thể. Hai người thúc hạ nửa tháng cũng không phân ra thắng bại. Hắc sát cảm thấy buồn tẻ, cất tay tiến tới Triệu công tử bên này. Đối với Triệu Bân luyện đan thuật, hắn không tâm tình phân tích, nhưng đối với cái này lò luyện đan, hắn là rất là tò mò, lúc trước là mắt phụng về sao. Cái này mẹ nó chính là Thiên Vũ Tiên Lô A, thanh thiên chân nhân bản mệnh khí. Lò luyện đan này ngươi ở đâu ra? Hắc sát hỏi. Nhặt, Triệu công tử nói là chứng trạc đàng hoàng. Hắc sát tất nhiên là không tin, chỉ vô ý thức liếc mắt nhìn Không Niệm Thiên. Cái này hung hãn cô nàng, sẽ không đem thanh thiên chân nhân tiêu diệt a. Hắc sát trong lòng một tiếng nói thầm. Thanh thiên chân nhân cũng không phải thứ gì tốt, nói thật dễ nghe là ra vẻ đạo mạo, nói khó nghe chút, đó chính là một cặn bã, mỗi ngày đều ở nhà nghiên cứu huyết đan, trước kia còn suýt nữa đem hắn cho luyện. Cho ta mượn 3 giọt huyết, bản nguyên huyết. Hắc sát vẫn như cũ cất tay, nói cũng đúng chứng trạc đàng hoàng. Không lấy không. Hắc sát nói, còn có chút thịt đau lấy một vật. Chính là một cây sen hoa, màu tím hoa sen, hiện lại là đỏ bừng quang, sinh linh lực dị thường mạnh mẽ, liên hạ cờ Không Niệm Thiên, đều có một cái chớp mắt trách mắt, đó là đồ tốt, công dụng rất nhiều. Cái này, làm sao có ý tứ? Triệu công tử là cái người biết nhìn hàng, trơn tru nhận lấy. Bản nguyên huyết không còn. Có thể tại thai nghén ngưng luyện, nhưng gốc cây này tử liên hoa, là có thể gặp không thể cầu. Tử liên hoa mặc dù chân quý, nhưng vui sướng vĩnh hằng tiên thể, tam giới sợ là chỉ có cái này một đầu. 3 giọt bản nguyên huyết, cái này mua bán hắn không bồi thường. Trong sân 4 người, đều bị cả kinh tâm linh run lên. Xong việc, luyện đan vị kia, nhìn luyện đan vị kia, cùng với đang đánh cờ hai vị kia, liền đều bay ra ngoài, chuẩn xác hơn nói. Là bị một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đánh bay đi ra ngoài. Lực lượng kia, đến từ Không Lo tiên tử. Gì dấu hiệu không có, cái kia thần lực đại bạo phát a. Oanh, phanh, 4 người như bao cát, đập về phía đông tây nam bắc tứ phương. Không Niệm Thiên bọn hắn còn tốt, mặc dù chật vật nhưng không thụ thương. Tu vi yếu nhất như Triệu công tử, liền có một chút thê thảm, cả người đều suýt nữa tan thành từng mảnh. Không biết là trùng hợp vẫn là ngắm quá chuẩn, bay tứ tung đi ra hắn đem không bị ràng buộc thiên pho tượng đập cái vỡ nát. Đình viện nhỏ, đã bị san thành bình địa. Đám người đi xem lúc, rộng rãi cổ lão thần lực, đã hướng tới bình tĩnh, thành mơ hồ mây mù, lồng muộn vùng thế giới kia, chớ nói hắc bạch song sát, ngay cả Không Niệm Thiên đều không nhìn thấy được càn khôn. Cái này thần lực, cỡ nào kinh khủng,
Hắc Sát hít sâu một hơi. Chân chính thần lực so cái này đáng sợ nhiều. Bạch Sát một tiếng khẽ nói. Lời này không giả, không lo tiên tử mặc dù có thể thai nghén lực lượng của thần, nhưng so sánh chân chính thần lực, vẫn là kém một cỗ thần chi ý uẩn, bằng không, bọn hắn nhưng là không phải là bị đánh bay đơn giản như vậy. Qua! Triệu Bân một hồi nhe răng trợn mắt, lảo đảo đứng dậy. Lại một lần, hắn đem Nguyệt Thần, kèm thêm Nguyệt Thần nhà tám đời tổ tông, đều cảm tạ một lần, là Nguyệt Thần trợ hắn nện căn cơ, rèn luyện như cương cân thiết cốt một dạng thân thể, cũng chính bởi vì như thế, hắn mới đối phó thần lực dư ba, phảng phất giống như đồng dạng động hư cảnh, sớm mẹ nó thăng thiên. Không lâu, mông lung mây mù tán đi, bốn người lúc này mới tiến lên trước. Không lo còn tại, còn yên tĩnh nằm ở trên tế đàn, ngủ điềm tĩnh an tường, nàng chu bên cạnh thần lực rong chơi, từng sợi gom vào trong cơ thể nàng, sau đó chính là dị tượng, một bước tiếp một vài bước diễn hóa. Ông, không niệm thiên Phật tay tế một thanh kiếm, treo ở tế đàn phía trên. Đó là bổn mạng của nàng khí, có tiên quang giải rác, che lại không lo, hoặc có lẽ là đem không lo cùng ngăn cách ngoại giới, tiết kiệm nàng lại thần lực đại bạo phát, nàng cũng không muốn lại bị đánh bay một lần. Nàng tiền thân, hơn phân nửa thực sự là thần. Không chỉ không niệm thiên, liền hắc bạch song sát cũng đều chắc chắn như vậy. Nếu cùng thần minh không ngọn nguồn, tiên vương làm sao có thể dựng dục ra thần lực. Thật là cường đại khí tràng, Triệu Bân trong lòng lẩm bẩm ngữ, mặc dù không lo tiên tử chỉ là nhất trọng tiên vương, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ. So thời kỳ đỉnh phong không niệm thiên kinh khủng hơn uy áp. Điểm này, không niệm thiên cũng là rất có cảm xúc. Đáng sợ không phải không lo, là trong cơ thể nàng cất giấu thần lực. Chỉ có thần minh mới có thể rèn luyện sức mạnh, nàng tự nhận làm không được. Ngày thứ ba, mới gặp không lo tỉnh lại. Có lẽ là ngủ quá lâu, nàng nằm ở đó một hồi lâu cũng không chuyển động, chỉ lẳng lặng mong nhìn thương miểu, chỉ biết ánh trăng trong ngần tung xuống, mới xua tan nàng trong tròng mắt mê mang, chân chính khôi phục tỉnh táo. Tiền bối, ngươi đã tỉnh, Triệu công tử trước tiên xông tới. Không lo tiên tử lễ nghi tính chất nở nụ cười, nhìn về phía không niệm thiên, đa tạ đạo hữu. Tiện tay mà thôi, không niệm thiên khẽ nói nở nụ cười, là nàng hủy diệt khô diệt chú ấn không giả, nhưng chân chính cứu người mệnh, là vị này nữ trong cơ thể của tiền bối thần lực, là thần lực đang bảo vệ bản mệnh. Tiền bối, trong cơ thể ngươi ở đâu ra thần lực? Triệu công tử nhỏ giọng hỏi, chủ yếu là quá hiếu kỳ. Lời này vừa nói ra, không niệm thiên hòa song sát cũng đều dựng lỗ tai lên. Không biết, không lo tiên tử khẽ gật đầu, cảm giác hết thảy đều tới rất không hiểu. Gặp nàng như thế, Triệu Bân cũng không tốt hỏi nhiều, hỏi lại liền liều lĩnh, lỗ mãng. Không lo tiên tử đi, nhưng cũng không rời đi hành tinh cổ này, tựa như một cái nhàn tản du khách, dạo bước sơn lâm dài xuyên ở giữa, nàng tại lắng động tâm cảnh, cũng tại lắng nghe đạo âm, cái này cổ tinh rất bất phàm, có vang vọng không ngừng đại đạo thiên âm. Nàng từng nhìn lén một đường, cũng chưa thấy có manh mối. Phanh! Cùng với một tiếng oanh minh, không niệm thiên di tới một ngọn núi. Không bị ràng buộc thiên pho tượng bị nện nát, phải lần nữa điêu khắc một tòa. Triệu công tử thì mang ra thiên vũ tiên lô, tận tụy luyện đan. Ngày thứ 9. Không lo đi tới pho tượng phía dưới. Đại La Tiên Tông khai sơn thủy tổ, nàng là có chỗ nghe thấy, đó cũng là thần thoại một dạng nữ thần minh. Sử sách đối với nàng ghi chép cũng không nhiều, từ xưa đến nay, đều che một tầng khăn che mặt thần bí. Tiểu hữu, có thể hay không giúp một chút? Nhìn qua pho tượng, không lo nhìn về phía Triệu Bân. Triệu Bân cười cười, tiền bối cứ nói đừng ngại. Ngươi chỉ tĩnh tâm ngưng khí liền tốt. Không lo nói, tay ngọc đặt ở Triệu Bân trên bờ vai. Triệu công tử không rõ ràng cho lắm, tại đứng vững trung tâm cảnh không minh. Sau đó... Hắn liền cảm giác một cỗ kỳ dị chi lực, từ không lo tiên tử tay ngọc, tràn vào trong cơ thể hắn, đó là một loại vô hình cũng không cùng nhau sức mạnh, chỉ có thể mơ hồ cảm giác, lại là không thể nào bắt giữ. Thôi diễn chi lực, thật lâu, mới ngửi Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ. Là nàng đánh giá thấp không lo tiên tử, không chỉ đối với huyết mạch rất có nghiên cứu, còn đối với thôi diễn rất có tạo nghệ, bây giờ như vậy, nếu hắn đoán không sai mà nói, không lo là coi hắn là làm môi giới làm thôi diễn. Hắn đoán một chút cũng không kém. Không lo tiên tử xác thực tại thôi diễn. Thôi diễn ai đây? Tất nhiên là thôi diễn vĩnh hằng một mạch, nàng ngủ say 8.000 năm, quên đi quá nhiều, có phần muốn biết trong cơ thể nàng thủ hộ chi quang, là người phương nào tặng cho, nàng muốn một cái đáp án.
Nàng biết Triệu Bân chính là vĩnh hằng tiên thể, sớm tại ngày xưa không lo đảo liền biết được. Đã vĩnh hằng một mạch, tìm vĩnh hằng truyền thừa làm môi giới liền không thể thích hợp hơn. Ngô! Triệu Bân đột nhiên kêu đau một tiếng, không biết là kịch liệt đau nhức vẫn là run sợ. Bị người mượn tới làm thôi diễn môi giới, cảm giác cũng không như thế nào thoải mái. Còn tại điều khác không bị ràng buộc thiên thạch giống không niệm thiên, hướng phía dưới liếc mắt nhìn, đôi mắt đẹp không khỏi híp lại, tựa như biết không lo đang làm cái gì, nhưng nàng không rõ, vì cái gì tìm Triệu Bân làm cái này môi giới. Cách đó không xa đỉnh núi, hắc sát song sát đều mở con mắt. Tôn này nữ tiên vương rất kỳ quái, càng là thôi diễn như vậy. Ngô! Triệu Bân lại là kêu đau một tiếng, tâm thần bị thôi diễn chi lực bao phủ. Hắn biến có chút mơ mơ màng màng, cũng là tại cái này mơ hồ trạng thái, hắn chậm rãi mở hai con ngươi, nhưng thấy lại là hỗn hỗn độn độn một mảnh, hắn biết, đây là không lo thôi diễn ra cảnh tượng. Đây là làm môi giới chỗ tốt, không lo có thể nhìn đến hắn cũng có thể nhìn thấy. Như thế hỗn hỗn độn độn cảnh tượng, trước sau đủ duy trì 3 năm ngày lâu. Trong lúc đó, Triệu Bân cùng không lo tất cả như đá khắc pho tượng, đứng ở đó không nhúc nhích tí nào. Không niệm thiên từng xuống nhìn qua, không lo chỗ thôi diễn hình ảnh, nàng tự nhiên là không thấy được, chỉ biết cái này nữ tiền bối tại cực điểm ngược dòng tìm hiểu một cái cổ lão đầu nguồn, này sẽ là cái đáp án. Lại là đêm, Triệu Bân thể phách hơi hơi rung động rồi một lần. Hắn thấy chi hỗn độn, cuối cùng là bị thôi diễn chi lực vén lên. Tại hỗn độn thấp thoáng chỗ sâu nhất, hắn bừng tỉnh giống như trông thấy một bóng người, nói cho đúng là cái bóng lưng, mơ hồ không chịu nổi, lại là vĩ ngạn kiên cường, giống như là đứng ở tuế nguyệt cuối một tôn thần minh. Hắn là ai? Triệu Bân trong lòng hỏi. Cùng hắn đồng dạng nghi hoặc, không lo tiên tử cũng tại hỏi. Bất đồng chính là, nàng nhìn bóng lưng kia thường có một loại không hiểu thân thiết, tại không tự chủ, khóe mắt còn có lệ quang lấp lóe, nàng muốn nhìn rõ người kia tôn vinh, làm thế nào cũng phát không mở hư vô hỗn độn. Nàng không dừng tay, thôi diễn chi lực tung hoành bay lượn. Nàng cưỡng ép mà làm, gặp một loại đáng sợ phản phệ. Không niệm thiên gặp chi lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày, bởi vì cô gái này tiền bối thần lực, đang bị phản phệ chi lực hóa diệt, cũng chính là nói, nàng thôi diễn người, tuyệt đối là một tôn uy chấn thiên cổ bậc đại thần thông. Nếu không phải như thế, tuyệt không có khả năng có mạnh như vậy phản phệ. Hắn là ai? Triệu Bân cùng không lo đều tại lẩm bẩm ngữ. Cũng đều vô tận thị lực. Hỗn độn tối cuối đạo kia mơ hồ bóng người, đưa lưng về phía hư ảo, là như vậy chỉ có thể nhìn mà thèm, bóng lưng của hắn. Diễn hết cổ lão cùng tang thương, thật sự tại trong tuế nguyệt trường hà vĩnh hằng dừng lại. Thần minh, Triệu Bân trong lòng một lời. Tuyệt sẽ không sai, đây tuyệt đối là một tôn thần. Hắn thấy, vậy còn không là bình thường thần minh, bởi vì bóng lưng của hắn như cửu thế nguyệt thần như vậy, ngang hàng xa xôi, ngang hàng mờ mịt. Nếu không phải cùng cấp bậc, vì sao lại có như vậy hàm ý? Hắn rất khiếp sợ, chấn kinh không lo tiên tử sử dụng thôi diễn chi pháp. Phải biết, đây chính là một tôn không hề yếu tại cửu thế nguyệt thần chí tôn. Dạng này một tôn thần, chỉ là tiên vương nàng có thể thôi diễn ra một đạo bóng lưng. Chẳng lẽ, là bởi vì trong cơ thể nàng thần lực. Nhìn không lo tiên tử, khóe miệng lại trôi tràn máu tươi. Không niệm thiên muốn nói lại thôi. Vị này nữ tiền bối sợ là điên rồi, vì làm thôi diễn là muốn liều lên tính mệnh. Tại mạnh như vậy đi nhìn lén tiếp, không chỉ sẽ hao hết thần lực, hơn phân nửa còn có thể thân tử đạo tiêu. Ngô! Không lo tiên tử khóe miệng chảy máu, Triệu công tử cũng không tốt gì. Mặc dù, không lo tiên tử đã nhận lấy cơ hồ tất cả thôi diễn phản phệ, nhưng hắn dù sao cũng là môi giới, chỉ phản phệ một tia dư ba, liền đầy đủ hắn khó chịu, thể nội tiên lực liên miên diệt phong. Lại không ra tay, hai bọn họ sợ là muốn hủy căn cơ, hắc sát chậm chậm nói. Lời này, tất nhiên là đúng không niệm thiên nói, nhà ngươi đồ nhi đang tại bên bờ sinh tử tàn bộ. Không niệm thiên trầm mặc không nói, bàn tay ở giữa đã có tiên lực tại quanh quẩn, thời khắc chuẩn bị đánh gãy thôi diễn. Nhưng, không đợi nàng đưa tay, liền nghe đại địa ông run lên. Sau đó, thì thấy một tòa kình thiên cửa lớn, từ Triệu Bân cùng không lo sau lưng. Chậm rãi kiên quyết ngoi lên mà ra. Song sát vô ý thức ngửa đầu, không niệm thiên cũng theo đó ngước mắt. Tòa này cửa lớn tang thương cổ lão, khí thế cái kia rộng rãi bàng bạc. Bọn hắn nhìn lên, trên cửa lớn có từng đạo bí văn khắc vẽ mà ra, giống như là trận văn lại giống như đồ đằng, mỗi một đạo đều nhuộm vĩnh hằng quang, chớ nói song sát,
xem không Niệm Thiên đều bị nhiếp đôi mắt đẹp đau nhức. Đây là Vĩnh Hằng Chi Môn, Bạch Sát nhìn ngọc miệng khẽ nhếch. Vĩnh Hằng một mạch một trong bát đại thiên tàng, Hắc Sát một tiếng thổn thức. Không phải Tiên Thiên Vĩnh Hằng, có thể mở này thiên tàng. Không Niệm Thiên cũng kinh ngạc. Ông, đang nói ở giữa, Vĩnh Hằng Chi Môn lại ông run lên. Cái này run lên không quan trọng, cái kia vừa bị điêu ra không lâu không bị ràng buộc thiên thạch giống, lại một lần ầm vang nổ nát vụn, mà thân ở phiến thiên địa này hắc trắng song sát cùng Không Niệm Thiên, thì đều bị đè một hồi lảo đảo. Làm sao có thể? Hắc Sát cưỡng ép ổn định gót chân, cái kia toàn cảnh là hãi nhiên. Đại La Thánh chủ chỉ động hư cảnh, tung mở Vĩnh Hằng Chi Môn, cũng không khả năng đè bọn họ đứng bất ổn, càng không nói đến Không Niệm Thiên vẫn là tiên vương, bực nào trầm trọng uy áp, mới có thể để cho nàng ăn quả đắng. Là bởi vì nàng, Không Niệm Thiên nhìn chính là không lo. Triệu Bân mở Vĩnh Hằng Chi Môn, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Định cùng vị này nữ tiền bối có liên quan. Mà Vĩnh Hằng Chi Môn vì cái gì có như thế bá đạo uy áp, cũng định cùng với thoát không khỏi liên quan. Giải thích như vậy, song sát vô điều kiện tiếp nhận. Người này không phải bình thường tiên vương, thể nội có thần lực. Nói cho cùng, trận này thôi diễn là Triệu Bân cùng không lo hợp lực, thân là thôi diễn môi giới Đại La Thánh Chủ, hơn phân nửa tại đang suy diễn nhiễm lên thần lực, thậm chí thần lực ra chỉ Vĩnh Hằng Chi Môn uy áp. Niềm vui ngoài ý muốn sao? Không Niệm Thiên nhãn thần nhi kỳ quái. Làm thôi diễn môi giới, lại vẫn kích phát Vĩnh Hằng một mạch tiên tàng. Nếu là chỉ dựa vào Triệu Bân tự thân, sợ là tu đến thân hủy thần diệt, cũng tu không ra tòa này Vĩnh Hằng Chi Môn, là bởi vì hắn không phải Tiên Thiên Vĩnh Hằng, hơn nữa bản nguyên còn chưa hoàn chỉnh, khả năng gần như là không. Hắn, là Vĩnh Hằng một mạch tiền bối. Triệu Bân không biết ngoại giới lúc, chỉ nhìn hỗn độn phần cuối. Ngay tại phía trước một cái chớp mắt, hắn từ cái này đạo trên bóng lưng, trông thấy Vĩnh Hằng quang. Hắn cũng cuối cùng là biết rõ, không lo vì cái gì tìm hắn làm môi giới, ai bảo hắn là Vĩnh Hằng truyền thừa, hắn không biết người kia là cái nào một đời Vĩnh Hằng tiền bối, chỉ biết không lo tiên tử, cùng Vĩnh Hằng rất có ngọn nguồn. Mở. Hắn đang suy tư lúc, chợt nghe hét lên một tiếng. Là Không Niệm Thiên, cuối cùng là ra tay cắt đứt thôi diễn. Cũng không thể tiếp suy diễn sẽ làm bị thương tính mệnh. Phốc, không lo tiên tử thổ huyết, thân hình lảo đảo lắc lắc. Triệu Bân cũng thổ huyết, thể nội tiên lực hao sạch sành xanh. Bởi vì hai bọn họ như thế, tòa kia rộng rãi bàng bạc Vĩnh Hằng Chi Môn, cũng tại trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Bạch Sát tiến lên, đỡ lấy đến Vô Ưu, Hắc Sát thì xách lấy Triệu Bân. Điên cuồng không phải Đại La Thánh Chủ, mà là vị này thần bí nữ tiền bối. Không người nào biết nàng đến tột cùng tại thôi diễn ai. Chỉ biết nàng thôi diễn người kia, tuyệt đối là một tôn thần, ngay cả thần lực hộ thể nàng cũng thương thê thảm như vậy, có thể tưởng tượng được cái kia tôn thần khủng bố đến mức nào. Diệt! Không Niệm Thiên lại ra tay, hai đạo tiên quang phân biệt đánh vào Triệu Bân cùng không lo thể nội. Để cho nàng lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày chính là, lấy nàng đạo hạnh, vậy mà phá bất diệt phản phệ chi lực. Là ta ma chướng! Không lo tiên tử yếu ớt một lời, tràn ngập chính là áy náy. Vì thôi diễn người kia, chấp niệm của nàng đã biến thành một loại ma chướng, thậm chí hoàn toàn quên đi kết quả, nàng thương thảm liệt là gieo gió gặt bão, nhưng liên lụy nàng tìm tiểu bối, cũng rất không chân chính. Không sao, Triệu Bân trà sát khóe miệng máu tươi. Không lo tiên tử đối với hắn có ân, ân tình này hắn phải báo. Huống hồ, vị tiền bối này cùng Vĩnh Hằng một mạch còn rất có ngọn nguồn. Đang khi nói chuyện, không lo tiên tử điều động thần lực, dập tắt phản phệ chi lực. Kèm thêm Triệu Bân phản phệ, cũng cùng nhau thu thập, nhìn Không Niệm Thiên khô khốc một hồi khục, đến vẫn là thần lực dễ sử dụng nhất. Sau này còn gặp lại. Không lo tiên tử lưu lại một ngữ, lại càng lúc càng xa. Nàng không thay đổi sơ tâm, còn tại tìm kiếm đáp án kia. Sau lưng, Triệu Bân bốn người xa xa đưa mắt nhìn, khó tránh khỏi gặp lại vị tiền bối này, nàng đã là một tôn thần. Cuối cùng liếc mắt nhìn, Không Niệm Thiên thứ nhất quay người. Triệu Bân hít sâu một hơi, tùy theo đi theo cước bộ. Mà mẹ nó, đi ra không bao xa, liền nghe hàng này một tiếng gào to. Lúc trước một mực nhìn không lo, lại không hay biết cảm giác hắn lại mở tiên tàng. Vĩnh Hằng Chi Môn, hắn lẩm bẩm ngữ, tràn ngập kinh hỉ. Theo hắn một cái tâm niệm, đại địa lại ông rung động. Vừa mới băng diệt cửa lớn, lại một lần kiên quyết ngoi lên mà ra, cũng như lần thứ nhất như vậy nguy nga.
khắc đầy từng đạo cổ lão bí văn, khí tang thương tuôn ra khắp thiên địa, tiếng ông ông cũng là vang vọng cửu tiêu. Qua! Triệu Bân như cái đầu nhà quê, ngẩng lên đầu nhìn. Tòa này cửa lớn, vô luận từ chỗ nào nhìn đều bá khí ầm ầm. Hắn là nhân họa đắc phúc sao? Làm một lần thôi diễn môi giới, lại mơ mơ hồ hồ mở này thiên tàng, vẫn là nói, là hắn nhìn thêm một cái kia vĩnh hằng tiền bối, được hắn một mạch quà tặng. Không có áp lực. Hắc sát chật một chút cổ, bạch sát thì vỗ vỗ đầu vai cho bụi. Mặc dù, trước sau hai lần cũng là vĩnh hằng chi môn, nhưng cái cửa này uy áp, cùng khi trước tòa kia, căn bản không có khả năng so sánh, cái này liền chứng minh không niệm thiên ngờ tới chính xác, là bởi vì thần lực duyên cớ. Bây giờ Đại La Thánh Chủ mở vĩnh hằng chi môn, tự nhiên không sánh được có thần lực gia trì. Ông, vĩnh hằng chi môn ong ong thẳng run, Triệu Bân thì đứng ở bên dưới ngửa đầu nhìn. Cùng vĩnh hằng tuyệt cảnh, vĩnh hằng giới cùng vĩnh hằng thiên ngự một dạng, vĩnh hằng chi môn cũng là tiên tàng một trong. Đã tiên tàng, năng lực từ khác biệt. Như vĩnh hằng thiên ngự, chính là tuyệt đối phòng hộ. Như vĩnh hằng tuyệt cảnh, thuộc chiến lực cực điểm gia trì. Như vĩnh hằng giới, nhưng là tị nạn không gian. Vĩnh hằng chi môn thân là tiên tàng một trong, nó năng lực chính là tuyệt đối công phạt. Điều kiện tiên quyết là, cái cửa này có thể mở ra, Triệu công tử bây giờ xoắn suýt chính là cái này. Không tệ, vĩnh hằng chi môn là khép lại, hắn từng nếm thử nhiều lần, đều không thể mở ra. Điểm này, ngược lại là cùng Đại La Thánh Nữ Thần Thiên Môn có chút giống, chỉ có môn lại mở không ra. Là ta bản nguyên không hoàn chỉnh. Vẫn là đạo hạnh của ta quá nông cạn. Triệu Bân trong lòng hỏi, ánh mắt sáng tối chập chờn. Mà không niệm thiên giải đáp, cũng không ở ngoài hai cái này nguyên nhân. Nếu không phải không lo tiên tử, hắn sợ cũng không mở được mạch này tiên tàng, mở không có nghĩa là liền có thể mở ra. Hắn ngồi xếp bằng, tĩnh tâm lĩnh hội. Không niệm thiên không quấy dày, lại chuyển đến một tòa núi lớn. Nàng Đại La Tiên Tông Thánh Chủ, sợ là khác nàng Đại La Tiên Tông Thủy Tổ. Trước sau hai tòa pho tượng, đều là bởi vì Triệu Bân mà vỡ vụn, như thế, nàng không phải liền phải lại điêu khắc một tòa tượng đá đi. Nàng đi, song sát lại tại vĩnh hằng chi môn phía dưới lắc lư. Hai người nhìn Triệu công tử ánh mắt, tựa như nhìn quái vật. Nhắc tới cũng kỳ, hàng này không phải tiên thiên vĩnh hằng, bản nguyên cũng không hoàn chỉnh, càng là có thể mở bốn mạch tiên tàng, phải biết, rất nhiều vĩnh hằng truyền thừa, tu đến mệnh số sắp hết, cũng không góp đủ bốn mạch số. Thật lâu, hai người mới yên tĩnh thối lui, lại leo lên ngọn núi nhỏ. Tại khoanh chân ngồi xuống một cái chớp mắt, hai người đều từng ngửa mặt nhìn một mắt Thương Miểu. Đồng dạng tại nhìn Thương Miểu, còn có điều khác tượng đá không niệm thiên. Ba người đều con mắt có chờ mong, xem ra, phảng phất là đang chờ cái gì. Triệu Bân như lão tăng thiền ngồi, tại tâm cảnh xa vào bên trong, hắn lại bừng tỉnh giống như trông thấy một bóng người, vẫn là cái kia hỗn hỗn độn độn, vẫn là bóng lưng kia. Đưa lưng về phía hư ảo, đứng ở tuế nguyệt tối phần cuối. Tuyệt đối là vĩnh hằng một mạch tiền bối, Triệu Bân trong lòng đạo như vậy. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không mơ mơ hồ hồ mở cái này vĩnh hằng chi môn. Còn có không lo tiên tử, nàng cùng vĩnh hằng truyền thừa ngọn nguồn, tuyệt đối không đơn giản. Ngày thứ 9, tòa thứ 3 không bị ràng buộc thiên thạch giống điêu khắc mà ra. Để tránh tượng đá bị tuế nguyệt phong hóa, nàng còn tung xuống một mảnh thiên quang. Sau đó, nàng mới đi đến được vĩnh hằng chi môn phía dưới, nhìn Triệu Bân ánh mắt cùng song sát không khác nhau chút nào, như thế nửa cái siêu vĩnh hằng tiên thể, rõ ràng là cô tinh, thế nào liền đến chỗ tìm cơ duyên đâu. Tám mạch vĩnh hằng tiên tàng, hàng này đã mở một nửa. Khó tránh khỏi, hắn thật có thể phục cổ thành hoàn chỉnh vĩnh hằng tiên thể. Nếu là tạo hóa đầy đủ, nói không chừng còn có thể lột xác thành hoàn chỉnh vĩnh hằng thể. Vĩnh hằng thể, nói đến đây ba chữ. Không khỏi không niệm thiên hít sâu một hơi. Nàng chưa thấy qua vĩnh hằng thể, nhưng vĩnh hằng thủy tổ uy danh, lại là chấn nhiếp thiên cổ. Chúng thần hoàng hôn, đó là một thời đại ác mộng, khó có thể tưởng tượng, vĩnh hằng thần tôn đến tột cùng là cỡ nào vĩ lực, lại một người giết thần giới không chí tôn, bực này chiến tích, sợ là cửu thế nguyệt thần đều theo không kịp. Nàng lại nhìn Triệu Bân, trong mắt vẫn như cũ có chờ mong. Hắn không hy vọng xa vời Triệu Bân có thể sánh vai một đời vĩnh hằng thể. Có hắn một phần ngàn liền tốt. Cho dù là một phần ngàn, cũng có thể bảo đảm nàng Đại La Tiên Tông vạn cổ không suy. Hô! Triệu Bân thở dài một hơi, chậm rãi mở con mắt. Mở con mắt trong nháy mắt, hắn hai mắt có tinh quang bắn mạnh.
tinh quang như một thanh kiếm sắc bén, đâm không gian đều ánh lửa bay múa. Xong việc, không bị ràng buộc thiên pho tượng, liền bị đâm ra hai cái lỗ thủng lớn. Gặp chi, tốt tính như không niệm thiên đều có chút mặt đen. Thế hệ này đại la thánh chủ, là cùng khai sơn thủy tổ chống đối sao? May Nguyệt thần không ở chỗ này, nếu nàng tại chỗ. Nhất định có một câu lão nương lòng rất an ủi. Thủy tổ pho tượng, ta tu, Triệu Bân một tiếng ho khan. Thiên địa lương tâm, hắn thật không phải là cố ý, không nghĩ tới pho tượng yếu ớt như vậy. Không cần, không niệm thiên một tiếng khẽ nói. Chỉ trách, pho tượng tan vỡ bộ vị, có chút mẫn cảm. Như thế nào mới có thể đem cửa mở ra? Có lẽ là quá lúng túng, Triệu Bân vội vàng hoảng rời đi chủ đề. Tăng cao tu vi, khôi phục bản nguyên. Không niệm thiên chậm chậm nói. Nàng có thể nghĩ tới chỉ có những thứ này, chủ yếu nhất vẫn là bản nguyên, nhìn Triệu Bân bốn mạch tiên tàng, vô luận là thiên ngự, tuyệt cảnh vẫn là vĩnh hằng giới, đều bởi vì bản nguyên không hoàn chỉnh, mà có rất nhiều không trọn vẹn, vĩnh hằng chi môn định từ cũng giống vậy, môn này như mở, lực sát thương vẫn là rất bá đạo. Lúc nào trở về Đại La Tiên Tông? Triệu Bân nhỏ giọng hỏi. Ở nữa mấy ngày, không niệm thiên nói, đi tu bổ pho tượng. Triệu công tử cũng rất gấp, vội vã đi Đại La Tiên Tông trích trí nhớ kia chi hoa. Diệp Lan còn tại trong ngủ mê, hai đời ký ức ràng buộc, cần ký ức chi hoa cứu mạng. Ông! Hắn rút lui vĩnh hằng chi môn, lại mang ra thiên vũ tiên lô. Hoàn toàn như trước đây, hắn một tâm phân nhị dụng, một bên luyện đan một bên ngộ đạo. Hành tinh cổ này dù chết tịch nặng nề, nhưng ảo diệu đạo âm lại thoáng như lạc ấn, cả ngày vang vọng không ngừng, thời gian lâu dài. Hắn cũng nhiều như vậy một hai phần cảm ngộ, cũng sẽ là dấu vết của đạo. Tới, màn đêm buông xuống lúc, hắc bạch song sát nhau nhau đứng dậy. Ngồi dưới tàng cây đọc sách không niệm thiên, cũng thu cổ tịch. Triệu Bân cảm giác lực không tầm thường, hướng thiên một phương nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thì thấy một cái lão đạo, sinh tai to mặt lớn, che lấy eo khập khiễng mà đến, nên bị người đánh, đầu đều bị đánh chật, mỗi đi 3 năm bước, liền sẽ khục một ngụm lão huyết. Đạo hư cảnh. Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm, không biết đối phương cụ thể tu vi, chỉ biết là một tôn tiên vương. Hắn liếc mắt nhìn không niệm thiên hòa song sát, nhìn bọn hắn thần thái, giống như đều đang đợi lão đạo này. Liền nói đi, nhiều như vậy chuyện chi thu, không niệm trời ạ có nhàn tâm ở đây dừng lại, nguyên là đang chờ người. Cái kia ai vậy? Triệu Bân hỏi một câu. Yếu ớt lão đạo, không niệm thiên khẽ nói nở nụ cười. Đang khi nói chuyện. Yếu ớt lão đạo đã buông xuống phiến thiên địa này. Đám người đến lúc đó, hàng này đang đỡ không bị ràng buộc thiên pho tượng khom lưng thổ huyết. Song sát còn tốt, Triệu công tử cũng còn tốt, ngược lại là không niệm thiên, nhìn thấy lão đạo tại pho tượng phía dưới thổ huyết, đột nhiên sinh ra một loại xung động đánh người, thiên địa lớn như vậy, càng muốn chạy cái này nhả. Đây là bị ai đánh? Hắc sát một tiếng thổn thức. Trước kia gặp nhất nương nhóm nhi, ta hỏi nàng bán hay không? A Phi, ta hỏi nàng bảo bối bán hay không, nàng ngược lại tốt, không nói hai lời liền cho ta một trận dễ đánh. Yếu ớt lão đạo hùng hùng hổ hổ. May lão đạo ta chạy nhanh. Yếu ớt lão đầu nhi nói, lại ho một ngụm máu. Có thể đem ngươi đánh dáng người như gấu này, hẳn không phải là hạng người vô danh. Bạch sát cười nói. Không biết vì sao, nhìn hàng này một thân chật vật, nàng là nhìn 360 độ không khác biệt sảng khoái. Đây chính là vĩnh hằng tiên thể. Yếu ớt lão đạo gỡ ra không niệm thiên, vòng quanh Triệu Bân xoay lên vòng nhi. Chuyển, hắn còn cầm một kính lúp, nhưng nghiên cứu đồ cổ tựa như, trên dưới quét lược, khi thì còn đưa tay ra, xoa bóp Triệu Bân cánh tay nhỏ bắp chân, hai mắt ứa ra tinh quang. Triệu Bân rời một bước, bị nhìn toàn thân trên dưới mất tự nhiên. Nhìn lão đạo này nhìn hắn ánh mắt, đường đường chính chính không bình thường. Cái kia một vật, có thể mang đến. Không niệm thiên một tiếng khẽ nói. Ta muốn bảo bối đâu? Lão đạo nhân thu con mắt, nhìn về phía không niệm thiên, vẫn là hai mắt tỏa sáng, nhìn tư thái này, còn rất có mang theo kính lúp, đem không niệm thiên cũng nghiên cứu một phen xúc động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sớm đã chuẩn bị tốt. Không niệm thiên nở nụ cười, phật tay một phương hộp ngọc. Triệu Bân theo con mắt nhìn lại, đáng tiếc hộp ngọc có cấm chế. Tiên nhãn cũng không nhìn thấy được, từ cũng không biết bên trong chứa gì, chỉ biết không niệm thiên mang theo hắn tại bậc này nhiều ngày như vậy, chính là cùng người làm giao dịch. Còn có hắc bạch song sát, hơn phân nửa cũng là mục đích này.
bằng không thì, ai không có chuyện gì chạy cái này tĩnh mịch cổ tinh du sơn ngoạn thủy. Ta trước nghiệm một chút hàng. Yếu ớt lão đạo tiếp nhận hộp ngọc, tùy theo phá phong cấm. Sau đó, thì thấy sáng chói bạch quang nở rộ, cực kỳ chói mắt. Triệu Bân nhìn kêu đau một tiếng, hai mắt bị hoảng bôi đen. Chờ hai mắt thành thanh minh, hắn mới gặp hộp ngọc chi vật, càng là một con ngọc vòng tay, tựa như trắng như tuyết, hàng thật giá thật tiên vương pháp khí, lại cấp bậc không thấp, chính là không biết có gì cái năng lực. Ân, vẫn rất hương. Yếu ớt lão đạo cầm vòng ngọc, tại trước mũi người tới người lui. Nhìn vậy hắn hèn mọn thần thái, còn rất hưởng thụ, vòng tay bên trên lưu lại có nữ tử hương. Thấy hắn như thế, không niệm thiên trên gương mặt, nhiều một tia hắc tuyến, cũng nghĩ đem hắn nhấn cái kia đánh một trận. Ân, là đồ thật. Yếu ớt lão đạo nhìn qua, xuống như thế cái kết luận. Thấy hắn nhẹ phẩy tay, có một vật từ hắn trong tay áo bay ra ngoài. Đó là một cái thật dài hộp gỗ, cũng là khắc đầy tiên vương cấm chế. Triệu công tử vô tận thị lực, cũng không xem thấu là vật gì. Ngươi cũng kiểm hàng một chút. Yếu ớt lão đạo hướng về phía vòng ngọc hà ra từng hơi, dùng ống tay áo trà sát lại xoa. Đây chính là cái hàng thật giá thật bảo vật, hắn đã tìm không niệm thiên muốn mấy trăm năm. Siêu! Không niệm thiên ngọc chỉ gảy nhẹ, liếc mắt hộp gỗ phong ấn. Tùy theo, thì thấy bàng bạc minh mông tinh khí mãnh liệt tuôn ra. Triệu Bân thăm dò một nhìn, bên trong càng là một cây óng ánh trong suốt xương cốt, toàn thân đều kim quang lóe sáng, bồng bột sinh mệnh lực, chính là từ này trên đầu khớp xương tràn đầy ra, không là bình thường tinh túy. Cũng là một cái chớp mắt này, hắn thể phách run lên. Đặc biệt là bản nguyên, bây giờ lại cực kỳ sao động. Có biết đây là người nào cốt? Không niệm thiên nói, lấy ra trong hộp xương cốt. Lời này, là đối với Triệu Bân nói, bởi vì đây chính là vì hắn mà tìm. Không biết, Triệu Bân khẽ gật đầu. Đây là linh cốt, vĩnh hằng linh thể tiên cốt. Nói chuyện chính là hắc bạch song sát, cũng là biết hàng người trong nghề. Triệu Bân nghe trao lên lông mày, khó trách hắn bản nguyên sẽ có cảm ứng, nguyên lai là truyền lại từ vĩnh hằng linh thể, này liền không có tâm bệnh, vô luận vĩnh hằng tiên thể vẫn là linh thể, cũng là vĩnh hằng thể chi nhánh. Đã chi nhánh, hai người ở giữa tự có liên hệ. Tĩnh tâm ngưng khí. Không niệm thiên đưa tay, đem linh cốt từng tấc sáp nhập vào trong cơ thể của Triệu Bân. Nàng tại đây đợi nhiều ngày, chờ chính là linh cốt. Tại Triệu Bân mà nói, cái này lại là một hồi tạo hóa. Đều là vĩnh hằng tiên thể một mạch chi nhánh, hai cái huyết thống không bài xích. Không được hoàn mỹ chính là, vĩnh hằng linh thể tiên cốt, vẻn vẹn có cái này một cây. Có dù sao cũng so không có mạnh. Bây giờ thời đại này, có cái này một đoạn linh cốt cũng không tệ rồi. Dưới cái nhìn của nàng, ngoại trừ Triệu Bân, tam giới sợ là lại không vĩnh hằng truyền thừa. Ngô! Triệu Bân lại kêu đau một tiếng, thể nội xương cốt lốp bốp. Như không niệm thiên sở liệu, hai huyết thống không bài xích, linh cốt dung nhập trong cơ thể của Triệu Bân, liền thay thế hắn một đoạn xương cốt, sán sán quang, tùy ý lẻn lút, thậm chí Triệu Bân bên ngoài thân đều kim quang lóe sáng. Không niệm thiên một tay đặt ở Triệu Bân bả vai, giúp hắn rèn luyện. Không đợi linh cốt triệt để dung hợp, thì thấy Triệu Bân mi tâm bí văn lấp lóe. Đó là vĩnh hằng tiên thể chuyên trúc bí văn, bây giờ lại nhìn, liền lúc trước ngưng thực không thiếu. Chắp phá vĩnh hằng tiên thể, cũng là vĩnh hằng truyền thừa. Hắc sát hít sâu một hơi, có lời liền tiếp tục lắp ráp thôi. Nhưng cái này linh kiện đi, cũng không thế nào dễ tìm, lấy nhựa lịch duyệt. Ngoại trừ yếu ớt lão đạo trong tay có linh cốt, hắn chưa từng nghe qua những người khác, có vĩnh hằng truyền thừa vật, liền thí dụ như tiên cốt. Ba giọt vĩnh hằng bản nguyên huyết, đừng quên, yếu ớt lão đạo cười ha ha. Không thể thiếu ngươi, không niệm thiên lại thi pháp, lấy tiên quang lồng mộ Triệu Bân toàn thân. Chúng ta muốn chi vật, có từng mang đến, bạch sát hỏi. Nhất thiết phải có, yếu ớt lão đạo tiện tay xách ra một cái bao tải to. Hắc bạch song sát thấy. Đều con mắt tránh kinh mang. Bao tải bề ngoài mặc dù không gì đáng nói, nhưng bên trong là bảo vật. Tới, cái này vừa trò chuyện. Hắc sát một tay khoác lên lão đạo bả vai, cho lôi đến một phương. Phía sau, chính là cặp vợ chồng tổ đội trả giá. Lão đạo là khó chơi, không cần tiên thạch chỉ cần bảo bối. Bên này, Triệu Bân tiếng rên rỉ, vẫn là liên tiếp bất giác, dùng một đoạn vĩnh hằng linh thể tiên cốt, cả người cũng như đọa thân hỏa lô. Thân thể cùng bản mệnh nguyên thần, đều tại bị lửa nóng hừng hực thiêu đốt. 3.
cùng với một đạo âm thanh nhỏ nhẹ, hắn toại nguyện tiến giai tu vi. Cái này tại Không Niệm Thiên trong dự liệu, cái này đoạn linh cốt vẫn là rất bất phàm. Chẳng biết lúc nào, nàng mới thu tay lại. Mà Triệu Bân, thì còn khoanh chân trên mặt đất. Có thể gặp toàn thân kim quang bao phủ, cũng có thể gặp một vài bức vĩnh hằng dị tượng, tại phía sau hắn diễn dịch, cái này đích xác là một hồi tạo hóa, huyết mạch bản nguyên tại trong sao động lại một lần thuế biến, mà lại khôi phục không thiếu. Để cho hắn làm lớn La Thánh Chủ, sợ là ép không được đám lão gia kia. Yếu ớt lão đạo đạp tay mà đến, liếc mắt nhìn Triệu Bân, mới dùng xem Không Niệm Thiên. Hắn mặc dù hàng năm ở bên ngoài tản bộ, nhưng Đại La Tiên Tông thế cục, hắn vẫn là có biết một hai, từ Trường Sinh Tiên mất tích, toàn bộ Tiên Tông đều minh chiều gợn sóng, nếu không phải Không Niệm Thiên đẻ lấy, sớm lộn xộn. Nếu Không Niệm Thiên làm thánh chủ, có lẽ không người phản đối. Nhưng nếu tìm một tên tiểu bối, vậy thì khó mà phục chúng. Trong lòng ta biết rõ. Không Niệm Thiên khẽ nói, nàng sẽ vì tên tiểu bối này hộ đạo. Đến nỗi tông môn như vậy lão gia hỏa, khi tất yếu nàng sẽ gõ một phen. Chỉ cần đầu óc không có nước vào, đều biết vĩnh hằng tiên thể năm nào lại là cỡ nào thành tựu. Hắn thiếu là thời gian, nàng sẽ tận lực giúp nàng tranh thủ thời gian. Ai nha? Đạp tay yếu ớt lão đạo, đột nhiên một tiếng gào to. Không Niệm Thiên nhìn lại lúc, hàng này đã ngồi xổm ở Triệu Bân trước người. Vẫn là cái kia kính lúc, yếu ớt lão đạo lại xách ra, hướng về phía Triệu công tử thể phách, nói cho đúng là hướng về phía Triệu công tử tử phủ, xem đi xem lại, con mắt đó là càng xem ánh mắt càng thâm thúy. Lại nhất kinh nhất xạ, Không Niệm trời nghiêng một mắt. Mẹ nó, tạo hóa thần thụ, yếu ớt lão đạo sổ một câu nói tục. Không Niệm Thiên nghe lông mày xinh đẹp trao lên, cũng cúi người nhìn lén. Nhìn thật lâu, cũng chưa thấy nguyên cớ. Hoặc có lẽ là, Triệu Bân tử phủ có thần bí sức mạnh che lấp. Nàng nhìn không thấu, nhưng yếu ớt lão đạo lại có đặc thù cảm giác. Chờ lão phu nhìn một chút. Yếu ớt lão đạo gỡ tay áo, lại một tay thăm dò vào Triệu Bân tử phủ. Thấy hắn chơi đùa một hồi lâu, cũng không thấy thu tay lại. Như thế nào? Không Niệm Thiên vấn đạo, cuối cùng cảm giác hàng này đang nói nhảm. Nếu như thật không có sự tình tìm kích động, nàng không ngại đánh cho hắn một trận. Là tạo hóa thần thụ không thể nghi ngờ. Yếu ớt lão đạo một lời lời nói ý vị sâu xa, cuối cùng là thu tay lại. Thu tay trong nháy mắt, hắn còn từ trong Triệu Bân tử phủ, thuận chút đồ vật đi ra. Đó là một bộ bức tranh, ân, đồ tết. Đánh giá thấp tiểu tử này, lại cùng hắn là người trong đồng đạo. Có mấy cái này đồ tốt, người mẹ nó không còn sớm lấy ra. Nhìn Không Niệm Thiên, nhưng là đôi mắt đẹp bốc hỏa, tựa như có thể một mắt nhìn xuyên bức tranh, tưởng rằng sơn thủy đồ, định nhãn một nhìn, càng là như vậy hương. Diễm, cái đồ chơi này đã thấy nhiều không phát hỏa sao? Tĩnh mịch cổ tinh, yên tĩnh an lành. Thiên phía dưới, Triệu Bân còn khoanh chân trên mặt đất, cái tâm đó không ngoại vật, thậm chí đồ tết bị bắt đi một đống lớn, hắn đều không có chút phát hiện nào, chủ yếu là dung linh cốt, toàn bộ tâm thần đều sa vào. Hắn cái này ngồi vững Thái Sơn, người nào đó cũng rất thảm rồi. Thân là người trong đồng đạo yếu ớt lão đạo, đã bị Không Niệm Thiên một cái tát phung mạnh lật. Đến nỗi đồ tết đi, cũng bị ép trở thành một mảnh cho bụi, nhìn lão đạo cái kia thịt đau a. May Triệu Bân còn tại trong xa vào, không cho phép quấy rầy, bằng không thì, Không Niệm Thiên cũng biết cho hắn học một khóa. Ở đâu ra tạo hóa thần thụ? Muốn nói yếu ớt lão đạo, đó cũng là da mặt dày. Đều bị đánh sưng mặt sưng mũi, không ngờ ngồi xổm ở Triệu Bân trước mặt, một bên xóa máu mũi vừa ngắm nhìn, là nhìn tạo hóa thần thụ, cũng là nhìn cái kia một đống lớn đồ tết, chờ một lúc đem Không Niệm Thiên cầm đi, hắn không ngại lại làm một phiếu. Trên thực tế, Không Niệm Thiên cũng không có dự định đi. Yếu ớt lão đạo bản tính, nàng hiểu rõ đi nữa bất quá, hơi không chú ý, Triệu Bân liền có thể táng ra bại sản. Cho nên nói, vẫn là tại cái này trông coi tốt hơn. Này hàng nếu lại dám đem bàn tay vào Triệu Bân tử phủ, hắn sẽ để cho kẻ này biết. Bông hoa vì cái gì hồng như vậy? Nói đến tạo hóa thần thụ, nàng cũng không khỏi đến gần một phần. Nàng rất hiếu kỳ, Triệu Bân ở đâu ra tạo hóa thần thụ, tiểu tử này đến tột cùng còn đụng bao nhiêu cơ duyên? Tiểu Thiên Thiên, nhà ngươi thủy tổ pho tượng hỏng. Yếu ớt lão đạo vuốt râu, vừa nói chuyện lời nói ý vị sâu xa. Không cần quá lâu. Chỉ cần Không Niệm Thiên rời đi ba lượng trong nháy mắt, là hắn có thể đem tiểu tử này làm đến trước giải phóng, bảo bối gì cũng không đáng kể,
hắn chủ yếu đối với một loại tác phẩm nghệ thuật. Tình hữu độc chung. Không Niệm Thiên không nói, cũng lười lý tới hàng này. Chớ nói thủy tổ pho tượng hỏng, coi như thủy tổ mang thai, nàng cũng sẽ không rời đi Triệu Bân nửa bước. Yếu ớt lão đạo tự cảm mất mặt, lắc hoảng du du đi, nhưng cũng không đi xa, Không Niệm Thiên dám rời đi, hắn lập tức giết cái hồi mã thương, còn có tạo hóa thần thụ, chờ tiểu tử này tỉnh, cái kia phải hảo hảo tâm sự. Nói tỉnh liền tỉnh, chiếu đến một vòng nguyệt quang, Triệu Bân chậm rãi mở con mắt. Cũng như trên một lần, hắn mở con mắt trong nháy mắt, có hai đạo kinh mang bắn mạnh, tựa như lợi kiếm sắc bén. Không Niệm Thiên liền tự giác, đưa tay an ủi diệt cái này hai đạo tương tự kiếm mang ánh mắt, bằng không thì, thủy tổ pho tượng, còn có thể bị đâm lưỡng đại lỗ thủng. Triệu Bân một tiếng gượng cười, vặn eo bẻ cổ đứng dậy, thể nội một mảnh lốp bốp, dung vĩnh hằng linh thể tiên cốt, cảm giác thật quá mỹ diệu, tiếc nuối là, linh cốt chỉ có một đoạn, nếu là hoàn chỉnh. Hắn có lòng tin một hơi giết đến động hư đỉnh phong. Tỉnh, ta. Không đợi Không Niệm Thiên nói hết lời, liền bị đánh trở lại yếu ớt lão đạo một tay gỡ ra. Tiểu tử, tạo hóa thần thụ mời đi ra, để cho lão phu nhìn một chút. Yếu ớt lão đạo xoa xoa tay, cười híp mắt nhìn Triệu Bân, thần thái kia, giống như là một cái hèn mọn đại thúc, đang lừa dối một cái không dành thế sự tiểu nha đầu. Gì tạo hóa thần thụ? Triệu Bân ra vẻ kinh ngạc. Đừng đánh liếc mắt đại khái, ta đã nhìn thấy, yếu ớt lão đạo dựng râu trừng mắt. Triệu Bân không nói chuyện, theo con mắt liếc mắt nhìn Không Niệm Thiên. Nhìn Không Niệm Thiên khao khát thần sắc, trong lòng của hắn hiểu rõ. Rất rõ ràng, tại hắn tâm thần xa vào lúc, xảy ra một chút hắn không biết chuyện, thí dụ như, có người nhìn lén hắn tử phủ. Nghĩ tới đây, hắn trong vô thức xem thể phách. Xem xét như vậy, đồ Tết có phải hay không thiếu đi một đống lớn. Lão đại, lão già kia rồi mới đem bàn tay tiến vào. Long Uyên truyền âm nói. Nghe lời này, Triệu công tử sắc mặt đen một phần. Cái này nhân mô cẩu dạng lão đạo, quá mẹ nó không giảng võ đức. Chớ nói nhảm, lanh lẹ. Yếu ớt lão đạo một tiếng gào to, còn rất có đe dọa ý vị. Triệu công tử nhát gan, suýt nữa bị dâm, uy chiết phục, nhưng Không Niệm Thiên tính khí cũng không như thế nào hảo, hù dọa nàng đại La Tiên Tông thánh chủ. Nàng một tát này đánh tới, nên hợp tình hợp lý. Yếu ớt lão đạo quỳ, như chết heo đồng dạng nằm sấp đó. Không Niệm Thiên cái này mới nhìn Triệu Bân, ánh mắt ngụ ý rõ ràng. Triệu công tử nở nụ cười, tùy theo tâm niệm khẽ động. Cùng với oanh một tiếng vang dội, một gốc hư ảo thần thụ dị tượng. Âm vang lộ ra. Đây là hắn tự đắc tạo hóa hạt giống, lần thứ nhất bên ngoài hiện tạo hóa dị tượng. Đừng nhìn chỉ là dị tượng. Lại mang theo cuốn mạnh mẽ sinh linh lực, càng có tạo hóa chi khí trôi tràn. Đó là, tạo hóa thần thụ. Cách đó không xa đỉnh núi, khoanh chân song sát thông suốt đứng lên. Mà thân ở phiến thiên địa này Không Niệm Thiên, thì hơi hơi ngửa ra con mắt, nàng dù chưa gặp qua chân chính tạo hóa thần thụ, nhưng dị tượng bực này, tiên tông trong cổ tịch là có lạc ấn hình ảnh, cùng với không có sai biệt. Cũng chính là nói, trong cơ thể của Triệu Bân thật có một gốc tạo hóa thần thụ. Trong truyền thuyết thần thụ, từ thai nghén, chính là kèm theo tạo hóa. Đang khi nói chuyện, hắc bạch song sát đã mất phía dưới. Hai người này cũng là có ý tứ, một mực nhìn thần thụ dị tượng, nghiễm nhiên bất giác trên mặt đất còn nằm sấp một vị, thậm chí một trước một sau đạp qua, cũng không biết là cố ý, vẫn là bước chân quá nặng nề, đạp yếu ớt lão đạo thể phách răng rắc vang lên. Ngươi ở đâu ra tạo hóa thần thụ? Hắc sát hỏi. Nhặt, Triệu Bân lại chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượt. Chuẩn xác hơn nói, đây là hắn trộm, là năm đó tại quên cổ thành trộm vương ra tiệm thuốc lúc đụng cơ duyên, cũng phải thua thiệt có Tú Nhi, đó là một cái biết hàng thần minh, bằng không thì, thực sẽ bỏ lỡ tạo hóa hạt giống. Nhặt tốt, tuy biết Triệu Bân đang lừa dối, nhưng song sát vẫn là thổn thức chặt lưỡi. Thế hệ này đại la thánh chủ khí vật, là mẹ nó nghịch thiên sao. Siêu, Triệu Bân tâm niệm lại khẽ động. Thu tạo hóa thần thụ dị tượng. Hắc sát cười ha hả xông tới, một tay khoác lên Triệu Bân trên bờ vai, giống như là hai anh em hảo, hoàn toàn không cầm chính mình làm ngoại nhân, người cái này thần thụ lá cây, cho ta trích hai mảnh thôi. Không lấy không. Bạch sát phật tay một khỏa linh châu, treo ở lòng bàn tay. Cái này cũng không là bình thường linh châu, tại chỗ cũng là người biết nhìn hàng, đều biết bất phàm của nó. Dễ nói. Triệu Bân trơn tru nhận lấy. Thuận tay còn hái được hai mảnh tạo hóa thần thụ lá cây. Đừng nói, tạo hóa thần thụ vẫn là rất đáng tiền,
hai mảnh lá cây liền có thể đổi một kiện bảo bối. Đa tạ. Hắc Bạch Song Sát đến nhanh, đi cũng sắp. Lúc đi, hai người lại cho yếu ớt lão đạo đạp một lần. Bọn hắn rời đi cái này cổ tinh, nên muốn tìm một không người chỗ ngồi, thật tốt luyện hóa thần thụ chi diệp, chuyến này thật là không có đến không, rèn luyện sát khí, còn có tạo hóa thần thụ lá cây. Ngươi, còn có bao nhiêu chuyện giấu giếm ta? Không Niệm Thiên khẽ nói nở nụ cười. Không còn, Triệu Bân vừa nói, một bên tại yếu ớt lão đạo trên thân tìm kiếm. Lão già này quá muốn ăn đòn, lại thừa dịp hắn tâm thần xa vào lúc. Trộm năm nào hàng. Hắn chú định tìm không được, như vậy một đống lớn bức tranh, đều đã thành lịch sử bụi trần. Đi. Không Niệm Thiên thứ nhất quay người, cũng là đạp yếu ớt lão đạo đi qua. Nàng một cước này có thể so sánh Song Sát trầm trọng nhiều, cứ thế dẫm ra một tiếng mổ heo tựa như kêu thảm. Sư phó nói, quan trọng cùng tiền bối bước chân. Triệu công tử cũng tự giác, Không Niệm Thiên hòa Song Sát đều đạp, hắn nếu không dẫm. Lộ ra nhiều không thích sống chung. Hai người cũng đi, trước khi đi vẫn không quên cúng tế thủy tổ. Tự nhiên, thủy tổ pho tượng bên trên cái kia hai cái lỗ. Cũng cho người đã sửa xong. Lớn như vậy cổ tinh, chỉ còn dư yếu ớt lão đạo một cái. Hắn nên làm ác mộng, ngủ đều ngủ nhe răng trợn mắt. Vực môn thông đạo, Không Niệm Thiên ngồi xếp bằng. Quanh thân nàng tả hữu, tất cả treo lấy khắp nơi óng ánh lá cây. Đó cũng là thần thụ chi diệp, là Triệu Bân tặng. Cho không? Nửa đường, sẽ không ở quẹo cua à? Triệu Bân nhỏ giọng hỏi. Nói xong, hắn vẫn không quên liếc mắt nhìn Vĩnh Hằng Giới, Diệp Lan còn đặt cái kia chôn lấy đâu. Đại La Tiên Tông có ký ức chi hoa, nhưng tuyệt đối đừng bị người trích đi. Không Niệm Thiên không đáp lời nói, nhưng nàng cười, lại là câu trả lời tốt nhất. Chờ thu con mắt, hắn mới tĩnh tâm ngưng khí. Gần nhất tiến dài quá nhanh, cần nện vững chắc căn cơ. Xa xôi đường đi, hai người cơ bản đều là ở trong đường hầm vượt qua. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Triệu Bân nện căn cơ, Không Niệm Thiên cũng có tạo hóa. Dung hai mảnh thần thụ chi diệp, nàng tu vi khôi phục không thiếu, cách đỉnh phong chỉ kém nửa bước. Triệu Bân từng có tiến đưa tạo hóa tinh túy, lại bị Không Niệm Thiên uyển cự. Như bực này thần liêu, ăn một lần có tác dụng, ăn nhiều chính là phung phí của trời. Nhưng, Triệu Bân cùng người khác khác biệt. Hắn chính là tạo hóa thần thụ chủ nhân, thời gian lâu dài, cơ duyên của hắn lại là nghịch thiên, nếu thiên phú đầy đủ, khó tránh khỏi có thể ngộ ra tạo hóa chi lực, đó là một loại lực lượng kỳ dị. Trên thực tế, Triệu Bân đã ở tìm hiểu. Tự đắc tạo hóa hạt giống, đã có hơn 100 năm. Mặc dù, cái này khỏa tạo hóa thần thụ vẫn là ấu niên trạng thái, cũng đã có từng sợi cổ lão chi lực rong chơi, theo Không Niệm Thiên nói tới, hẳn là trong truyền thuyết tạo hóa, mờ mịt khó mà bắt giữ. Lại một lần, Không Niệm Thiên lấy ra Mặc Thiên ban chỉ. Nhìn xem cái này ban chỉ, giống như nhìn xem sư huynh của nàng. Nếu như, Đại La Tiên Tông không việc gì, nàng không ngại đi thế gian đi một lần, đi bái tế sư huynh của nàng, nếu là có thể, nàng sẽ lưu lại phàm giới, làm một người bình thường, lại không hỏi thế gian việc vặt. Đáng tiếc, không như mong muốn. Tiên Tông không đầy đủ, cần nàng giữ mã bề ngoài. Ông! Mặc Thiên ban chỉ đột nhiên run lên. Đã quấy dày tâm thần xa vào Triệu Bân. Hắn mở con mắt lúc, đang gặp ban chỉ lấp lóe ánh sáng, có đạo âm đang vang vọng. Hắn biết, đây không phải thông thường ban chỉ, không chỉ là thánh chủ tín vật, còn cất giấu đại bí mật, nếu không, lúc trước vây công bọn hắn bát đại tiên vương, cũng sẽ không như vậy phát hỏa. Chờ trở về tiên tông, liền vì ngươi mở ra vị đại điển, Không Niệm Thiên cười nói. Cái này, ta không làm được, Triệu Bân một tiếng ho khan. Đại La Tiên Tông cũng không là bình thường thánh địa, tông nội nhất định là cường giả như mây, có thể làm thánh chủ vừa nắm một bó to, cho dù tới lượt không đến hắn. Cái này như làm thánh chủ, lại là một cái nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn cũng không muốn mỗi ngày đi ngủ, muốn bị người khác nhớ. Huống hồ, hắn còn có sứ mạng của hắn tại Tiên Tông sẽ chỉ là cái khách qua đường. Hết thảy có ta, Không Niệm Thiên lại nở nụ cười. Triệu Bân suy nghĩ. Nàng từ cũng nghĩ đến. Cái gọi là phong chức đại điển, cũng không phải phong chức thánh chủ, mà là phong chức thánh tử. Tại Triệu Bân lông cánh đầy đủ phía trước, nàng thì sẽ không đem hắn đặt tại trưởng giáo chi vị. Phanh! Không đợi Triệu Bân tại ngôn ngữ, liền nghe thông đạo ông run lên. Xong, thì thấy một người chạy đi vào, không biết Triệu công tử,
ngay cả Không Niệm Thiên đều lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày. Đây chính là vực môn thông đạo, ngoại nhân lại dễ dàng như vậy liền tiến vào. Xem ra người, là một cái thanh niên tóc trắng, cũng không biết là có đặc thù ham mê, vẫn là vốn là ưa thích mát mẻ, thậm chí toàn thân trên dưới, liền xuyên một đầu quần cộc hoa. Tiên vương, Triệu Bân trong lòng một lời. Đừng nhìn thanh niên cả lơ phất phơ, kỳ thực là cái hung hãn chủ. Điểm này, nhìn khí uẩn liền biết, có khả năng cùng thời kỳ đỉnh phong Không Niệm Thiên sánh vai. Triệu Bân lại trách mắt, nhìn chính là Không Niệm Thiên. Mạnh mẽ như vậy một tôn tiên vương, nên bối phận không tầm thường. Có như thế nội tình một tôn tiên vương, Không Niệm Thiên hơn phân nửa nhận ra. Chưa thấy qua. Không Niệm Thiên cũng tại lẩm bẩm ngữ, chưa bao giờ thấy qua người như vậy, cũng chưa từng nghe qua người như vậy. Hắn không nhận ra thanh niên tóc trắng, nhưng thanh niên tóc trắng lại nhận được nàng, nhìn lông mày trao lên. Tới, giúp một chút. Thanh niên tóc trắng nói, lại thoát ra vực môn thông đạo. Không Niệm Thiên vốn không muốn sinh thêm sự cố, nhưng thanh niên tóc trắng là một nhân tài, chân trước vừa thoát ra vực môn, một giây sau liền đem vực môn thông đạo đánh thành hai khúc, ngụ ý rất rõ ràng, đi ra mát mẻ mát mẻ. Cử động lần này, chớ nói Triệu Bân, Không Niệm Thiên đều có chút mặt đen. Không có cách nào, vực môn thông đạo bị chém đứt, không ra cũng không được. Nàng một cái phất tay áo, mang theo Triệu Bân ra vết nứt không gian, vững vàng rơi vào tinh không. Vùng tinh không này rất quỷ dị, khắp nơi đều tràn ngập âm minh tử khí, chợt nhìn còn tưởng rằng là địa ngục, bởi vì bốn phương tám hướng đều rất giống cất giấu lệ quỷ, tại mờ tối dãy giụa, tiếng kêu rên thê lương. Đây là Hạo Thần tinh vực, Không Niệm Thiên gặp chi lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày. Không tệ, là Hạo Thần tinh vực, Triệu Bân liếc mắt nhìn tinh không đồ. Sao sẽ như thế? Không Niệm Thiên lông mày xinh đẹp lại nhăn. Trong trí nhớ nàng Hạo Thần tinh vực, là một bộ ban ngày ban mặt, thiên kiêu nhân kiệt tầng tầng lớp lớp, chính là ngọa hổ tàng long chi địa. Trăm năm phía trước, nàng còn từng tới qua nơi đây. Trăm năm về sau lại đến, lại biến thành bộ dáng như vậy, không thấy sinh linh khí tức, khắp nơi đều âm khí mãnh liệt, khắp nơi đều oán linh kêu rên, đây là chôn bao nhiêu sinh linh, mới tạo ra được như thế cái âm minh tử địa. Lạnh quá a. Triệu Bân không khỏi dùng mình một cái, đầy mắt kiêng kỵ nhìn bốn phía. Vĩnh hằng tiên thể huyết khí thịnh vượng, thuộc chí cương chí dương, nhưng tao ngộ âm khí, cũng không chịu nổi hàn ý, không phải hắn tu vi không đủ, là nơi này âm khí không giống bình thường, mỗi một sợi đều lãnh triệt tận xương. Người nào, tới giúp ta, tinh không một bên, truyền đến thanh niên tóc trắng kêu gọi. Không Niệm Thiên thu con mắt, một bước hoành khóa càn khôn, thuận tay, còn đem Triệu Bân thu vào nàng tử phủ. Nàng tại buông xuống, chính là một khỏa tàn phá cổ tinh, vẫn như cũ không thấy sinh linh, thấy tất cả rách nát một mảnh, cổ thành, thôn xóm, tiểu trấn. Phần lớn cũng là một vùng phế tích, khắp nơi có thể thấy được tà linh thổi qua. Mảnh tinh vực này xảy ra chuyện gì? Không Niệm Thiên vấn đạo. Trá thi, Không Niệm Thiên mang theo kiếm, đứng ở đỉnh núi. Xác chết vùng dậy. Một tôn thần minh cổ thi, cũng có thể là bán thần. Khó trách. Không Niệm Thiên nhanh chóng mà đứng, vô tận thị lực mong nhìn tứ phương. Người bình thường xác chết vùng dậy không có gì, nhưng nếu bán thần hoặc thần minh xác chết vùng dậy, vậy thì không là bình thường kinh khủng, cấp độ kia cấp bậc cổ thi, như vậy là một tia tử khí, đều tiềm ẩn hủy thiên diệt địa chi lực. Ta đến lúc đó liền đã như thế, thanh niên tóc trắng đạo, toàn bộ tinh vực sinh linh, đều bị nuốt diệt. Bằng ngươi ta chi lực, sợ là ép không được tôn kia cổ thi. Không Niệm Thiên vọng hướng một phương, tìm được thi khí tối đầu nguồn. Rất rõ ràng, cổ thi liền chôn ở nơi đó, mãnh liệt tuôn ra thi khí, liền nàng tôn này tiên vương đều cảm thấy tim đập nhanh, có thể tưởng tượng được, cổ thi khi còn sống đáng sợ bao nhiêu, ít nhất là bán thần cấp đừng, hơn nữa, đã chôn ở nơi đây rất nhiều năm, càng là cổ lão, nó lại càng đáng sợ. Còn có giúp đỡ trên đường, thanh niên tóc trắng nói. Xin hỏi đạo hữu, từ sư môn nào? Không Niệm Thiên một tiếng khẽ nói. Đạo gia, không chỉ Không Niệm Thiên, ngay cả tử phủ bên trong Triệu Bân, cũng không khỏi chọn lấy lông mày. Cuối cùng nghe đạo gia nghe đồn, bây giờ vẫn là đầu hẹn gặp lại đạo gia nhân tài, nói thực ra, cùng trong tưởng tượng của hắn không ra thế nào một dạng, bối phận cao như vậy, thế nào không chú ý hình tượng lạc. Ít nhất xuyên cái quần. Ô ô, Hạo Thần tinh vũ, vang dội đầy ô gào thanh âm. Đây không phải địa ngục, lại là cùng địa ngục không khác. Tàn phá tinh thần,
Thương Sơn chi đỉnh. Không Niệm Thiên Hòa thanh niên tóc trắng hai đại tiên vương, đứng sóng vai. Sau này đi xem, hai người bọn họ giống như một con lợn cùng một quả rau xanh. Ít nhất tại Triệu công tử xem ra, cái thí dụ này vẫn là rất hình tượng. Đạo gia người. Không Niệm Thiên tâm bên trong lẩm bẩm ngữ, thần thức tại thanh niên tóc trắng chu bên cạnh, vòng tới vòng lui. Đạo gia truyền thừa đều rất thần bí, nàng tổng cộng cũng chưa từng thấy qua mấy cái, đều hiếm thấy bất phàm. Đại La Tiên Tông chí cường giả, danh bất hư truyền, thanh niên tóc trắng chậm chậm nói. Đạo hữu nhận ra ta, Không Niệm Thiên nhẹ môi hé mở. Ta với ngươi sư huynh chính là bạn cũ, thanh niên tóc trắng cười nói. Năm đó tại Bất Lão Sơn, cùng ta sư huynh đánh cờ đạo gia người. Là ngươi, kỳ nghệ không tinh, ta thua hắn nửa điểm. Thì ra ngươi chính là đạo tiên, Không Niệm Thiên hạ ý thức trách mắt, cũng là vô ý thức quét lượng thanh niên tóc trắng. Thế nhân nghe đồn đích đạo trung tiên, hẳn là cái đạo y lung lay cao nhân, bây giờ thấy bản tôn, có vẻ như cùng nghe đồn. Không thể nào một dạng. Nói thực ra, ta tại trước khi tới đây, vừa bị người ăn cướp qua. Đạo tiên ý vị thâm trường nói. Lời này vừa nói ra, Triệu công tử cùng Không Niệm Thiên lông mày, lại chọn lão cao. Đây chính là đạo tiên cái nào? Hàng thật giá thật tiên vương đỉnh phong, lại còn không là bình thường tiên vương, ai còn có thể đem hắn đánh cướp? Hơn nữa còn đánh cướp triệt để như vậy, toàn thân trên dưới, có vẻ như liền còn lại đầu này quần cộc hoa đi. Đối phương, là tiên giới chế tài giả, Không Niệm Thiên tính thăm dò hỏi. Mặc dù ta không có nhìn thấy là ai, nhưng tuyệt đối là lão già kia. Nâng lên tiên giới chế tài giả, đạo tiên liền giận không chỗ phát tiết, xử tại núi chi đỉnh, mắng là nước bọt bay đầy trời. A, à, hắt hơi. Bị người ân cần thăm hỏi như vậy, khẳng định có người nhảy mũi a. Nhưng, nhảy mũi cũng không phải chế tài giả, mà là một cái gọi Tú Nhi thần minh, còn tại bị chúng thần truy sát, hắt xì là một cái tiếp một cái, từ trước đến nay tiên giới, quỷ hiểu được bao nhiêu người ân cần thăm hỏi nàng. Lại bị chế tài giả ăn cướp. Vô luận là Triệu công tử vẫn là Không Niệm Thiên, đều ánh mắt kỳ quái. Lẽ ra, chế tài giả là không thể tùy ý nhúng tay thế gian, bây giờ lại tự mình hạ tràng thu thập đạo tiên, chẳng lẽ, hai người bọn họ có tự oán, hay là... Đạo tiên tư thế đi bộ quá phách lối. Tím Nguyên, lão phù bấm ngón tay tính toán, người bị người nào. Đang nói ở giữa, chợt nghe thiên ngoại ung dung một lời. Lời còn không rơi, thì thấy đỉnh núi nhiều thêm một bóng người. Chính là một cái thanh y đạo nhân, sinh cái kia tiên phong đạo cốt. Lại là tiên vương, đỉnh phong cảnh. Triệu Bân ánh mắt lóe sáng, tự nhận không nhìn lầm. Nhìn thanh y đạo nhân chi khí uẩn, không chút nào tại đạo dưới tiên. Nhìn đạo tiên, sắc mặt liền có một chút đen, bị người ăn cướp cũng rất khó chịu, bây giờ lại bị trêu chọc, quả thực thật mất mặt. Tiểu Thiên Thiên, người cũng tại a? Thanh y đạo nhân cười nói. Trùng hợp đi ngang qua, Không Niệm Thiên nở nụ cười, rõ ràng nhận ra lão đạo này. Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, chỗ sâu lại là âm khí dâng trào. Tam đại tiên vương tất cả thu ý cười, cùng nhau nhìn về phía phương kia, thần sắc đều không ra thế nào dễ nhìn. Nhìn cái kia lãnh triệt tận xương âm khí, nhìn cái kia hủy thiên diệt địa khí tràng, liền biết tôn kia cổ thi, rất mạnh rất khủng bố, lấy người khác chi lực, sợ cũng bắt không được đối phương. Tranh! Không Niệm Thiên Hòa thanh y đạo nhân tất cả sách ra tiên kiếm, trong nháy mắt chiến lực toàn bộ triển khai. Đạo tiên thể bên trong thì một tiếng ầm ầm, mi tâm khắc ra một đạo cổ lão bí văn, trước ngực cùng phía sau lưng, còn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hiện lên một bộ thần bí đồ đằng. Đây cũng không phải là hình xăm, mà là một loại huyết mạch tượng trưng. Thái Sơ Hoang Ma Thể, Triệu Bân hai mắt híp lại. Đề cập tới này huyết thống, Huyền Môn Thiên Thư là có giới thiệu. Trong sách có lời, Thái Sơ Hoang Ma Thể sớm tại vạn cổ phía trước liền đã tuyệt tích, chưa từng nghĩ còn có truyền thừa tại thế. Triệu Bân mới lạ, Không Niệm Thiên đã từng trách mắt xem xét. Nàng cũng là đầu hẹn gặp lại Thái Sơ Hoang Ma Thể, quả như truyền ngôn như vậy, bá thiên tuyệt địa. Hợp lực chấn áp, đạo tiên bước ra một bước đỉnh núi, đạp hư không sụp đổ. Có thể thấy hắn sau lưng, có một vài bức hủy diệt dị tượng diễn hóa. Hảo, bá khí a. Triệu công tử vừa nói chuyện lời nói ý vị sâu xa. Hai tay để trần không sao, nhưng nếu tăng thêm hình xăm, vậy thì rất nghiêu bức. Như đạo tiên, tung chỉ mặc một đầu quần cộc hoa, vẫn là bá khí ầm ầm. Siêu, siêu. Không Niệm Thiên Hòa thanh y đạo nhân chẳng phân biệt được tuần tự.
gặp hai người huy kiếm, bổ ra âm khí hải dương. Lăn ra đến, đạo tiên vừa quát chấn tiên khung. Hắn là ngôn xuất pháp tùy, một cái che trời đạo chữ, từ thiên phủ xuống. Đạo chữ rộng rãi bằng bạc, trong nháy mắt ép sập vùng thế giới kia, kèm thêm mãnh liệt lăn lộn âm khí, đều bị tồi diệt thành tro, mênh mông đại địa, bị sinh sinh đánh ra một cái vực sâu không đáy. Ừng ực, Triệu Bân nhìn âm thầm nuốt nước miếng, cái này che thiên đạo chữ, quá mẹ nó bá đạo. Nào chỉ là hắn, ngay cả không niệm thiên hòa thanh y đạo nhân, đều tràn ngập kiêng kỵ, cùng cấp bậc tiên vương bên trong, sợ là không ai dám đón đỡ một kích này, nhẹ thì thương cân động cốt, nặng thì. Hồi phi yên diệt. Phong. Đạo tiên bước lên trời, lăng không một trưởng phủ xuống. Sau đó thì thấy thái cực trận đồ, cũng như khi trước chữ đạo, giả thiên giống như khổng lồ. Triệu công tử là ngẩng lên đầu nhìn, như thế cấp bậc trận đồ lớn, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, nếu là Triệu, tung không bị phong diệt, cũng sẽ bị trận đồ uy thế, ép thành một mảnh cho. Phong. Không niệm thiên giơ lên kiếm chỉ thiên, có ánh sáng mưa vung vãi. Thanh y đạo nhân thì vung cánh tay lên một cái, tế 99 cán chiến kỳ. Hai người là đang cấp đạo tiên đánh phối hợp, quang vũ cùng chiến kỳ tất cả ra chỉ thái cực trận đồ. Oanh! Trận đồ như sơn nhạc xuống, ép vào vực sâu không đáy. Thân ở tử phủ Triệu công tử, tại một cái chớp mắt này vô tận thị lực, tam đại tiên vương hợp lực thi triển phong cấm, hẳn là có thể trấn áp tôn kia lão cổ thi, cho dù không thể triệt để trấn áp, cũng có thể đem hắn phong bế. Tiếng ầm ầm chôn vùi. Lệ quỷ kêu rên cũng ngừng. Đen thui trong thâm uyên, biến như chết đáng sợ. Cho dù ai thấy, cũng bất giác cho là cổ thi bị nhấn đó. Nhưng, trước sau bất quá ba cái trong nháy mắt, thái cực trận đồ liền vỡ vụn, là bị một đạo âm minh tử quang, đụng phá diệt, còn có không niệm thiên tiên mưa, thanh sách đạo nhân chiến kỳ, tất cả đều thành cho. Ngô! Bao quát đạo tiên ở bên trong, tam đại tiên vương đều bị chấn đầy trời bay tứ tung. Không chờ bọn họ ổn hạ thân hình, lại gặp trong thâm uyên có băng lãnh âm khí cuồn cuộn mà ra. Triệu Bân nhìn rõ ràng, âm khí thấp thoáng bên trong, có một đạo người hình thức ban đầu, giống như tấm bia to vĩ ngạn, đang tự âm khí bên trong từng bước một đi ra, bước chân quá nặng nề, đạp càn khôn từng đợt xung chuyển. Thật mạnh cổ thi, Triệu Bân thì thào một lời. Tung tại không niệm thiên tử phủ, hắn vẫn như cũ có thể cảm thấy được hủy diệt chi uy. Hắn giống như một tôn ngủ say vạn cổ ma thần, tại trong băng lãnh cô quạnh thức tỉnh. Bán thần. Tam đại tiên vương đã thành thân, nhìn ra cổ thi khi còn sống tu vi. Nhưng mà, bán thần cũng chia cấp bậc, cũng có phân chia mạnh yếu. Như tôn này cổ thi, liền không phải thông thường bán thần, không biết chết bao nhiêu năm, càng là thi cốt không thay đổi, chẳng những không có xa vào, ngược lại hút hết âm sát chi lực, lúc này mới có hôm nay xác chết vùng dậy. Phanh. Thiên khung một hồi lắc lư, cổ thi một bước quyết định. Đến nước này, mọi người mới thấy hắn tôn vinh, chính là trung niên hình thái, người khoác áo giáp, tay cầm một cây chiến qua, như thác nước tóc đen, nhuộm tuế nguyệt cho bụi, ngửa mặt lên trời phiêu đãng, khí chàng là vô cùng bàng bạc. Chưa thấy qua, tam đại tiên vương tất cả lẩm bẩm ngữ, xác định chưa thấy qua bộ dạng này tôn vinh. Suy nghĩ một chút cũng phải, từ xưa đến nay, ngay cả thần minh số lượng đều không thể đoán chừng. Càng đừng nói là bán thần. Bọn hắn không nhận ra, nhưng Triệu Bân thấy, lại có chút nhìn quen mắt. Nhìn nhiều như vậy vài lần, cổ thi bộ kia tôn vinh, hắn vẫn thật là gặp qua. Ác phương, Triệu Bân một tiếng nói thầm. Không tệ, bây giờ cổ thi, cùng phàm trần ác phương, sinh giống nhau như đúc. Hắn ý niệm đầu tiên, chính là bản tôn cùng hóa thân. Bất quá, hắn cái suy đoán này có vẻ như không thể nào đáng tin cậy. Đây chính là một tôn cổ thi, đã không biết chôn bao nhiêu năm. Bản tôn mà chết, hóa thân tuyệt khó sống một mình. Thế giới lớn như vậy, hai cuộc đời giống nhau, cũng không kỳ quái. Hợp lực trấn áp, vẫn là đạo tiên, thứ nhất công phạt, một kiếm hoạch xuất ra một đạo tinh hà. Không niệm thiên hòa thanh y đạo nhân một trái một phải, cũng đều đánh ra hủy diệt chi pháp. Tôn này cổ thi thật đáng sợ, cũng không thể để cho hắn ra ngoài, bằng không hẳn là ngập trời huyết kiếp. Hạo thần tinh vực, chính là đẫm máu ví dụ, một vực sinh linh đều thành chết oan oan hồn. Ông, cổ thi vung mạnh chiến qua, sinh sinh cắt đứt đạo tiên tinh hà. Phía sau không niệm thiên hòa thanh y đạo nhân đi, cũng đều chẳng tốt đẹp gì, cái gọi là hủy diệt công phạt, đều rất giống trở thành bài trí, khó phá cổ thi phòng ngự, còn bị chiến qua một gậy quét lật ra đi.
không phải một cái cấp bậc A. Triệu Bân nhìn trong lòng thẳng run. Bán thần cấp cổ thi, quỷ hiểu được trong lòng đất toàn bao nhiêu âm minh chi lực. Huyền môn thiên thư cũng có nói, khác giống nhau điều kiện tiên quyết, càng cổ lão cổ thi liền càng cường đại. Bây giờ xem ra, quả là không giả. Đương nhiên, cái này cũng nhìn cổ thi khi còn sống nội tình. Có thể phong chức bán thần giả, cái nào không phải tuyệt đại ngoan nhân. Đạo pháp ngàn vạn. Đạo tiên lại một tiếng quát, có đầy trời chữ cổ bố liệt. Viên kia khỏa vàng óng ánh chữ, mỗi một khỏa cũng như tinh thần, lập lòe đạo tắc chi quang. Oanh! Cổ thi thì đưa tay, một mâu xuyên thủng hạo vũ. Đây là hủy diệt một mâu, chấn đầy trời chữ cổ băng diệt. Cấm! Không niệm thiên một tiếng khẽ nói, một tay bóp ấn. Tùy ấn quyết dừng lại, một tòa hư ảo linh lung bảo tháp, từ thiên phủ xuống, chính xác to lớn như núi cao, đem cổ thi cháo vào trong đó, có thể gặp linh lung tháp bên ngoài thân, có đạo tắc dây xích đang bay múa. Không đủ. Triệu Bân nhíu mày một tiếng, cổ thi mạnh hơn xa không niệm thiên. Quả nhiên, hắn vừa mới nói xong, linh lung tháp liền bị cổ thi đánh một cái vỡ nát. Phong. Thanh y đạo nhân diễn xuất một vành mặt trời, càng đem cổ thi phong cấm khu. Cái này vầng mặt trời uy lực, liền có đủ bá đạo, cổ thi trên người âm khí, bị cực điểm hóa diệt, kèm thêm cổ thi áo giáp, cũng bởi đó pha tạp không thiếu, có mấy khối mảnh giáp lại vẫn dụng. Vẫn như cũ không đủ, Triệu Bân hít sâu một hơi. Hắn chính xác thần cơ diệu toán, thái dương chèo trống không quá ba lượng trong nháy mắt, liền ầm vang nổ diệt. Cổ thi mang theo chiến qua bước ra một bước, chấn đại sơn cự nhạc vỡ nát, càng có một tầng hủy diệt vầng sáng, hướng tứ phương lan tràn. Nghiền cổ tinh càng tàn phá, hai sao vực không gian đều từng mảnh nhỏ đổ sụp. Oanh, phanh, càng thêm thật lớn đấu chiến, tùy theo kéo ra màn che. Ba tiên vương ác chiến bán thần cổ thi, đánh thiên hôn địa ám, cô quạnh quang từng sợi rủ xuống, áp sập một tòa tiếp một tòa sơn nhạc, hủy diệt pháp tắc, từng đạo cũng như vô kiên bất tồi kiếm, đem phiến thiên địa này, chém cảnh hoang tàn khắp nơi, trừ này chính là huyết vũ, đầy trời vung vãi. Là tam đại tiên vương huyết. Nhuộm đỏ chiến trường. Nhìn bán thần cổ thi, càng là cơ bản không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này, lại là bán thần. Đạo tiên trong lòng kinh ngạc, đánh nửa ngày đều không thể phá phòng ngự. Không niệm thiên hòa thanh y đạo nhân, cũng đều là đồng dạng tâm cảnh, rõ ràng chỉ là một bộ cổ thi, lại bừng tỉnh giống như bất diệt thân thể, chiến hơn trăm hiệp, bọn hắn cứ thế liền một đạo vết thương cũng không có xé mở. Phảng phất giống như cách một thế hệ A. Có như vậy một đạo lẩm bẩm thanh âm, truyền lại từ tinh không xa xôi. Đó là đang tại khắc mộc điêu chế tài giả, bừng tỉnh giống như có thể trông thấy một màn này. Hắn không nhìn không niệm thiên, cũng là không nhìn đạo tiên cùng thanh y đạo nhân, chỉ nhìn sách theo chiến qua người kia, đó là cùng hắn cùng thời đại, so với hắn còn trước tiên vào bán thần mấy trăm năm, lại là vô duyên cái kia thần vị. Thương Hải tang điền sau đó, gặp lại ngày xưa người, không nói ra được cảm khái. Hắn không nhúng tay, cũng không phải là không muốn nhúng tay, là quy tắc không cho phép hắn nhúng tay. Hắn làm rất nhiều năm tiên giới chế tài giả, thấy qua rất nhiều ngập trời huyết kiếp, không phải mỗi một cái, hắn đều có quyền hỏi tới, làm chế tài giả ngày đó, hắn đã có một loại nào đó giác ngộ. Phốc! Hắn nhìn lên, đỏ tươi huyết quang chiếu đầy trời. Là không niệm thiên đẫm máu, chịu một đạo âm minh chi quang, suýt nữa bị sinh bổ. Nói cho cùng, nàng còn chưa khôi phục đỉnh phong. Tam đại tiên vương bây giờ thuộc nàng yếu nhất. Cho dù là đỉnh phong, cũng khó đối kháng bán thần cổ thi, mạnh có chút quá bất hợp lý. Âm minh đã thành pháp tắc. Triệu Bân là nơi đây duy nhất quần chúng, đã nghiên cứu thấu triệt. Nhìn tầng kia lồng mộ cổ thi âm khí, đã không phải thông thường âm minh chi lực, đó là pháp tắc hình thái, khó có thể tưởng tượng, xa vào lòng đất một tôn bán thần cổ thi, lại vẫn có thể có bực này biến hóa. Âm minh thành pháp tắc không sao. Tựa như vạn pháp bất xâm. Điểm này, nhìn tam đại tiên vương công phạt liền có thể chứng minh. Bá đạo như đạo bên trong tiên, lại đều xé không mở âm minh pháp tắc phòng ngự. Huyết, bản nguyên huyết. Chợt nghe không niệm thiên một tiếng kêu gọi, là đối với Triệu Bân nói. Triệu công tử không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là trước tiên ngưng luyện bản nguyên huyết. Không niệm thiên tác lấy máu nhuộm kiếm, nhất kiếm chảm lui cổ thi. Có thể gặp cổ thi bên ngoài thân có ánh lửa lóe sáng, âm minh pháp tắc tụ thành áo giáp, lại bị chém ra một vết nứt, khói đen ứa ra. Vĩnh hằng huyết, đạo tiên cùng thanh y đạo nhân hai mắt híp lại. Không niệm thiên không có trả lời,
phất tay áo đưa tới hai sợi Triệu Bân bản nguyên huyết. Hai đại tiên vương đều rất tự giác, đều đem vĩnh hằng máu nhuộm ở bản mệnh trên pháp khí. Vĩnh hằng huyết cũng không là bình thường huyết, từ truyện thừa liền tiên thiên có một loại sức mạnh, thần bí đáng sợ, đối với âm minh tà ma thật tốt làm cho, thật vừa đúng lúc, bán thần cổ thi chính là loại này tồn tại. Đương nhiên, đây chỉ là năng lực một trong. Đương nhiên, cũng xem là ai dùng vĩnh hằng huyết. Gà mờ tiên vương, chỉ định không đáng chú ý, mặc dù có vĩnh hằng huyết, cũng không phá nổi cổ thi phòng ngự, nhưng không niệm thiên bọn hắn, đều không phải tam lưu mặt hàng. Có thể cực điểm lợi dụng vĩnh hằng huyết sức mạnh. Bản tôn hôm nay nộ khí rất lớn. Lấy máu nhuộm kiếm đạo tiên, ngừng lại tinh thần tỉnh táo. Êm đẹp bị người đánh cướp, nộ khí không đại tài quái, lấy hắn tu vi, chỉ định chơi không lại thần, nhưng đem tôn này bán thần cổ thi xem như chế tài giả tới đánh, cũng có thể hơi tiết tiết hỏa nhi. Nhìn Thanh Y đạo nhân, cái kia nộ khí cũng là không nhỏ. Thật xa chạy tới chịu ngừng lại đánh, lão phu không biết xấu hổ sao. Cho ngươi thêm điểm liệu. Đạo tiên nhất kiếm đánh bay bán thần cổ thi, cũng ngưng luyện tự thân bản nguyên huyết. Hắn cũng là đặc thù huyết thống, lại là so sánh nghịch thiên loại kia, mặc dù năng lực không tại khắc tà ma, lại có thể cùng vĩnh hằng huyết tương dung, hai loại bản nguyên huyết có thể lẫn nhau kích phát sức mạnh, phối hợp hắn đạo tắc, lực sát thương không là bình thường cường hãn, ít nhất có thể đem bán thần cổ thi áo giáp đánh cái nhão nhoẹt. Oanh, phanh, tam đại tiên vương chiến bán thần cổ thi. Đánh thiên băng địa liệt. Ngửa mặt lên trời đi xem, thương miểu là lờ mờ một mảnh, thấy nhiều sấm sét vang dội, khô diệt khí tức, như là thác nước, từ trời nghiêng tả, cùng âm khí xen lẫn, hoặc bị nuốt diệt, hoặc lẫn nhau bị bại. Đem so với phía trước, chiến cuộc đã có thay đổi. Ít nhất, tam đại tiên vương công phạt, có thể thương tổn được bán thần cổ thi. Cũng đang bởi vì bị làm bị thương, mới làm phát bực cổ thi, âm khí nhiều cuồng bạo chi ý. Toàn bộ hạo thần tinh vực, đều bị ô gào âm thanh bao phủ, đó là oan hồn chu chéo, là đến từ địa ngục gào thét thanh âm. Còn tốt, tam đại tiên vương đều nội tình hùng hậu. Càng thuộc đạo tiên, chính xác có thể đánh lại có thể kháng. Ta bản nguyên huyết, dễ dùng như thế sao? Giấu tại tử phủ Triệu Bân, đầy mắt mới lại nhìn qua ngoại giới. Tam đại tiên vương binh khí nhiễm vĩnh hằng huyết, mặc dù không có gì đặc thù biến hóa, nhưng lại có thể phá cổ thi phòng ngự. Thậm chí âm minh pháp tắc áo giáp, bị đánh cảnh hoang tàn khắp nơi, kèm thêm bán thần cổ thi nhục thân, cũng nhiều từng đạo khe rãnh, có máu đen trôi tràn, hóa thành từng luồng âm khí, từ thương miểu rủ xuống tràn, mỗi một sợi cũng như núi trầm trọng, nghiền chết một tôn căn cơ yếu tiên vương không thành vấn đề. Oanh! Lại một tiếng ầm ầm, tam đại tiên vương bị bán thần cổ thi một côn quét ngang. Phá hắn phòng ngự, không có nghĩa là liền có thể chấn áp hắn, ngủ say vạn cổ hắn, nhục thân đã gần như bất diệt. Ép không được a. Mắt thấy cổ thi sách chiến qua mà đến, Thanh Y đạo nhân ho một ngụm máu. Không niệm thiên hòa đạo tiên cũng là ngang nhau tâm cảnh, bọn hắn tự vệ không thành vấn đề, muốn ấn xuống tôn này cổ thi, ít nhất còn phải một tôn đỉnh phong tiên vương, hơn nữa, còn không thể là bình thường đỉnh phong tiên vương. Siêu. Không niệm thiên lại dẫn dắt vĩnh hằng huyết, ra chỉ tự thân pháp tắc. Sau đó, lờ mờ trên trời liền bị phác họa ra một đạo rực rỡ tinh hà. Tiểu Thiên Thiên, ngươi trong tử phủ, có phải hay không cất giấu một mạch vĩnh hằng tiên thể? Thanh Y đạo nhân một bên ngạnh chiến cổ thi một bên hỏi, bởi vì không niệm thiên cho vĩnh hằng máu tươi, không phải tĩnh mịch huyết, là người sống huyết, cũng chính là nói, vĩnh hằng huyết xuất từ sống vĩnh hằng tiên thể. Không có, không niệm thiên khẽ nói. Ta đều kẻ già đời, đừng lừa gạt bọn ta, đạo tiên xen vào một câu. Không niệm thiên không đáp lời nói, trầm mặc có vẻ như chính là ngầm thừa nhận. Thật là có a, Thanh Y đạo nhân một tiếng gào to, có liền lấy ra tới a. Triệu công tử nghe xong, ánh mắt nghiêng qua một phần. Lão tử là đồ vật sao, ngươi nhà nói cầm thì cầm. Đừng nói, không niệm ngây thơ liền cho hắn lấy đi ra ngoài, tay ngọc như vậy vung lên, đem hắn xách ra tử phủ. Thực sự là mắt phụng về, đạo tiên một tiếng thổn thức. Lúc trước tại vực môn thông đạo, hắn là gặp qua tiểu bối này, chưa từng nhìn kỹ. Chỉ cảm thấy là Đại La Tiên Tông một cái đệ tử, không nghĩ, càng là trong truyền thuyết đã tuyệt tích thế gian vĩnh hằng tiên thể. Thật quen mắt a, Thanh Y đạo nhân thì một tiếng nói thầm. Khuôn mặt này hắn tựa như ở đâu gặp qua, hẳn là gần đây phong truyền Đại La Thánh Chủ. Tiểu tử này bức họa, đã không biết truyền bao nhiêu tinh vực. Phía trước hắn còn có chút không hiểu, lớn như vậy tiên tông,
như thế nào chọn một tiểu bối làm trưởng giáo, cái kia nhiều lắm cao thiên phú, nhiều yêu nghiệt nhân kiệt, mới xứng với thánh chủ chi vị. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, cuối cùng là hiểu rồi. Vĩnh hằng mạch này truyền thừa, cũng là hiếm thấy tuyệt đại ngoan nhân. Tu vi cảnh giới không là vấn đề, cho đầy đủ thời gian, chắc chắn siêu việt trường sinh tiên cùng không niệm thiên. Hai người lúc nói chuyện, đều tế thủ hộ chi quang, che lại Triệu công tử. Đây chính là một mảnh hủy diệt chiến trường, bất luận cái gì một tiêu uy thế còn dư, đều có thể đem cái này tiểu bối đưa tiến. Lại nhìn Triệu Bân, khuôn mặt là tái nhợt không huyết sắc, chỉ cảm thấy đầu vai đè ép một tòa núi lớn, chân chính vào chiến trường, mới biết uy áp kinh khủng, mặc dù có thủ hộ chi quang, cũng không thể che hết run sợ. Hắn rất không minh bạch, lấy tu vi của hắn, liền làm con chốt thí tư cách cũng không có, đem hắn sách đi ra làm gì, sợ hắn tại tử phủ nhìn không rõ ràng, cố ý bắt hắn đi ra. Xem cho rõ ràng biết rõ. Mở vĩnh hằng chi môn, không niệm thiên nhẹ môi hé mở. Có lá bài tẩy này không nói sớm, nghe được vĩnh hằng chi môn bốn chữ, thanh y đạo nhân ngừng lại tinh thần tỉnh táo, tựa như biết vĩnh hằng chi môn bá đạo, tuyệt đối công phạt, lực sát thương rất mạnh mẽ. Sớm biết có vĩnh hằng chi môn, cũng không cần đánh phí sức như vậy. Đạo tiên cũng là dị thường phấn khởi, thông thường công phạt có lẽ đối với cổ thi vô dụng, nhưng vĩnh hằng chi môn tiên tàng lại là một ngoại lệ. Không niệm thiên y cũng không đáp lời nói. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là không muốn Triệu Bân liên lụy vào. Ông, Triệu công tử có phần kính nghiệp, đã chắp tay trước ngực. Vù vù âm thanh vang lên theo, kình thiên cửa lớn kiên quyết ngoi lên mà ra. Tam đại tiên vương cũng tặc tự giác, đạo tiên cùng thanh y đạo nhân đứng ở Triệu Bân hai bên trái phải. Hai người tất cả tiên lực lăn lộn, ngang dọc pháp tắc, thì khắc vào vĩnh hằng chi môn. Mà không niệm thiên, thì đứng ở Triệu Bân sau lưng, hai tay dán vào Triệu Bân phía sau lưng, cũng là tiên lực mãnh liệt, cũng là đạo tắc khắc ấn. Một hơi, đả diệt hắn, đạo tiên vừa quát âm vang. Bốn người nói âm cùng run, bốn loại tiên lực cùng pháp tắc xen lẫn bay múa. Khép lại vĩnh hằng chi môn, âm vang mở rộng, có cổ xưa vĩnh hằng quang, từ bên trong hoành phô mà ra, tựa như một mảnh diệt thế thần huy, những nơi đi qua, đại sơn cự nhạc bị trong khoảnh khắc san bằng. Mạnh như vậy, Triệu Bân tâm cảnh run lên. Tuyệt đối công phạt, cũng là tuyệt đối hủy diệt sao? Đúng, chính là hủy diệt, đó là một loại bẻ gãy nghiền nát vĩ lực. Đương nhiên, nếu do hắn tự mình thi triển, tuyệt không có bực này lực sát thương, sở dĩ như vậy cường hoành, tất cả bởi vì Tam Đại Tiên Vương gia chỉ vĩnh hằng chi môn, cực điểm hồi phục nó công phạt sức mạnh. Hu hu, ô gào âm thanh lại vang vọng bát hoang, so với trước kia càng thê thảm hơn. Vĩnh hằng quang hủy thiên diệt địa, nghịch loạn càn khôn, cũng tội diệt âm minh tử khí. Đúng lúc gặp bán thần cổ thi giết đến, chịu cái tấm tấm dòng dã. Chỉ một cái chớp mắt, hắn âm khí pháp tắc áo giáp liền bị đánh nát. Còn có nhục thể của hắn, cũng bị vĩnh hằng hủy thành một mảnh âm khí. Ừng ực, Triệu Bân âm thầm nuốt nước bọt, khó có thể tin nhìn xem một màn kia. Tam đại tiên vương liên thủ đều ép không được bán thần cổ thi, lại bị vĩnh hằng quang tại chỗ dây. Nào chỉ là hắn, liền tam đại tiên vương đều tâm thần không bình tĩnh, vĩnh hằng mạch này tiên tàng quá bá đạo. Vẫn là như vậy đạo lý, bá đạo công phạt, tự có bá đạo tiêu hao. Mà bực này tiêu hao, Triệu Bân độc chiến năm thành, còn lại ba tôn tiên vương, thì chia cắt còn lại năm thành, tung chỉ là năm thành tiêu hao, cũng đủ Triệu Bân khó chịu, khí huyết gần như bị quất sạch sành xanh. Chỉ một đòn này, liền để hắn căn cơ bị hao tổn. Mạnh mở vĩnh hằng chi môn. Đây cũng là đại giới. Không niệm thiên vì cái gì đem hắn che giấu, chính là nguyên nhân này, hắn không phải tiên thiên vĩnh hằng, bản nguyên cũng không hoàn chỉnh, động vĩnh hằng chi môn liền sẽ thương căn cơ, phản phệ mạnh, còn có thể nguy hiểm cho tính mệnh. Còn tốt, Triệu Bân nội tình đầy đủ hùng hậu. Đến nỗi căn cơ bị hao tổn, nàng sẽ giúp hắn tu bổ. Hô! Đạo tiên trưởng than một hơn, triệt hồi tiên lực. Thanh y đạo nhân cùng không niệm thiên, cũng nhao nhao tản pháp tắc. Triệu Bân thì một bước lảo đảo, cả người cũng là chóng mặt, khóe miệng còn có một tia máu tươi tại trôi tràn, nếu như lại tới một lần nữa vĩnh hằng chi môn mạnh mở công phạt, hắn làm không tốt sẽ tại chỗ thăng thiên. Nói cho cùng, là Tam Đại Tiên Vương trợ hắn mở vĩnh hằng chi môn. Nếu là hắn bằng tự thân mở môn này, thì sẽ không có cái này phản phệ. Ông! Đang lúc bốn người xả hơi lúc, chợt nghe một tiếng vù vù. Đó là một đạo màu đen u quang, từ u ám chỗ sâu phóng tới.
cẩn thận một nhìn, mới biết đó là một cây chiến qua, chính xác nói, là bán thần cổ thi sử dụng chiến qua, đang mang theo cuốn lực lượng hủy diệt, hướng cái này phương phóng tới, ngắm chúng chính là lung la lung lay Triệu Bân. Hôm qua phát chương tiết lặp lại, đã đổi mới đổi. Còn chưa có chết. Mắt thấy chiến qua bắn tới, tam đại tiên vương tất cả chợt biến sắc. Nháy mắt kia, bọn hắn là nhìn tận mắt bán thần cổ thi hủy diệt. Ngô! Triệu Bân kêu đau một tiếng, đạp một bước lui lại. Mặc dù, cái kia cán chiến qua cách hắn còn rất xa, mặc dù, cái kia cán chiến qua còn chưa chân chính mệnh chung hắn, nhưng cái kia khóa chặt hắn âm minh sát ý, cũng đã đi ngang qua Hạo Vũ, trong lúc vô hình bẻ gãy nghiền nát. Phốc! Nhục thể của hắn trong nháy mắt đã nứt ra, có máu tươi dâng trào. Hắn bản mệnh nguyên thần cũng đã nứt ra, nhịn không được sát ý. Oanh! Tam đại tiên vương cùng lên phía trước, đem Triệu Bân chắn sau lưng. Bọn hắn là tiên vương, chúng vào nhất kích hoàn toàn đỡ được, nhưng cái này tiểu bối cũng không giống nhau, cần gì chiến qua giết đến phiến thiên địa này, vẻn vẹn chiến qua bên trên sát ý, liền đầy đủ tiến hắn lên hoàng tuyền. Bao! Tiếng kim loại va chạm nghênh thiên vang vọng, có một mảnh âm minh hỏa quang nổ tung. Cổ chiến qua bị đỡ được, nhưng tam đại tiên vương cũng bị đánh tập thể lui lại. Chờ đứng vững, chỗ nghe thấy chính là tiếng bịch bịch, chậm chạp mà có tiết tấu, cẩn thận đi lắng nghe, mới biết đó là người đi bộ âm thanh, là cơ thể quá nặng nề, thậm chí đạp thiên địa từng đợt động rung động. Tất nhiên là bán thần cổ thi, không ngờ tái tạo nhục thân. Hắn đang tự u ám bên trong đi ra, như một tôn cửu u sát thần. Hắn khi còn sống, lại là một tôn bán thần. Lời nói tương tự, Thanh Y đạo nhân lại nói một lần. Cái này cũng là đạo tiên cùng không niệm thiên muốn nói, nếu không phải khi còn sống quá cường đại, sau khi chết như thế nào kinh khủng như vậy, hết lần này tới lần khác, như thế một tôn sâu không lường được bán thần, trong sử sách hoàn toàn không có nửa phần ghi chép. Ta có phải hay không bị hắn để mắt tới? Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, cưỡng ép đứng vững vàng thân hình. Nhìn tôn kia đang đi tới cổ thi, thất thần trống rỗng con mắt, tựa như lóe lên một chút xíu u quang, không nhìn tại chỗ tam đại tiên vương, liền theo dõi hắn mong nhìn, nhìn hắn toàn thân lạnh siêu siêu. Tóm lại, xác chết vùng dậy bán thần thù rất dai. Dù sao, lúc trước đưa nó đã diệt chính là Vĩnh Hằng Quang. Rút lui a, Thanh Y đạo nhân hít sâu một hơi. Liền Vĩnh Hằng Quang đều không thể hủy diệt đối phương, cái kia còn đánh cọng lông. Đương nhiên, bọn hắn còn có thể lại mở Vĩnh Hằng công phạt, nhưng bọn hắn chịu đựng được. Tiểu bối này sợ là treo, xuất ra một nửa Vĩnh Hằng, bản nguyên tiên thiên không hoàn chỉnh, cường đại phản phệ có thể muốn mạng hắn. Hiếm thấy Vĩnh Hằng một mạch còn có truyền thừa tại thế, cũng không thể gãy ở đây. Còn có, không niệm thiên không phải bài trí, nàng cũng sẽ không cho phép lại mở Vĩnh Hằng công phạt. Đích xác, không niệm thiên sẽ không cho phép chuyện này phát sinh, có thể hay không đả diệt bán thần cổ thi nàng không biết, nhưng Triệu Bân tuyệt đối có táng thân khả năng, thân là hắn người hộ đạo. Phải bảo đảm hắn an toàn. Bức bản tôn liều mạng a, đạo tiên thản nhiên nói. Ngươi chớ làm loạn, Thanh Y đạo nhân một tiếng quát mắng. Trợ hắn mở cửa, không cần công phạt, đạo tiên rút kiếm đăng thiên, từ chính diện giết hướng bán thần cổ thi, trước tạm không nói xuyên quần cụt hắn có nhiều hài hước, này nhất cử vẫn là rất bá khí ầm ầm. Oanh! Thương thiên lại động rung động, một cái chớp mắt sấm sét vang dội. Là đạo tiên mở cấm pháp. Khác tại bên ngoài thân huyết mạch đồ đằng, cùng hắn đạo tác hoàn mỹ dung hợp, hồi phục một loại lực lượng đáng sợ, quanh người hắn hư vô không gian, đều đang vặn vẹo bên trong ầm vang vỡ nát, hơn nữa không gian còn không cách nào khép lại, thậm chí ba, năm trượng thiên địa, đều rất giống đã biến thành hư ảo. Bản nguyên bị phong lại vẫn có thể mở cái này cấm pháp. Thanh Y đạo nhân thổn thức chặt lưỡi, chỉ muốn nói một câu. Ngưu bức, chính xác nói vô tâm người nghe hữu ý. Triệu công tử cái kia tâm cảnh hãi nhiên, có ý gì, đạo tiên bản nguyên bị phong lấy. Bản nguyên bị phong đều có thể đánh như vậy, chiến lực toàn bộ triển khai chẳng phải là muốn thượng thiên, trong truyền thuyết thái sơ hoang ma thể, quả là đủ mạnh rất khủng bố, hôm nay quả thực lớn khai nhãn giới. Hắn hãi nhiên lúc, không niệm thiên tay ngọc đã đặt ở vai trái hắn bàng. Một bên kia Thanh Y đạo nhân, bàn tay thì đặt ở bả vai phải. Vẫn là bản nguyên tiên lực mãnh liệt lăn lộn. Vẫn là bản mệnh đạo tắc sen lẫn bay múa. Yên lặng Vĩnh Hằng chi môn, lại một lần ầm vang mở rộng. Chỉ có điều, lần này không có Vĩnh Hằng quang công phạt mà ra. Đã không có công phạt, Triệu Bân phản phệ liền có thể không đáng kể. Oanh, phanh,
nhìn đối diện hư vô, đạo tiên đã cùng bán thần cổ thi khai chiến. Mở thái sơ cấm pháp hắn, đúng như là biến thành người khác, chính diện cùng bán thần cổ thi cứng đối cứng, càng là không rơi vào thế hạ phong, nhìn Triệu công tử bọn hắn. Đều không ngừng nhếch miệng chặt lưỡi. Nhưng bọn hắn cũng biết, mở này cấm pháp nhất định có huyết đánh đổi. Đạo tiên phương mới cũng đã nói, muốn liều cái mạng già, tuyệt không phải đùa giỡn. Cũng như trước kia điên cuồng như vậy. Thanh y đạo nhân lẩm bẩm ngữ, tựa như biết đạo tiên muốn làm gì. Đồng dạng là tiên vương không niệm thiên, từ cũng biết tiên dụng ý. Chỉ Triệu công tử không rõ ràng cho lắm, tất cả bởi vì cổ thi cùng đạo tiên đại chiến, quá tinh diệu tuyệt luân, tựa như một tên sát thần cùng một tôn ma thần tại đại chiến, đánh càn khôn hỗn loạn, chiến hạo vũ sụp đổ. Chuẩn bị. Thanh y đạo nhân đột nhiên một lời, lòng bàn tay có chữ triện khắc họa. Không niệm thiên hiểu ý, bàn tay ở giữa cũng có cổ lão tiên văn lưu truyền. Cho ta đi vào đi. Nhưng nghe đạo tiên quát to một tiếng, lại ôm lấy bán thần cổ thi. Hắn lấy đạo tắc xích sắt đem hai người buộc chặt, thẳng đến vĩnh hằng chi môn bay tới. Triệu công tử gặp chi, khóe miệng không khỏi kéo một cái, đến nước này khác mới biết được tiên chân đang dụng ý, là muốn đem bán thần cổ thi, nhét vào hắn vĩnh hằng chi môn cái nào. Cái này mẹ nó không có gì ách nạn a. Siêu, bị trói tại một khối đạo tiên cùng cổ thi, như một đạo tiên quang xẹt qua bầu trời. Triệu Bân ngửa ra đầu, là mắt thấy cái kia hai người bay vào hắn vĩnh hằng chi môn. Trung thực đợi, quay đầu lại thu thập ngươi. Trong vĩnh hằng môn, truyền ra đạo tiên lời nói. Không niệm thiên hòa thanh y đạo nhân đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ đạo tiên đi ra, liền sẽ phong môn này. Nói trắng ra là, bọn hắn muốn đem vĩnh hằng chi môn xem như một cái phong ấn. Bán thần cổ thi sẽ bị phong vào trong đó, đợi bọn hắn tìm đủ giúp đỡ, lại cho hắn phóng xuất. Hợp nhau tấn công, dù sao cũng tốt hơn hắn ba tốn sức như vậy. Mà mẹ nó, đây là gì? Hai tôn tiên vương không chờ tới đạo tiên, lại chờ được đạo tiên một câu chửi bậy. Sau đó, liền nghe vĩnh hằng cánh cửa bên trong, truyền ra một mảnh ủng ủng âm thanh. Tình huống gì, Triệu Bân vô ý thức ngoái nhìn. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy môn bên trong có vĩnh hằng bất hủ quang tại rong chơi bay múa. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn mở ra vĩnh hằng chi môn. So trong tưởng tượng càng kỳ dị. Cũng là tại hắn mong nhìn xem, hắn nhìn thấy đang hướng bên ngoài chạy đạo tiên. Nhưng, cái kia hàng vừa mới bước ra một chân, liền lại bị hút vào trong môn. Nhìn một chút, hắn cũng đi theo vào. Hoặc có lẽ là, hắn là bị một cỗ cường đại mà lực lượng không thể kháng cự. Hút đi vào. Mà mẹ nó, đây là gì? Đồng dạng nói tục, Triệu công tử cũng sổ một câu. Chuyện đột nhiên xảy ra. Không niệm thiên hòa thanh y đạo nhân đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng không đợi bọn hắn phản ứng, vĩnh hằng chi môn liền lại ầm vang khép lại. Cũng đúng, liền vĩnh hằng tiên thể đều đi vào, môn không đóng mới là lạ chứ. Triệu Bân. Không niệm thiên một bước vượt qua, muốn mở ra vĩnh hằng chi môn. Đáng tiếc, nàng không phải vĩnh hằng tiên thể, nàng cũng mở không ra cánh cửa này, mặc dù có phương pháp có thể mở ra, thời gian cũng sẽ không cho phép. Bởi vì từ Triệu Bân sau khi tiến vào, vĩnh hằng chi môn liền biến mất. Ngô! Triệu Bân kêu đau một tiếng, đứng không vững gót chân, chỉ cảm thấy cơ thể đang nhanh chóng rơi xuống dưới. Hoặc có lẽ là, hắn là bị một cỗ cường đại mà kinh khủng sức mạnh, hấp phệ rơi xuống dưới. Bốn phía, là một mảnh mong không thấy cuối hắc ám. Nhìn phía dưới, nhưng là toàn màu đỏ tươi lăn lộn huyết hải. Huyết hải rất là quỷ dị. Có từng cái như rễ cây một dạng xúc tu, khi thì từ trong biển máu nhô ra tới, tùy ý bay múa, mỗi một đầu đều bạo ngược không chịu nổi, như muốn đem chung quanh sinh linh đều kéo vào đi. Hắn là một mặt mộng bức. Lúc trước, tự đứng ngoài nhìn vĩnh hằng chi môn, là quang minh một mảnh. Nhưng vào vĩnh hằng chi môn, lại là vô biên bóng tối vô tận. Đây là gì? Vấn đề giống như trước, Triệu Bân lại hỏi một lần. Không có người cho hắn đáp án. Chỉ biết phía này huyết hải sức cắn nuốt, mạnh đến để cho hắn không cách nào kháng cự, nhìn trong biển cái kia từng cái đẫm máu xúc tu, rất giống quái vật đầu lưỡi, nhìn đầu người ra tóc tê dại. Như bị nuốt vào đi, sợ là thập tử vô sinh. Đây là Triệu Bân tâm ngữ, cũng là Triệu Bân chắc chắn. Hắn muốn nhảy ra ngoài, làm gì đạo hạnh thấp hữu tâm vô lực. Nhưng vào lúc này, chợt nghe xích sắt hoa lạp âm thanh. Triệu Bân không bằng phản ứng. Liền cảm giác một đầu pháp tắc xích sắt buộc eo của hắn. Ngoái nhìn lên,
mới biết là đạo tiên, đang chơi mệnh kéo ra ngoài hắn. Một cái kéo ra ngoài, một cái hướng xuống thôn phệ. Hai loại sức mạnh đối kháng, hơi kém đem Triệu Bân xé nát. Chờ đạo tiên tướng hắn kéo ra ngoài lúc, hắn đã không thấy hình người. Hô! Triệu Bân lảo đảo một chút, cuối cùng là đứng vững vàng. Đạo tiên cũng không tốt gì, lúc trước hơn phân nửa cũng gặp huyết hải thôn phệ, cửu tử nhất sinh mới trốn đến, nghiễm nhiên đã thành huyết nhân một cái, khí huyết dị thường uể oải, bây giờ đang che lấy eo đặt cái kia thổ huyết. Đây là gì địa phương quỷ quái? Triệu Bân một bên thở mạnh một bên hỏi. Hắc động, không gian hắc động, đạo tiên đặt mông ngồi trên mặt đất. Triệu Bân nghe xong hơi nhíu mày, lại vô ý thức vòng nhìn bốn phía, không gian hắc động hắn từ nghe nói qua, bóng tối vô tận, không có thiên địa linh khí, không có vạn vật sinh linh, so vết nứt không gian còn kinh khủng hơn. Vĩnh hằng chi môn liền với không gian hắc động, Triệu Bân hỏi. Cũng không phải, đạo tiên trà sát khóe miệng máu tươi, vĩnh hằng chi môn nói cho cùng là một mạch tiên tàng, lệ thuộc bí pháp thần thông, động lại có bất động thì không, nó cũng không kết nối bất kỳ địa phương nào. Cái kia, chạy thế nào hắc động tới? Triệu Bân không hiểu ra sao. Ngươi không phải tiên thiên vĩnh hằng, bản nguyên cũng không hoàn chỉnh, ngươi vĩnh hằng chi môn tự có không trọn vẹn. Đạo tiên lời nói ung dung, nếu bản tôn đoán không sai mà nói, nên mạnh mở vĩnh hằng chi môn công phạt, chọc càn khôn nghịch loạn, người ta mới tại dưới trời xuôi đất khiến rơi vào không gian hắc động. Cái này, Triệu Bân nghe cái hiểu cái không? Biết hay không cũng không có quan trọng muốn, một câu nói. Hai người bọn họ rất hố. Như thế nào mới có thể ra ngoài? Triệu Bân lại hỏi. Trước tạm chữa thương, đạo tiên nói ngồi xếp bằng. Triệu Bân cũng ngồi xuống, cực điểm vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết. Bóng tối vô biên, bởi vì hai người trầm mặc mà lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, nhưng vô luận Triệu Bân vẫn là đạo tiên, lúc nhắm mắt chữa thương, đều từng lông mi hơi nhíu, cuối cùng cảm giác trong bóng tối, có một đôi mắt đang ngó chừng bọn hắn nhìn, chớ nói Triệu công tử, ngay cả đỉnh phong tiên vương cấp đạo tiên, đều rất cảm thấy gió mát siêu siêu. Cũng hoặc, hắn vốn là mặc liền thiếu đi. Nhuốm máu quần cộc hoa, phá lệ đẹp mắt. Hai người bọn họ vững như bàn thạch, ngoại giới không niệm thiên hòa thanh y đạo nhân thì lòng nóng như lửa đốt. Triệu Bân biến mất không thấy gì nữa, vĩnh hằng chi môn cũng biến mất không thấy gì nữa. Hai đại tiên vương nhìn hết phiến thiên địa này, cũng không tìm được hai người bóng dáng, lại càng không biết đi cái nào tìm, cũng không người chỉ một phương hướng. Vẫn là xảy ra biến cố, thanh y đạo nhân hít sâu một hơi. Là bọn hắn nghĩ quá đơn giản, không để ý đến cái kia tiểu bối cũng không phải là tiên thiên vĩnh hằng. Vừa không phải tiên thiên vĩnh hằng, vậy hắn tiên tàng từ không hoàn chỉnh, thêm nữa bản nguyên không trọn vẹn, vọng động vĩnh hằng chi môn, tùy tiện đi vào không phải liền xảy ra sự cố đi. Chuyện như thế, hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải. So sánh hắn, không niệm thiên tài thật sự hối hận. Đã nói xong nửa đường không quẹo cua, nàng vẫn là cuốn vào. Một trận chiến này đánh không sao, đem tương lai tiên tông trưởng giáo đánh không còn. Lạnh quá a. Trong lỗ đen, Triệu Bân dùng mình một cái. Ngay tại phía trước một cái chớp mắt, có một hồi gió mát thổi. Cảm giác này, giống như quần áo bị người lột như vậy. Chờ mở con mắt một nhìn, mà mẹ nó, hắn thực sự là thân thể trần truồng. Không lớn không nhỏ, khoảng hảo. Đạo tiên đang đặt cái kia mặc quần, vừa lột xuống. May ở đây không có ngoại nhân, nếu gặp một màn này, hơn phân nửa não động mở rộng. Triệu công tử mặt to, đã là đen láy, hàng này quá không giảng võ đức. Ngươi, có phải hay không nhìn qua đạo kinh? Đạo tiên vỗ vỗ đầu vai cho bụi, như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Chưa có xem, Triệu Bân xoay người nhảy lên, trước tiên lấy quần áo. Nói dối cũng không phải hảo hài tử. Đạo tiên ngữ trọng tâm trường nói. Tiền bối vừa mới còn đào y phục của ta đâu, Triệu Bân xem thường. Chớ quan tâm những chi tiết kia. Đạo tiên nói, thứ nhất mở ra bước chân. Đến nỗi đạo kinh đi, hắn chắc chắn tiểu bối này nhìn qua, lại còn có mấy phần chân lý, nếu không phải như thế, hàng này quanh thân vì sao lại có chữ đạo giống như ngầm hiện, không phải đạo kinh bên trong ẩn giấu đạo chi uẩn. Hai người một trước một sau, đi tới huyết hải biên giới. Đạo tiên còn tốt, thần thái cũng không có biến hóa quá lớn. Ngược lại là Triệu công tử, nhìn biển máu thần sắc, tràn ngập lấy kiêng kỵ, khoảng cách tới gần, có thể rõ ràng trông thấy trong biển từng cái xúc tu, giống rễ cây cũng giống quái vật đầu lưỡi, lại số lượng dị thường khổng lồ. Cái này vật gì? Triệu Bân hỏi. Huyết ma, đạo tiên ung dung một lời.
huyết ma. Triệu Bân ánh mắt kỳ quái, đối với hai chữ này cũng không lạ lẫm. Năm đó tại thế gian, hắn cùng với huyết ma thế nhưng là kẻ thù cũ, huyết tôn chính là huyết ma một mạch vương, mặc dù bại bởi bất diệt ma quân, nhưng cũng đem bất diệt ma quân nện cho gần chết, chưa từng nghĩ tại thiên giới, còn có bực này truyền thừa, hơn nữa. Cùng hắn thấy qua huyết ma, không thể nào một dạng. Nó là thần cấp huyết ma. Triệu Bân vô ý thức hỏi một câu. Chính xác nói, nó tiền thân chính là thần cấp huyết ma. Tím Nguyên nói. Hắn nhìn rất nhiều thông thấu, nếu không phải cùng thần minh dính dáng, hắn lúc trước cũng sẽ không thương như vậy thảm. Hắc động thật đúng là một cái chỗ kỳ quái, nếu không phải đích thân đến, quỷ hiểu được trong bóng tối còn có cái đồ chơi này. Bán thần cổ thi đâu? Triệu Bân đưa tới một bầu rượu. Bị ta ném vào huyết hải. Đạo tiên nói rất tùy ý. Còn có thể đi ra không? Triệu Bân cầm kính viễn vọng, nhìn chằm chằm huyết hải xem đi xem lại. Bán thần cổ thi là cái nhớ thủ chủ, vạn nhất ngày nào đó giết ra tới, chắc chắn sẽ tìm hắn tính sổ sách. Hẳn là, ra không được, đạo tiên một lời thâm trầm. Triệu công tử bên cạnh con mắt, nhìn hàng này ánh mắt có chút liếc. Đạo gia cao nhân, có cao hay không trước tạm bất luận, nhưng tuyệt đối là đào hố hảo thủ, gì đều không cả biết rõ. Liền đem bán thần cổ thi hướng về vĩnh hằng trong cánh cửa nhét, hai người bọn họ suýt nữa gãy ở trong hắc động. Siêu! Đạo tiên hóa một đạo phân thân, vừa bước một bước vào huyết hải. Sau đó, thì thấy đẫm máu xúc tu, hướng hắn phân thân xoắn tới, trực tiếp kéo vào trong biển máu, đến nhiều không nổi lên nửa chút bọt nước, ngược lại là huyết hải, bởi đó nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Đạo tiên không lại kích động nó, quay người đi. Trước khi đi, hắn còn để lại kiếm của hắn. Treo ở huyết hải biên giới. Cái này lại là một cái lạc ấn tiêu ký, đợi hắn ngày tìm trợ thủ, lại đến thu thập cái này huyết ma, cũng không thể để nó ra hắc động, bằng không thì, sẽ có rất nhiều người bởi vì nó mà chết, vậy nhất định là một hồi huyết kiếp. Hắc động, âm u lạnh lẽo cô quạnh. Triệu Bân cùng đạo tiên ở trong hắc ám, vừa đi vừa nghỉ. Đạo tiên tu vì cao thâm, đi đâu đều ổn ép một cái, cho dù ở trong hắc động, cũng như một cái du khách. Giống như là chạy cái này thưởng thức phong cảnh, không hổ là đỉnh phong tiên vương, là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Nhìn Triệu công tử, đi liền dè đặt. Hắn thời khắc đều mang theo kiếm, đi đâu đều trái nhìn nhìn phải. Khi trước cảm giác, bây giờ vẫn như cũ có, vô luận đi đến đâu, hắn đều cảm giác hắc ám chỗ sâu, có một đôi để u quang mắt, đang ngó chừng hắn nhìn, nhìn hắn toàn thân trên dưới đều gió mát siêu siêu. Chớ sợ, có ta ở đây. Đạo tiên một lời bức cách tràn đầy. Có ngươi tại, ta mới sợ, Triệu Bân há miệng tới một câu như vậy. Tinh nghịch, đạo tiên tùy ý phật tay, từ Triệu Bân ma giới xách ra một bầu rượu. Triệu Bân nhìn lông mày trao lên, ma giới là có cấm chế, lại là Nguyệt Thần truyền cho hắn lạc ấn cấm chế. Đạo tiên vậy mà không nhìn, có thể tùy tiện từ hắn ma giới lấy đồ, như thế niệu tính sao? Xét thấy đạo tiên thủ đoạn thông thiên, hắn đem ma giới bỏ vào vĩnh hằng giới. Nếu có thể từ vĩnh hằng giới tùy ý ra bên ngoài lấy đồ, đó mới là thật sự nghiêu bức. Ta có một cái nữ đồ nhi, cùng ngươi niên kỷ tương tự. Đạo tiên ực một hớp rượu. Xong việc, hắn mới bổ nửa câu sau, hai người góp một đôi, tất nhiên rất xứng. Ta có thê tử, Triệu Bân vừa đi vừa mong nhìn tứ phương. Bỏ vừa vặn rất tốt, đạo tiên ngáp một cái, tiện tay ném đi hồ lô rượu. Triệu Bân từ tứ phương thu con mắt, nhìn đạo tiên ánh mắt lại thành tà. Người nói đây là tiếng người. Hắn bắt đầu có chút hiểu rồi, biết rõ chế tài giả vì đi ăn cướp hàng này. Nếu hắn là chế tài giả, ăn cướp sau đó, cái cổ siêu vẹo cây phần món ăn nhất thiết phải an bài bên trên. Nói đến tiên giới chế tài giả, vẫn tại dưới cây khắc mộc điêu, chỉ khi thì trách mắt, nhìn một chút hắc động, đạo gia tiểu bối cũng là có ý tứ, gì cũng dám hướng về vĩnh hằng chi môn nhét, rớt xuống hố A. Thanh Nhàn không chỉ tiên giới chế tài giả, còn có phàm giới chế tài giả. Bất đồng chính là, một cái tại khắc mộc điêu, một cái thì ngồi xổm ở bờ sông câu cá. Lão quan nhi, còn sống không có. Xéo đi. Nghiêu bức như vậy, có loại xuống A. Hai tôn đại thần cũng là có tư tưởng, hơn nửa đêm cách không mắng nhau. Mắng lấy, hai người đều dơ lên con mắt, là mắt thấy một đạo nguyệt quang xẹt qua thiên tiêu. Đó là nguyệt thần, cũng là hơn nửa đêm ngủ không được. Dẫn một đám thần minh vừa đi vừa về tản bộ. Không có cách nào, dáng dấp quá đẹp, người theo đuổi nàng quá nhiều. Hai chế tài giả đều hít sâu một hơi, một màn kia thật mẹ nó đẹp mắt. Sao chạy hắc động,
nếu không thì thế nào nói là Tú Nhi, cách Hoàn Vũ Càn Khôn đều có thể nhìn xuyên hắc động. Nàng không nhúng tay, như vậy lúng túng hoàn cảnh, không nhúng tay vào chính là đang bảo vệ Triệu Bân. Vĩnh Hằng Chi Môn, mở. Như lời này, Triệu Bân một đường đã nói nhiều lần. Lúng túng chính là, từ vào hắc động, này tiên tàng liền tựa như mất linh, Triệu không ra Vĩnh Hằng Chi Môn, cái này khiến hắn bất giác cho là, bởi vì trận này ách nạn, Vĩnh Hằng Chi Môn tiên tàng lại khép lại. Bản nguyên không trọn vẹn, tại hắc động dùng không thể này tiên tàng. Đạo tiên chậm chậm nói. Không nói sớm, Triệu công tử cuối cùng là từ bỏ, gà mờ Vĩnh Hằng quả thực lúng túng. Hai người lại định thân, đã là sâu trong bóng tối. Nơi đó, bừng tỉnh hình như có một vòng lóng lánh tỏa sáng. Chờ đến gần nhìn lên, mới biết là một ngụm quan tài thủy tinh tài. Ai bày cái này? Triệu Bân mang theo kiếm, nhìn nhìn bốn phía. Vẫn là đạo tiên trực tiếp, cách không hút tới quan tài. Trong quan tài cũng không người, vẻn vẹn có một đóa khô héo hoa sen. Đạo tiên nhìn một hồi thịt đau. Triệu công tử tâm cảnh cũng gần như. Cái này hoa sen cũng không phải bình thường vật, lại là tinh hoa tăng tận. Cũng không biết là cái nào bại ra đồ chơi, đem một đóa hoa đặt ở trong quan tài. Siêu! Đạo tiên lại đem quan tài thủy tinh đưa về, nhân quả này hắn không gây. Triệu công tử mặc dù tâm động, nhưng cái này quan tài vẫn là bất động hảo. Hai người lại ra đi, vừa đi chính là nhiều ngày, người sống một cái không gặp, ngược lại là kỳ quái vật, thấy cái này đến cái khác, tựa như một tòa lão tế đàn. Khóa lại một đống không biết niên đại nào xương khô, cũng như một mảnh cát vàng, cuốn lấy một cây ngọc châm nhỏ, trong bóng đêm bay tới bay lui. Tiền bối, lúc nào có thể ra ngoài? Triệu Bân hỏi. Mấy người, vẫn là cái chữ này, đạo tiên đã nói rất nhiều lần. Triệu công tử không rõ ràng cho lắm, cũng không biết vị cao nhân này đến tột cùng đang chờ cái gì. Lại là một vùng tăm tối, đạo tiên đột nhiên định thân, vô ý thức hướng sau lưng liếc mắt nhìn. Nếu không cảm giác sai, đằng sau có cái gì theo bọn hắn. Nhưng món đồ kia rất quỷ dị, thoáng hiện liền biến mất không thấy. Hắn hóa tám đạo phân thân, chạy về phía tám cái phương hướng, mỗi đều khoảng cách bản tôn không xa lắm, là dò đường cũng là canh gác, dù sao đây là không gian hắc động, có quá nhiều không biết mà tồn tại cường đại. Ai? Triệu Bân một tiếng nhẹ kêu, bởi vì kiếm trong tay đang run. Chính xác nói. Là khắc tại Long Uyên kiếm thể độn giáp chữ thiên đang run. Lão đại, bên này. Long Uyên một tiếng gào to, chạy về phía một phương hắc ám. Triệu Bân tốc độ kinh mang, cũng là một đường thẳng đến phương kia. Oanh, bịch, tĩnh mịch hắc ám, bị bực này âm thanh đánh vỡ. Sau đó, thì thấy Triệu Bân cùng Long Uyên một trước một sau hoành lật lên. Đạo tiên nhẹ phẩy tay áo, tiếp nhận bọn hắn. Triệu Bân còn tốt. Long Uyên liền có chút chật vật. Nhìn cái kia vàng óng ánh kiếm thể, nhiễm quá nhiều pha tạp chi quang. Vật gì? Triệu Bân một bước đứng vững, hai mắt hơi híp nhìn hắc ám. Vừa mới gì cũng không nhìn thấy, liền cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông, tới cái kia hung hãn dị thường, hắn cùng với Long Uyên chính là bị cỗ lực lượng kia chấn lật, Long Uyên ỉu xìu không kéo mấy, hắn cái này cũng thương cân động cốt. Cái đồ chơi này thú vị. Đạo tiên cười nói. Tựa như có thể thấy rõ đó là gì. Hắn vẫn như cũ ổn ép một cái, nhấc chân vượt qua hắc ám. Ngô! Hắn phía sau kêu rên, rất là ảm đạm. Triệu Bân là mắt thấy hắn đi qua, cũng là mắt thấy hắn hoành lật trở về, không lóa mắt bước cách, bởi vì cái này một cái hoành lật, bị hô hố sạch sẽ, hơn nữa, đang rơi xuống lúc còn một bước như thế nào đứng vững. Già già, chân sao chả không dùng được. Đạo tiên một lời nói ý vị sâu xa. Không tiếp tục mạnh mẽ đâm tới. Hắn tế thủ hộ chi quang, kèm thêm Triệu Bân cũng cùng nhau bao phủ. Lần này, hắn hàm xúc không thiếu, là từng bước đi qua. Triệu Bân lúc này mới thấy rõ đó là gì, chính là cùng nhau tàn phá đao gãy, lập lòe một vòng ảm đạm kim quang, liền như vậy lẻ loi treo ở cái kia, xem đao thể bên trên, có từng sợi màu tím khí tại vần quanh. Đao là hảo đao, thế nhưng màu tím khí càng bất phàm. Khi trước bàng bạc sức mạnh, liền xuất từ màu tím kia khí. Thần chi khí uẩn, đạo tiên sờ cầm một cái. Khó trách ngay cả tiên vương đều bị chấn lật, Triệu Bân cũng có cảm giác xem xét. Thần minh tại tiên giới bị tu vi áp chế, nhưng mà tại hắc động lại không cái kia gò bó, đã thần chi khí uẩn, tiên vương chỉ là ngăn không được, cứng rắn muốn mặt dày mày dạn đi lên góp, đó chính là tự tìm phiền phức. Đi qua, thanh đao lấy ra,
Đạo tiên vỗ vỗ Triệu Bân. Ngươi cũng bị chấn lật, ta có thể đến gần nó. Triệu Bân bĩu môi nói. Vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết. Phương pháp này, vãn bối còn chưa học. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Đạo tiên một cước đem Triệu Bân đạp tới, nếu nói thông thường tiên tông đệ tử không có học vạn pháp trường sinh quyết, hắn còn tin tưởng, nhưng đi theo không niệm thiên người bên cạnh, nếu chưa học phương pháp này quỷ đều không tin. Triệu Bân vận chuyển trường sinh quyết, từng bước một tới gần đao gãy. Đừng nói, vận chuyển phương pháp này, đao gãy thật sự không còn đối địch hắn. Hoặc có lẽ là đao gãy bên trên thần chi khí ẩn không tại đối địch hắn, thậm chí mãnh liệt sức mạnh bàng bạc, bây giờ như ấm áp gió xuân, thổi tới trên mặt cùng thể phách, cảm giác phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Sao sẽ như thế? Triệu Bân tò mò hỏi tiên. Trên đao thần chi khí ẩn, xuất từ ngươi Đại La Tiên Tông tiền bối. Đạo tiên chậm chậm nói. Ngoại trừ không bị ràng buộc thiên, Đại La Tiên Tông còn có người phong chức thần minh. Vậy ngươi cho rằng Tiên Tông sừng sững vạn cổ không ngã, bằng chính là vạn pháp trường sinh quyết. Ta hiểu, Triệu Bân một cái chớp mắt sáng tỏ. Là hắn đánh giá thấp Đại La Tiên Tông, lại xuất từ không chỉ một vị thần. Tất nhiên thần chi khí ẩn xuất từ Tiên Tông tiền bối, tất nhiên là không bài xích vạn pháp trường sinh quyết. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn bước dài tới. Cái gọi là bàng bạc sức mạnh, hắn thấy không có áp lực chút nào. Chờ đến đao gãy trước người, hắn trước tiên đánh đo một phen, lúc này mới đưa tay đi lấy. Lúng túng chính là, hắn khí huyết này bốc lên, cứ thế không có dung chuyển, không phải đao gãy trầm trọng, là quanh quẩn đao thể khí uẩn, uy áp quá cường đại, không bài xích hắn, không có nghĩa là hắn có thể làm động đậy. Hắn tâm cảnh hãi nhiên. Đây chỉ là thần minh một tia khí, đều bá đạo như vậy, nếu như chân chính thần minh, sợ là một cái giám, đều có thể bắn chết hắn mấy cái luân hồi. Hắn mở tuyệt cảnh, lấy sức mạnh ra trì, cuối cùng là cầm lên đao gãy. Nặng như vậy, nếu cầm lấy đi đánh nhau, tung chặt bất tử nhân, cũng có thể đem người đập thành thịt nát. Thấy hắn cầm xuống đao gãy, đạo tiên cuối cùng là xông tới. Hàng này ngược lại là tự giác, tiện tay cầm tới, lăn qua lộn lại quét lượng. Thần chi khí uẩn ngươi không dùng đến, thuộc về ta, đạo tiên làm bí pháp, phân đao thể khí uẩn, chiêu đến Triệu công tử một hồi mặt đen, hóa ra ta xuất lực, ngươi nha nhặt có sẵn thôi. Đao này không tệ, về ngươi. Đạo tiên phân khí uẩn, đem đao gãy kín đáo đưa cho Triệu Bân. Xem đi, vẫn là Tú Nhi có dự kiến trước, biết hàng này muốn lừa gạt nàng đồ nhi, sớm trước tiên đem hắn đánh cướp, thần chi khí uẩn cái nào. Ngươi nha nói cầm thì cầm. Khuôn mặt thế nào lớn như vậy lạc? Triệu công tử mặc dù mặt đen, nhưng vẫn là tiếp nhận. Không có thần chi khí uẩn, nhưng đao thể bên trên có độn giáp chữ thiên. Chỉ có điều, chữ thiên ẩn vào trong đao, đạo tiên một mực nhìn thần chi khí uẩn, nghiễm nhiên không hay biết cảm giác. Đạo tiên đô không nhìn thấy, hắn đồng dạng không nhìn thấy. Bất quá, hắn có Long Uyên trên có khắc độn giáp chữ thiên, hai người ở giữa tự có cảm ứng. Không tệ. Bên này, đạo tiên đã đem thần chi khí uẩn dung nhập thể nội. Nhìn thần sắc hắn thoải mái, liền biết được một hồi cơ duyên không nhỏ. Có lẽ là tâm tình không tệ, hắn cũng đưa Triệu Bân một hồi tạo hóa. Cái gọi là tạo hóa, là một bộ hư ảo cổ thư, ân. Hàng thật giá thật đạo kinh. Cái này, làm sao có ý tứ. Bên trên một cái chớp mắt còn mặt đen Triệu công tử, cái này một giây cái kia cười ha hả. Đừng nhìn bộ này đạo kinh là hư ảo. Lại so hắn lúc trước nhìn cái kia bản kỳ diệu nhiều. Thần chi khí uẩn một chuyện, chớ cùng không niệm thiên nói. Đạo tiên ngữ trọng tâm trường nói. Vì sao, Triệu công tử một bên nghiên cứu đạo kinh, một bên thuận miệng hỏi một câu. Thiên cơ, không thể tiết lộ, nếu không thì thế nào nói là tiên vương, nói chuyện chính là có học vấn. Triệu Bân không nghe hắn nói linh tinh, quay đầu liền cùng không niệm thiên nói. Chạy, cái nào chạy? Đạo tiên đột nhiên một tiếng gào to, thẳng đến một phương hắc ám đuổi theo. Triệu Bân vội vàng hoảng thu suy nghĩ, cũng đi theo, thuận tiện còn mở tiên nhãn, nhìn chòng chọc phương kia, lại là gì cũng không nhìn thấy, cũng không biết tiên món đồ kia, đến tột cùng đang đuổi cái gì. Động hư cảnh đi, có thể nào cùng đỉnh phong tiên vương so tốc độ. Trước sau bất quá 3, 5 chớp mắt, liền không thấy đạo tiên tung ảnh. Triệu Bân bỗng nhiên định thân, trên dưới trái phải vòng nhìn. Thấy tất cả một mảnh lờ mờ. Tiền bối. Hắn một tiếng kêu gọi xen lẫn nguyên thần chi lực, vô hạn lan tràn tứ phương. Thật lâu, cố
cũng không thấy trong bóng tối có hồi âm, nửa chút âm thanh đều không. Triệu công tử khuôn mặt lại đen, cái lão này là không phải đem hắn ném cái này. Kêu gọi không có kết quả, hắn mới mở ra bước chân, hóa ra rất nhiều phân thân, đi đâu đều cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ trong bóng tối, đột nhiên thoát ra một tôn tà vật, ai bảo đây là không gian hắc động đâu. Ngoại giới, Hạo Thần tinh vực, bởi vì bán thần cổ thi bị đẩy vào vĩnh hằng chi môn, mảnh này bị âm khí lồng mộ tinh không, cuối cùng là khôi phục lại sự trong sáng, nhưng, lúc trước bị chôn giết cái kia một vực sinh linh, lại là cũng lại không về được. Vẫn là cái kia phiến tàn phá cổ tinh, không niệm thiên y cũng đứng ở đó. Nàng tại Triệu Bân trên thân là có lạc ấn ký hiệu, nhưng tiêu ký sớm đã đoạn mất cảm ứng. Vô kế khả thi nàng, chỉ có thể ở chỗ này chờ, khó tránh khỏi Triệu Bân còn có thể từ cái này đi ra. Thanh y đạo nhân cũng tại, đang ngồi tại đỉnh núi hút thuốc. Gặp không niệm thiên lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày, hắn mới ung dung một lời. Có tím nguyên tên kia che chở, không chết được. Không niệm thiên không nói, nhưng thanh y đạo nhân mà nói, lại làm cho nàng hơi thoáng an tâm. Đạo tiên không phải bình thường tiên vương, chiến lực không tại sư huynh của nàng phía dưới, bảo hộ Triệu Bân nên không thành vấn đề. Tiền bối. Hắc động, Triệu Bân kêu gọi chưa từng ngừng. Từ lúc đạo tiên mất liên lạc, hắn đã ở trong bóng tối đi 3 năm ngày. Đến, cũng không thấy đạo tiên ảnh tử, liền nửa chút đáp lại đều không. Ngày thứ 6, hắn lại nhìn thấy kỳ quái vật. Cái kia nên một chiếc chiến thuyền, lơ lửng trong bóng đêm. Đi xem một chút, Triệu Bân nói. Ra lệnh, thì thấy hai phân thân một tả một hữu tiến tới. Triệu Bân thì kết nối phân thân ánh mắt, thời khắc làm tốt mở độn chuẩn bị. Trong tưởng tượng nguy hiểm cũng không có, hắn lúc này mới yên tâm leo lên chiến thuyền. Chiếc thuyền này nhiều năm rồi, nhiều chỗ đã sụp đổ, thân tàu bao quát buồm, đều che đầy cho bụi. Thiên tộc chiến thuyền. Triệu Bân ngước đầu nhìn lên, có thể gặp đầu thuyền sừng sững chiến kỳ. Chiến kỳ có khắc đồ đằng, hắn từng tại thiên tộc thánh nữ cái kia gặp qua. Lão đại, có bảo bối, phân thân truyền đến kêu gọi. Triệu Bân thu con mắt. Quay người vào bụi đất loang lổ buồng nhỏ trên tàu. Khoang thuyền dưới đáy, có giấu một cái hốc tối, hắn đến lúc đó, hai phân thân đang hợp lực ra bên ngoài khuôn đồ, là một khối kim quang trong suốt tảng đá, hình thái bất quy tắc, ước chừng vỏ rượu cái kia to bằng. Triệu Bân xẻ tới, quét đo một vòng, không biết đây là gì. Hắn từ vĩnh hằng giới lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, thả ra Vân Thương Tử. Còn biết cho lão phu phóng xuất. Vân Thương Tử nộ khí không nhỏ. Đi ra liền đặt cái kia hùng hùng hổ hổ. Mắng lấy, hắn liền ngừng công kích, cái này. Không gian hắc động. Chỗ này mát mẻ a. Triệu Bân ngồi xổm xuống, lấy tay gõ gõ kim sắc tinh thạch. Mát mẻ em gái ngươi, sao chạy tới đây? Ngươi cho rằng ta muốn vào tới. Cái này không có gì bất ngờ xảy ra sao? Ngươi chính xác hố hàng a. Chớ nói nhảm, tới xem đây là gì. Triệu Bân chào hỏi một tiếng. Vân Thương Tử lúc này mới thổi qua tới. Thấy kim sắc tinh thạch, một hồi lâu cũng không thấy hắn nói chuyện. Có thể nhận ra, Triệu công tử hỏi. Hẳn là, bàn thiên cổ tinh, Vân Thương Tử nói không xác định. Gì cái lai lịch, Triệu Bân ôm lấy tinh thạch, giống như gõ dưa hấu tựa như, âm thanh pao pao vang dội. Cái đồ chơi này rất cứng rắn, hơn nữa nặng dị thường, đập người, định so cục gạch dễ dùng. Ta chỉ biết, hắn có thể rèn luyện binh khí. Vân Thương Tử một tiếng ho khan. Vậy thì dọn đi, Triệu Bân rất tự giác, đem tinh thạch ném vào vĩnh hằng giới. Vân Thương Tử sợ là tầm mắt quá thấp, chờ ra ngoài. Tìm người biết nhìn hàng hỏi một chút. A, à, đang nói lúc, chợt nghe một tiếng hét thảm. Vân Thương Tử cả kinh tàn hồn giật mình, quay đầu chui vào Triệu Bân trong tay áo. Triệu Bân tốc như kinh hồng, mang theo Long Uyên giết ra buồng nhỏ trên tàu, vừa mới kêu thảm truyền lại từ hắn phân thân. Vốn đang bên ngoài canh gác, mơ mơ hồ hồ liền bị diệt, liền hắn đều không thấy rõ đối phương là ai. Là ai? Lăn ra đến. Triệu Bân xử ở đầu thuyền, hét to âm thanh âm vang. Nhưng, tứ phương một vùng tăm tối, không có người bồi thường ứng. Nơi đây không nên ở lâu, Vân Thương Tử nói. Không cần hắn nhắc nhở, Triệu Bân cũng đã quay người rút đi. Trước khi đi, hắn còn đem chiến thuyền dọn đi rồi. Hắn phủ một kiện áo bào đen, trong bóng đêm tiềm hành. Trừ này, hắn còn tại trên thân lau bột đá, lấy che lấp khí tức. Đến nỗi phân thân đi, hắn lại hóa ra mười mấy cái, hoặc ở phía sau đi theo,
hoặc tại phía trước mở đường, hoặc tại trái phải du tẩu, một khi phát hiện có dị dạng, sẽ trước tiên cho bản tôn dự cảnh. Bây giờ, liền Vân Thương Tử đều nghiêm chỉnh. Hắc động không giống như khác, trong bóng tối cất giấu quá nhiều nguy cơ. A, à, không lâu, lại là một tiếng hét thảm. Kêu thảm truyền lại từ hậu phương, là phân thân âm thanh. Chờ Triệu Bân ngoái nhìn lúc, phân thân đã hóa thành một tia u sương mù, đến nỗi là ai đem hắn phân thân đả diệt, căn bản là không có nhìn thấy, chỉ biết trong bóng tối một đạo huyết ảnh lướt qua, phân thân liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, đạo thứ hai phân thân cũng táng diệt. Sau đó, chính là cái thứ ba, cái thứ tư. Đều không có dấu hiệu nào chết thảm. Nhưng nhìn rõ ràng là gì? Triệu Bân truyền âm Vân Thương Tử. U Linh, đây là Vân Thương Tử đáp lại, có vẻ như cũng không tật xấu gì. Nhiều như vậy phân thân bị diệt, đến mà lại không nhìn thấy là ai, xưng đối phương vì U Linh không có gì thích hợp bằng, tại cái này đen như mực thế giới, chính là không bao giờ thiếu U Linh, giấu tại hắc ám thần gia quỷ không có. Nó hẳn là sợ ngươi, Vân Thương Tử lại bồi thêm một câu. Triệu Bân cũng là ngờ tới như vậy, nếu chiến lực tuyệt đối áp chế, cũng sẽ không lén lút. Nhưng, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, liền đối phương cái bóng đều bắt không đến, hắn chính là một cái bia sống, khó tránh khỏi đi tới, liền sẽ bị chặt một đao, bởi vì tốc độ của đối phương thật sự rất nhanh. Sớm muộn bắt được ngươi. Triệu Bân một tiếng thầm mắng, lại một lần lên đường. Lần này, hắn không động phân thân, chạy lại tặc nhanh. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được, trong bóng tối có một đôi mắt nhìn hắn chằm chằm, chợt trái chợt phải chợt cao chợt thấp, lấy hắn cùng Vân Thương Tử cảm giác lực, lại đều không thể truy tung, đối phương thực sự quá nhanh. Quang minh thân. Đi tới một chỗ, Triệu Bân thông suốt khai quang minh chi pháp. Hắc ám thế giới, cái này bừng sáng lộ vẻ phá lệ chói mắt. Ngô. Âm thầm có tiếng rên rỉ, hiển nhiên là U Linh bị lung lay mắt. Chờ hai mắt thành thanh minh. Đã không thấy Triệu công tử bóng dáng. Hắn trốn vào vĩnh hằng giới, dùng cái này làm nhìn lén, chỉ cần U Linh hiện thân một cái chớp mắt, là hắn có thể khóa chặt, tiên nhãn truy tung chi pháp, thời khắc mấu chốt có thể đỉnh đại dụng, đơn giản một cái truy tung ấn ký thôi. U Linh không đi, còn tại đằng kia mảnh hắc ám chợt tới chợt lui. Lần này, Triệu Bân cùng Vân Thương Tử đều mơ hồ thấy rõ. Đó là một đạo bóng người màu đỏ ngòm, cơ thể khi thì vặn vẹo, khi thì ngưng thực. Thật giống cực kỳ U Linh, Triệu Bân muốn nhìn hắn tôn vinh, lại là hoàn toàn mơ hồ, cái kia thật giống như chính là một cái dị loại quái vật. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi là gì? Triệu Bân trong lòng một quát, rút kiếm giết ra vĩnh hằng giới. Kiếm ngân vang âm thanh là chói tai, xuất kiếm chính là thuấn thân công phạt. U Linh vội vàng không kịp chuẩn bị, ẩn vào hắc ám. Tốc độ của hắn là rất nhanh, lại là không nhanh bằng thuấn thân. Phốc! Huyết quang chợt hiện. Tinh hồng không chịu nổi. Triệu Bân nhất kiếm trúng đích, chỉ có điều bỏ lỡ yếu hại. Đã muốn làm nghiên cứu, cũng không thể một kiếm đem đối phương dây. U Linh gặp trọng thương, tốc độ tùy theo chợt hạ xuống, thậm chí Triệu Bân có thể đuổi kịp hắn thân pháp. Thu! Triệu Bân tế thiên vũ tiên lô, sức cắn nuốt bao phủ hắc ám. U Linh một cái không có đứng vững, tại chỗ bị hút vào trong lư đồng. Sao không chạy, Triệu Bân rút kiếm mà đến. Không đợi hắn thu hồi tiên lô, đỉnh lò liền bị vén lên. U Linh hơi có chút đạo hạnh, lại mẹ nó lại chạy ra. Nó không ham chiến, chớp mắt trốn vào hắc ám. Triệu công tử thì ánh mắt như đuốc, một đường như bóng với hình. Tiên nhãn đã làm tiêu ký, đi theo ấn ký liền có thể đuổi kịp cái kia hàng. Giống. Đột nhiên một tiếng gào thét, từ U Linh trên thân vang vọng. Đúng lúc gặp Triệu Bân giết đến, lại gặp U Linh thể nội xông ra một đầu ác long. Lan. Triệu Bân lấy thiên vũ tiên lô mở đường, cho ác long đụng cái băng diệt. U Linh há miệng nôn một đạo huyết mang, càng đem thiên vũ tiên lô chảm lật ra. Đại la thiên tay. Triệu Bân một bước xiết đến, một trường từ thiên phủ xuống. U Linh hình thái đột biến, cơ thể cất cao 3-5 trượng, lấy huyết khí hóa ra một ngụm quỷ đầu đại đao, bổ ra giả thiên trưởng ấn, kèm thêm giết đến Triệu Bân, cũng bị chấn một bước lui lại. Người đánh nhau rất giỏi hả? Triệu Bân cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt mở vĩnh hằng tiên vực. Vĩnh hằng dị tượng, diễn dịch trở thành một phương đại giới, khí tràng rộng rãi bàng bạc. U Linh lại kêu đau một tiếng, 3-5 trượng thân thể, bị nghiền một hồi lảo đảo. Đến nước này, Triệu Bân mới nhìn rõ hắn tôn vinh,
có vẻ như chính là một cái quái vật, nó không có cái mũi, hai con ngươi như chuông đồng, miệng cũng vô cùng lớn, lại sinh ra răng nanh, lập lòe băng lãnh cô quạnh u quang. Lão đạo, đây là gì? Triệu Bân hỏi một câu. Quỷ mới biết, Vân Thương Tử ho khan, cũng là đầu hẹn gặp lại cái đồ chơi này. Bắt tới nhìn một cái. Cùng với ông vang một tiếng, Triệu Bân tế hạo thiên ấn. Tiên vương cấp pháp khí, hắn mặc dù không sử dụng ra được đỉnh phong uy lực, nhưng cũng đầy đủ hung hãn. Lại là một mảnh huyết quang, u linh bị đè thân thể nứt ra. Triệu Bân gặp khe hở cắm châm, một cái đánh hồn tiên vung mạnh đi lên. U linh phía sau một tiếng hét thảm, so lệ quỷ càng thê thảm hơn, tựa như có thể sợ chuyên đánh nguyên thần binh khí, chịu Triệu công tử một roi, cả người đều không tốt, lay động một chút, đầu người còn đã nứt ra. Phong! Triệu Bân lại động thiên vũ tiên lô, lần thứ hai thu u linh. Lần này hắn tay chân trơn tru, tại trên đỉnh lò đè ép mấy đạo phong ấn phù. U linh ở trong lò cực điểm va chạm, chính là không xông phá tiên lô phong cấm. Đầu hẹn gặp lại cái này giống loài. Có tà niệm chi lực, tà linh. Lão phu cho là, gọi nó u linh càng xác thực. Triệu Bân cùng Vân Thương Tử một trái một phải, ghé vào trước lò xem đi xem lại, lịch duyệt đông đảo như Vân Thương Tử, cũng không nói được cái nguyên cớ, dù sao cũng là hắc động chi vật, hắn chưa từng thấy còn rất nhiều. Nhìn một chút, hai người chợt cảm thấy sau lưng một hồi tinh phong tứ ngược. Chờ quay đầu nhìn lên, thấy là từng đôi hiện u quang đồng tử. Vẫn là u linh, cũng không phải là một hai con, mà là một mảng lớn, bốn phương tám hướng đều có, ô ương ương, đang tự trong bóng tối đi ra, mỗi liếm láp đầu lưỡi đỏ chét, từng trương diện mục có thể so với lệ quỷ. Triệu Bân nắm chặt Long Uyên, u linh có chút nhiều a. Vân Thương Tử thì chui vào Triệu Bân trong tay áo, trên tinh thần ủng hộ Triệu công tử. Là nó đánh ta trước, Triệu công tử đường đường chính chính đạo, chắc chắn cái này một mảng lớn u linh. Là lô bên trong vị này dọn tới cứu binh, đã có tư tưởng có đầu não, ta an vị phía dưới giảng đạo lý đi. Không có người nghe hắn nói nhảm, tứ phương u linh bước chân không ngừng. Nhìn ánh mắt của bọn hắn, rất giống từng đầu ác lang, đang ngó chừng một con cừu nhỏ. Mà Triệu công tử, bây giờ chính là cái kia con cừu nhỏ. Ta thả nó, ta nước giếng không phạm nước sông, Triệu Bân chậm chậm nói. Không có người nghe hắn nói nhảm, u linh có vẻ như chính là thẳng thắn. Phần phật một mảng lớn toàn bộ sông tới, có lẽ là số lượng đầy đủ khổng lồ, sức mạnh đều rất đủ, tranh nhau chen lấn, chỉ sợ ăn không được thịt. Bước ta bão nổi. Triệu Bân chiến lực toàn bộ triển khai, trong nháy mắt vào tuyệt cảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 78.